Việc Phó Tiên Phong bị cách chức, gây ra chấn động không nhỏ ở tỉnh lẫn thành phố Yến. Lời đồn thổi trong dân gian và phía quan chức rất nhiều, cho dù không phải trường hợp cá biệt, đủ các thể loại nhưng không nằm ngoại lệ chính là, người dân đều vỗ tay tán thưởng, lòng ai cũng vui mừng. Phía quan chức thì giữ kín như bưng, nói năng cẩn thận, không dám lộ ra nửa câu. Cũng có cái gọi là người biết chuyện tiết lộ ra ngoài một nửa câu chuyện thật là, trong sự kiện Tứ Ngưu, Phó Tiên Phong là có được lợi ích từ tập đoàn Tứ Ngưu, muốn bao che quá khứ cho tập đoàn Tứ Ngưu, không ngờ, lợi ích lại có thể cắn người. Kết quả là, chỉ tham ô được hơn 1 triệu tệ mà mất cả chức, quá là không đáng rồi. Một vị thị trưởng vì hơn 1 triệu tệ mà bị cách chức thì quá ngu. Còn có người nói là, thị trưởng phó vì vấn đề nam nữ mà bị cách chức, sự kiện Tứ Ngưu chỉ là cái cớ để che đậy mà thôi. Cách nói được truyền đi còn vô lý hơn nữa là, Phó Tiên Phong và Dương Quốc Anh một người bị cách chức, một người bị bắt đều là bởi cái tên, quận Hạ Mã, không may mắn mà ra. Nếu như tập đoàn Tứ Ngưu không xây dựng trang trại chăn nuôi tại đây, nếu như thị trưởng phó không phải trước khi chuyện xảy ra còn đến hiện trường thị sát, thì e là cũng sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Tất cả tin đồn chỉ là những mẩu chuyện tiêu khiển sau những bữa cơm, buổi trà, Phó Tiên Phong nghe ở tai nhưng tức ở trong lòng, lại chỉ có thể chọn cách coi như không thấy. Một buổi trưa mưa thu bay bay, y ngồi trong xe, không phải xe chuyên dụng của thị trưởng, là xe nhà họ Phó phái đến đón y, lúc đi qua cầu sông Hạ Mã, nhìn xuống dòng chảy êm đềm, duyên dáng phía dưới, nhìn ra xa khu nhà quận ủy to lớn, thậm chí còn có thể nhìn thấy văn phòng làm việc của bí thư quận ủy Hạ Tưởng. Sự mất mát và phẫn hận trong y không cách nào hình dung được. Nhớ năm đó đến thành phố Yến nhậm chức, là phó bí thư thành ủy, tiền hô hậu ủng, cảnh quang náo nhiệt làm sao. Bây giờ thì mưa sầu gió thảm, cô đơn một mình rời đi, Hồ Tăng Chu đến tỉnh ủy dự họp, các ủy viên thường vụ khác bận việc, chỉ có mấy người Trần Ngọc Long tượng trưng đến tiễn, y đành một mình ngồi xe rời đi, thê lương và bi thảm làm sao. Tạm biệt rồi thành phố Yến, có điều không thể từ biệt được. Vẫn còn ý nguyện y chưa hoàn thành. Y nhất định phải điều tra ra lý lịch của thương gia Mỹ, xem rốt cuộc ai là kẻ chỉ đạo đằng sau. Nếu như là Hạ Tưởng, sau này bất kể hắn đi đến đâu, sợ gì là chân trời góc bể, nhà họ Phó cũng phải tính sổ với hắn. Hạ Tưởng cũng biết hôm nay Phó Tiên Phong đi khỏi thành phố Yến, hắn đứng trước cửa sổ phòng làm việc quận ủy, nhìn vọng ra dòng Hạ Mã uốn lượn nhấp nhô, thấy một ô tô đen lái qua cầu Hạ Mã đi về phía cửa trạm đường cao tốc. Xe ô tô lên đường cao tốc ở quận Hạ Mã bình thường đều là lên phía Bắc, lẽ nào đó là xe của Phó Tiên Phong? Theo sau sự ra đi của Phó Tiên Phong, thành phố Yến cuối cùng đã lật sang một trang mới. Tạm biệt thời đại Phó Tiên Phong, trong lòng Hạ Tưởng tràn đầy niềm vui thắng lợi. Có thể thao túng bố cục, hoàn thành tuyệt hảo ván công kích Phó Tiên Phong lần cuối cùng, hơn nữa hắn cũng không quá bị tiết lộ thân phận cũng coi như là một lần bắn tỉa không chút kẽ hở. Còn về sau này có bị Phó Tiên Phong điều tra ra là do hắn gây nên hay không thì đó lại là chuyện của sau này rồi. Tuy nhiên sau khi Phó Tiên Phong ra đi, thời gian hắn ở quận Hạ Mã cũng đã không còn nhiều rồi. Nhưng rốt cục là đến nơi nào thì đến bây giờ một tẹo tin tức cũng không có, nói không lo lắng thì là giả, Hạ Tưởng vẫn là có chút lo âu. Cũng chỉ có sau khi xác định được phương hướng hắn phải đi. Xác định hắn được điều đi khỏi quận Hạ Mã thì việc tiến cử người tiếp quản vị trí này mới có thể trình lên. Đối với việc Lý Hàm có thuận lợi đảm nhận chức vị bí thư quận ủy hay không, Hạ Tưởng không tự tin lắm. Tuy nhiên hắn vẫn tin tưởng ít nhiều, bởi vì Phó Tiên Phong rời đi, tiếng phản đối lớn nhất trong thành ủy đã không còn rồi, mà hắn cũng thử do thám thái độ của Vu Phồn Nhiên, y tỏ vẻ ngầm đồng ý người hắn tiến cử. Bởi vì trong lòng Vu Phồn Nhiên biết rõ, y thuận lợi lên làm thị trưởng thành phố Yến. Trở thành người được lợi nhất trong sự kiện Phó Tiên Phong, đằng sau có bàn tay của Hạ Tưởng hay không y không dám khẳng định, nhưng có thể chắc chắn trong sự thất bại của Phó Tiên Phong thì Hạ Tưởng là người biết rõ sự tình nhất trong số tất cả mọi người. Đương nhiên, xuất phát từ góc độ nhà họ Ngô, y cũng tình nguyện giúp Hạ Tưởng, hơn nữa y cũng rất tán thưởng Hạ Tưởng. Ở thành phố Yến, y nhanh chóng đứng vững được đều toàn nhờ vào mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng cả. Người được lợi lớn thứ hai từ sự kiện Phó Tiên Phong là Cao Hải, cũng thuận lợi lên đảm nhiệm chức vị Phó Thị trưởng Thường trực, cuối cùng cũng coi như trở thành nhân vật hô mưa gọi gió ở thành phố Yến rồi. Bao nhiêu năm đảm đương vị trí trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, có thể có được thành tựu ngày hôm nay, hồi tưởng lại quá khứ y cũng cảm thán hàng nghìn lần. Không thể không cảm thán trong một đời người, thời cơ quả thực quá quan trọng. Không có thời cơ,
cũng không thể sau khi Hà Giang Hoa bị đổ y có thể thuận lợi vào hội nghị thường vụ. Không có thời cơ, càng không thể sau khi Phó Tiên Phong thất bại lại có thể tiến thêm một bước trở thành nhân vật số 2 ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Cao Hải thỏa thuê mãn nguyện, cảm thấy tiền đồ trước mắt sáng láng. So sánh ngược lại thì Hồ Tăng Chu hơi có chút buồn bực, bởi vì y phải chịu liên lụy từ sự kiện Phó Tiên Phong, phải lãnh xử phạt cảnh cáo. Tuy nhiên bởi vì có chuyện Phó Tiên Phong bị cách chức hoàn toàn, y đã nhìn ra được nhiều điều. Nếu như không có Hạ Tưởng cảnh báo, y cũng ký tên lên báo cáo của tập đoàn Tứ Ngưu thì không chỉ bị mỗi một xử phạt cảnh cáo nhỏ đơn giản như vậy nữa đâu. Làm không tốt có khi còn bị xử phạt ghi lỗi lớn, chính là điểm đen trong sự nghiệp chính trị. Rốt cuộc Hạ Tưởng từ đâu mà biết được mối liên quan bên trong giữa Phó Tiên Phong và tập đoàn Tứ Ngưu, cùng với lời cảnh tỉnh mà hắn thốt ra rất trùng hợp, hay là sớm đã biết vấn đề sữa bột Tứ Ngưu sẽ bùng nổ, Hồ Tăng Chu không biết được, nhưng trong lòng y vẫn là cảm kích Hạ Tưởng. Bởi vì chỉ cần tập đoàn Tứ Ngưu xảy ra chuyện, thân làm bí thư thành ủy như y tuyệt đối sẽ không thể như không có việc gì đứng ngoài không dính dáng đến, có thể chỉ phải chịu một chút ảnh hưởng nhẹ khi mà Phó Tiên Phong hoàn toàn bị rớt đài cũng coi như là may mắn trong cái không may mắn rồi. Nhưng bước tiếp theo trong việc Hạ Tưởng tiến cử người tiếp nhận chức vị của hắn, y gặp phải khó khăn rồi. Bí thư Diệp kiên quyết muốn để Lý Hàm lên tiếp quản, từ phía lập trường của y mà nói cũng không cho rằng Lý Hàm đủ năng lực gánh vác trách nhiệm quan trọng là nhân vật số 1 của quận Hạ Mã. Áp lực của bí thư tỉnh ủy không phải người bình thường có thể ung dung ứng phó được, Hồ Tăng Chu cũng biết Hạ Tưởng không yên tâm để quận Hạ Mã rơi vào tay Lý Hàm. Từ góc độ cân bằng mà xét, cứ coi như Hạ Tưởng rời đi, ở lại quận Hạ Mã còn có bộ máy rất có năng lực của hắn, chắc chắn không hòa hợp với Lý Hàm, sẽ bất lợi cho sự phát triển tiếp tục sau này của quận Hạ Mã. Một mặt là suy xét về đại nghiệp của quận Hạ Mã, mặt khác lại phải đối mặt với áp lực từ bí thư tỉnh ủy, Hồ Tăng Chu khó xử đôi bề. Tuy nhiên phương hướng Hạ Tưởng phải đi còn chưa rõ ràng, có thể kéo dài một ngày thì cứ kéo dài một ngày. Khi Hồ Tăng Chu ở trong văn phòng đang suy nghĩ Hạ Tưởng sẽ phải đi về đâu, thì điện thoại vang lên, vừa nhìn là điện thoại của tỉnh ủy gọi đến. Sau khi nhận điện thoại, biết đó là Vương Bằng Phi. Y cũng không khách khí nói thẳng. Tăng Chu, chuyện điều động Hạ Tưởng có tin rồi đấy. Hạ Tưởng cũng được biết tin trong giây phút đầu tiên, bởi vì hắn nhận được điện thoại của trưởng ban tổ chức cán bộ. Giống như giả thiết của hắn, là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Mai Thái Bình gọi tới, chứng minh một điều, hắn bị điều động vượt qua khỏi phạm vi tỉnh Yến. Nghe xong điện thoại của Mai Thái Bình, Hạ Tưởng đặt điện thoại xuống, một lúc lâu không nói gì, mặt cười thản nhiên. Hướng đi của hắn vừa nằm trong tình và lý, lại nằm ngoài dự đoán. Tóm lại là phù hợp với việc hắn luôn lo lắng và phỏng đoán. Lo lắng là, hắn không sợ rời khỏi thành phố Yến, cũng không sợ đến đâu đó dập lửa, châm lửa, mà là không muốn lại tham gia vào những rối rắm giữa các thế lực gia tộc, chỉ muốn yên ổn ở một thành phố trong 2 năm, ở vị trí phó giám đốc sở tích đủ năng lực, lý lịch cũng dễ thuận lợi bước chân lên giám đốc sở. Sợ gì phải đến Bắc Kinh đảm nhiệm bất kỳ chức vị nhàn rỗi nào đó ở bộ và ủy ban trung ương, bởi vì hắn cũng có chút mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng vẫn luôn không có tin tức truyền ra, giữ bí mật hướng đi của hắn khiến hắn không khỏi phải phỏng đoán, nơi mà hắn phải đi có lẽ không phải nơi tốt đẹp gì cả. Nếu là nơi tốt, có lẽ sớm đã có tin tức truyền ra rồi. Với mạng lưới quan hệ của hắn, chuyện lớn không dễ nói, nhưng điều động hắn đến đâu dù là ý kiến của tầng cao trên trung ương thì hắn cũng có thể biết trước 1, 2 rồi. Nhưng bí mật nghiêm ngặt như thế thì e là không phải do các nơi giữ kín mồm miệng, mà là còn chưa có quyết định hắn sẽ đến đâu. Bây giờ rốt cuộc là có tin tức rồi, trong lòng Hạ Tưởng nói không lên lời cảm xúc của mình, bởi vì nơi hắn phải đến là thành phố Lang. Thành phố Lang có tiếng tăm không nhỏ ở tỉnh Yến, không phải bởi vì kinh tế phát đạt hay không phát đạt thế nào. Nền kinh tế thành phố Lang ở bậc trung, diện tích bậc trung, nhân khẩu bậc trung, trên cơ bản có thể nói là giống như Ngưu Thành, kinh tế và chính trị đều là kiểu hình không trên không dưới ở tỉnh Yến. Không có bất kỳ điểm nào là xuất sắc. Nhưng thành phố Lang rất có tiếng là bởi vì vị trí địa lý và tính đặc thù khác. Thành phố Lang có tiếng tăm hơn Ngưu Thành nhiều, trong lòng tỉnh ủy cũng quan trọng hơn, bởi vì thành phố Lang là thành phố gần Bắc Kinh nhất của tỉnh Yến, đồng thời cũng là thành phố gần Thiên Tân nhất. Vị trí vừa đúng ở giữa Bắc Kinh, Thiên Tân, có tên gọi là viên ngọc sáng trên hành lang Kinh Tân. Thành phố Lang cách Bắc Kinh, Thiên Tân đều không đến 1 tiếng đồng hồ ngồi xe, ngược lại,
cách thành phố Yến 3 tiếng ngồi xe. Do đó trong lòng người dân thành phố Lang, tỉnh và thành phố Yến cực kỳ xa cách với họ, nhưng Bắc Kinh, Thiên Tân lại dường như là tỉnh của bọn họ vậy. Thường xuyên mở miệng là Bắc Kinh, ngậm miệng là Thiên Tân, người dân thành phố Lang từ trước đến giờ đều không coi trọng thành phố Yến. Hơn nữa, bí thư và thị trưởng thành phố Lang có quan hệ với tỉnh ủy cũng không chặt chẽ lắm, bởi vì bọn họ thường xuyên hướng về Bắc Kinh, quan hệ mật thiết với hậu đài ở Bắc Kinh, đối với tỉnh ủy, thậm chí có lúc họ còn có ý xa cách. Tỉnh ủy hơi bất mãn thành phố Lang, nhưng cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, không chỉ là vì thành phố Lang có vị trí địa lý quá quan trọng, mà là vì vị trí bí thư và thị trưởng thành phố Lang từ trước đến nay đều là do trên Bắc Kinh định đoạt. Bề ngoài, trình tự lên chức ở tỉnh ủy là do ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy bổ nhiệm, nhưng trên thực tế, nhân vật số một đảng chính ở thành phố Lang lại luôn do Trung ương đề bạt chọn người. Nguyên nhân không có gì lạ, chỉ vì Trung ương luôn muốn thành phố Lang quy hoạch trở lại trong phạm vi Bắc Kinh quản lý, tỉnh Yến không đồng ý, Trung ương liền sử dụng sách lược can thiệp chính trị. Trên bản đồ hành chính không thể đem thành phố Lang trở thành của mình thì cài người trong việc bổ nhiệm nhân sự. Tỉnh ủy tỉnh Yến luôn luôn bảo thủ và không đủ kiên cường, liền sử dụng chính sách thoái nhượng, nhượng bộ trong việc bổ nhiệm nhân sự. Hạ Tưởng hiểu rất rõ một điều là, lần này hắn đến thành phố Lang, sắp tới sẽ phải đối mặt với trận khiêu chiến lớn nhất từ lúc hắn bắt đầu theo nghiệp chính trị đến nay. Chương 771, con đường phía trước mênh mông. Trung ương có mưu đồ thành phố Lang đã lâu nhưng vẫn chưa được tỏa ý, về sau không còn cưỡng ép nhiều nữa. Thành phố Lang liên thông với Bắc Kinh, Thiên Tân và tỉnh Yến, vị trí cực kỳ quan trọng, đồng thời là nút thắt đường sắt Kinh Cửu Trấn giữ hướng đông nam thủ đô. Những năm về trước khi thủ đô muốn có thành phố Lang, tỉnh Yến trả lời lại nếu quy hoạch do Bắc Kinh quản lý, thì hai thành phố cấp thị xã nghèo là Chương Trình và Đức Thừa đều phải lấy đi hết, kết quả là Bắc Kinh không đồng ý. Không chỉ là bởi vì môi trường chính trị thành phố Lang cực kỳ phức tạp, mà điểm càng khiến người ta lo lắng chính là, vành kinh tế Bắc Kinh lớn có hy vọng trong năm tới sẽ động thổ khởi công, thành phố Lang sẽ đi đầu, là thành phố thí điểm đầu tiên. Bất kể là ám chỉ của Thủ tướng, hay là có người cố ý sắp xếp hắn đến thành phố Lang thì đều là tính toán chu toàn. Hơn nữa càng khiến cho Hạ Tưởng lo lắng là, nghe nói bí thư thành ủy thành phố Ngả Thành Văn là người nhà họ Khâu, và lý lịch thị trưởng huống cổ quốc không rõ ràng, nhưng có thể xác định chắc chắn là có hậu đài ở Bắc Kinh. Còn có một điều khiến Hạ Tưởng cũng khó lòng đoán ra dụng ý của tầng trên là, lẽ nào Trung ương còn có ý mượn chuyện vành kinh tế Bắc Kinh lớn đề cập lại vấn đề quy hoạch thành phố Lang do Bắc Kinh quản lý. Môi trường chính trị phức tạp, vị trí địa lý nửa có lợi nửa bất lợi, vị trí thành phố cân nhắc không chắc chắn, bầu không khí chính trị gần Bắc Kinh mà xa tỉnh Yến, thành phố Lang thật đúng là nơi khiến người ta không nhìn rõ được mạch suy nghĩ. Có người muốn hắn đến thành phố Lang, e là không phải muốn cho hắn sống bình yên trong 2-3 năm, là muốn hắn kiếm lợi từ trong loạn. Hay là muốn hắn châm lửa hoặc dập lửa, chỉ có trái tim kẻ đứng đằng sau mới biết rõ được. Ngay từ đầu chuyện hắn đi về đâu Hạ Tưởng cũng từng tưởng tượng vô số khả năng, cuối cùng cũng áng chừng đoán được là sẽ rời khỏi thành phố Yến, nhưng không ra khỏi tỉnh Yến, thậm chí còn dự định sẵn là sẽ phải đến thành phố nghèo của tỉnh Yến ở trong 2 năm. Đương nhiên, kết quả tốt hơn một chút là đến thành phố Tần Đường, dễ lập thành tích. Đến cuối cùng lại thật không ngờ tới là cho hắn đến thành phố Lang. Vì sao cứ phải là thành phố Lang? Hạ Tưởng ít khi cười gượng lại không thể không lắc đầu cười khổ, cách dùng người của tầng trên quả nhiên có chỗ cao minh. Hắn đến thành phố Lang, bất kể là châm hay dập lửa, tuyệt đối sẽ sống không yên, sẽ không để hắn được sống những ngày êm ái. Không thể thiếu sự hung hiểm nhiều hơn cả ở thành phố Yến. Bởi vì quận Hạ Mã ở thành phố Yến lại là thành phố thuộc tỉnh, dưới mắt lãnh đạo hai cấp tỉnh, thành phố, cho dù là gây sức ép cũng sẽ cẩn thận kiểm soát trong phạm vi hợp lý. Nhưng thành phố Lang không giống vậy, vị trí cách xa thành phố Yến đã không nói rồi, trong tâm lý là thành phố gần Bắc Kinh, Thiên Tân, đồng thời lại bởi vì do đi lại với Bắc Kinh, Thiên Tân quá nhiều, thậm chí còn luôn khinh thường địa vị thành phố thuộc tỉnh của thành phố Yến, thành phố Lang không thể nói là đầm rồng hang hổ, thì ít nhất cũng là nơi thị phi không ngớt. Khiến Hạ Tưởng không ngờ tới chính là, đợi hắn thật sự đến thành phố Lang rồi mới phát hiện thế cục phức tạp của thành phố, thị phi nhiều, còn kinh người hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Vừa nghe được tin điều động, Hạ Tưởng còn cho rằng phải qua khoảng 2 ngày mới có ban tổ chức cán bộ tới nói chuyện, không ngờ động tác của cấp trên còn nhanh hơn, ngày thứ 2 liền có trưởng ban tổ chức cán bộ mời hắn đến uống trà.
Khi Hạ Tưởng đến thành ủy, vừa bước vào tòa nhà thành ủy thì người đi đến trước mặt lại chính là Tô Công Thần. Hình như Tô Công Thần đang đi ra ngoài, vừa thấy Hạ Tưởng liền dừng bước, cười ha ha. Bí thư Hạ, thật khéo ghê, nghe nói anh sắp đến thành phố Lang rồi, chúc mừng anh nhé. Đúng rồi, tôi có vài câu muốn nói với anh, bây giờ có tiện không? Hạ Tưởng biết rõ, Tô Công Thần không phải là vô tình đi đến trước mặt đối mặt với hắn, mà là cố ý đợi ở đây, cũng đều là vì chuyện của Quách Lục. Bình tĩnh mà xét, Hạ Tưởng thật không muốn giao tiếp với Tô Công Thần, nhưng lại không thể không đáp lại một, hai. Bởi vì Tô Công Thần không những nắm một phiếu bầu quan trọng trên hội nghị thường vụ thành ủy, mà quan hệ giữa y và Diệp Thạch Sinh cũng bình thường. Trong lần đề bạt ứng cử viên cho chức bí thư quận Hạ Mã của thành ủy này, y gần với lập trường phản đối Lý Hàm. Tuy rằng Quách Lục và Lý Hàm thân hơn, nhưng không biết vì sao, Tô Công Thần bắt đầu không coi trọng Lý Hàm. Quách Lục và Lý Hàm thân với nhau cũng là do bất đắc dĩ mà thành, bởi vì bản thân y không chịu tiếp nhận Quách Lục. Hạ Tưởng thấy trong nụ cười của Tô Công Thần có vài phần chân thành, nên cũng kìm nén bản thân nói. Bí thư Tô, Quách Lục trẻ tuổi là một ưu điểm, nhưng nếu cho rằng trẻ tuổi thì có thể lỗ mãng, bừa bãi thì quá không lý giải được hàm nghĩa của tuổi trẻ rồi. Tuổi trẻ liền trở thành khuyết điểm cản trở sự tiến bộ. Một câu của Hạ Tưởng liền khiến cho mặt của Tô Công Thần hơi hơi biến sắc, sau đó là vẻ mặt bất đắc dĩ kéo Hạ Tưởng qua một bên, nhỏ giọng nói. Tôi cũng biết tật của Quách Lục, chính là không hạ mình được, luôn nghĩ mình hơn người khác, tôi phê bình nó nhiều lần rồi nó đều không nghe, cũng chính như là anh nói lời thật lòng trước mặt tôi, nói lời thật là thật lòng quý mến nó. Không nói dối anh bí thư Hạ, nếu như anh đồng ý tìm giúp một người đáng tin cậy ở quận Hạ Mã thay tôi kèm cặp Quách Lục, trên hội nghị thường vụ tôi sẽ nói thay Giang Thiên vài câu. Tô Công Thần có mai phục sao? Hạ Tưởng nhìn ra ý tứ chớp lóe trong mắt y, bởi vì hắn biết, nói thay Giang Thiên vài câu, chưa chắc có thể thay đổi sự thật Lý Hàm có khả năng thuận lợi tiếp nhận chức vụ. Nhưng giọng điệu của Tô Công Thần lại chắc chắn, lẽ nào y có lợi thế gì sao? Mặc kệ Tô Công Thần là xuất phát từ suy nghĩ gì mà tận tâm với Quách Lục như vậy, Hạ Tưởng lại thật sự không nghĩ ra Quách Lục có ưu điểm gì. Hắn không phải không muốn giúp Quách Lục, cũng không muốn một gậy đánh gục Quách Lục, mà là hắn thực sự không thích con người và năng lực của Quách Lục cho lắm. Quách Lục cũng có ưu điểm, bí thư Hạ chưa hiểu nhiều về cậu ấy, tiếp xúc nhiều rồi cũng sẽ biết, thật ra cậu ấy cũng có mặt ham học hỏi. Tô Công Thần quan sát nét mặt thấy Hạ Tưởng có phần nghi ngờ. Y biết rất rõ, cho dù Lý Hàm tiếp nhận chức bí thư quận ủy, thì bộ máy ở quận Hạ Mã của Hạ Tưởng cũng là thế lớn. Với sự quan sát của y, Lý Hàm không nắm được quận Hạ Mã trong tay. Để Quách Lục tiếp cận Lý Hàm sẽ không có tiền đồ gì, chủ yếu là năng lực Lý Hàm có hạn, phải dựa vào người khác nâng đỡ, tự bản thân không đủ cứng rắn nên cũng không tiến xa được. Tô Công Thần rất tán thưởng năng lực của Trần Thiên Vũ, cho rằng Trần Thiên Vũ sớm muộn cũng sẽ tiếp nhận chức chủ tịch quận, nên có ý định cho Quách Lục đi theo Trần Thiên Vũ một thời gian, học thêm vài thứ. Nhưng Trần Thiên Vũ và Hạ Tưởng lại có quan hệ tâm đầu ý hợp, cũng chỉ có Hạ Tưởng mở miệng thì Trần Thiên Vũ mới có khả năng tiếp nhận Quách Lục. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Tưởng trầm tư một lúc, có đôi lúc chuyện chính trị còn phải hợp tác với những người gió thổi chiều nào theo chiều ấy, quan trường là cái thùng nhuộm lớn, có đủ nhân vật mọi hình thù màu sắc, phải biết học cách giao tiếp với đủ loại người mới là kế sinh tồn lâu dài được. Cho Quách Lục theo Ngô Cảng Đắc một thời gian trước đã. Y có kinh nghiệm phong phú về công việc cơ bản, chắc chắn sẽ rất có ích cho công việc sau này của Quách Lục. Đợi khi nào Cảng Đắc nói Quách Lục thật sự kiên định rồi, mới để Quách Lục đi theo Trần Thiên Vũ. Nếu Y có thể học được gì đó ở Trần Thiên Vũ thì tin rằng sau này con đường của Y sẽ càng rộng mở hơn. Tô Công Thần nghĩ ngợi, gật đầu cười. Giúp tôi chúc mừng Bí Thư Giang, ngoài ra, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Lang Trần Vũ Lệ là bạn lâu năm của tôi, có thời gian thì tôi tiến cử anh. Hạ Tưởng cười ha ha, bắt tay với Tô Công Thần rồi đi lên lầu. Trong lòng hắn buồn bực, nghe ý của Tô Công Thần thì vị trí bí thư quận ủy là Giang Thiên ngồi vào chắc chắn rồi. Tô Công Thần dựa vào đâu mà nhận định rằng tất cả ủy viên thường vụ đều sẽ không nể mặt bí thư tỉnh ủy mà ủng hộ Giang Thiên. Khi Hạ Tưởng đi lên lầu, gặp phải người quen trong thành ủy, ai ai cũng đều nở nụ cười chào đón hắn, còn từ xa chủ động chào hỏi hắn, dường như lo rằng chỉ cần muộn hơn một chút là thể hiện không lịch sự vậy. Khiến cho lòng hắn không hiểu. Hắn đến thành phố Lang không phải là một bước là lên cấp chính giám đốc sở, chỉ có thể coi là điều chuyển ngang,
hơn nữa so sánh với vị trí nhân vật số 1 ở quận Hạ Mã, trên thực tế còn có một chút không bằng. Sao người trên thành ủy lại có thái độ tốt với hắn, dường như việc điều chuyển hắn là lên chức vậy. Lên đến tầng trên rồi Hạ Tưởng mới vỡ lẽ, hóa ra tuy rằng hắn không tiến lên làm giám đốc sở, mà là hai vị trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và thành ủy cùng nhau tìm hắn nói chuyện, mấu chốt là, họ đều là cấp chính khiến cho hắn không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người cũng khó. Cho dù là hắn đến thành phố Lang làm bí thư thành ủy thì cũng chưa chắc sẽ có trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đích thân xuất hiện, không phải ai Mai Thái Bình cũng đều nể mặt cả. Có điều mà nói, Mai Thái Bình từ trước đến giờ không xuất hiện theo lối mòn, đích thân y đến thành ủy tìm Hạ Tưởng nói chuyện không những kinh động đến Hồ Tăng Chu, đến cả Phồn Nhiên cũng không thể không xuất hiện nghênh đón, làm cho tâm trạng mọi người ở cả thành ủy đều dao động, làm việc bất an. Mai Thái Bình lại hồn nhiên không thèm quan tâm, y mới không thèm để ý người khác bàn luận, đoán mò gì. Y muốn đến thì đến, cho dù là không ít người ở tỉnh ủy có ý kiến về y cũng mặc kệ. Bởi vì y nghĩ rằng Hạ Tưởng đến thành phố Lang là thiệt thòi rồi, y phải đến cổ vũ tăng thêm sức mạnh cho Hạ Tưởng. Mai Thái Bình đại giá đến thăm, thì áp lực lên Khâu Tự Phong là lớn nhất, lại không thể không tươi cười chào đón. Bình thường với cấp bậc của Hạ Tưởng, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nhiều thì cử một phó trưởng ban bình thường ra mặt đã là nể mặt rồi, phó trưởng ban thường trực ra mặt thì đã là rất nể mặt, nhưng bây giờ là trưởng ban tổ chức cán bộ đích thân xuất hiện, y không biết nên nói cái gì. Đó không phải là đố kỵ mối quan hệ tốt đẹp giữa Hạ Tưởng và Mai Thái Bình, mà là khiến y không dễ làm việc. Thực tế, việc điều động Hạ Tưởng vẫn đang trong phạm vi quản hạt của thành ủy, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chỉ là phối hợp một chút, qua lại mà thôi. Nhưng Mai Thái Bình lại ngược lại, đích thân đến khiến y khóc dở mếu dở. Càng làm cho Khâu Tự Phong ngượng ngùng chính là, trong lúc chờ đợi Hạ Tưởng đến, Mai Thái Bình ngồi trong văn phòng làm việc của y không nói một lời. Dường như không muốn bắt chuyện với y, làm cho y ngồi cũng không phải, đứng cũng không đúng, càng không dám giả vờ xem văn kiện. Cách xem văn kiện là thủ đoạn chuyên dùng khi lãnh đạo lạnh nhạt với cấp dưới, bây giờ y là cấp dưới, Mai Thái Bình mới là lãnh đạo. Cũng may là Hạ Tưởng đến đúng giờ. Hạ Tưởng vừa vào cửa, hai người trong phòng đang ngại ngùng, lập tức sinh động hẳn lên. Sau khi bắt tay với từng người, Mai Thái Bình vỗ vỗ vai Hạ Tưởng, trên mặt lộ vẻ phức tạp. Hạ Tưởng, đến thành phố Lang làm chức phó có thấy thiệt thòi gì không? Bình thường khi trưởng ban tổ chức cán bộ đến tìm nói chuyện, thường hay trực tiếp thông báo kết quả cho người đó, sau đó là nghe bạn phát biểu lòng trung thành, biểu thị bạn phục tùng sự sắp xếp của tổ chức là được rồi, đâu có trưởng ban tổ chức cán bộ nào vừa đến là liền hỏi xem bạn có thiệt thòi không? Hạ Tưởng cũng quen với sự bất ngờ của Mai Thái Bình, cười ha ha. Tôi hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của tổ chức. Được rồi. Ở đây không có người ngoài, đối với tôi Khâu Tự Phong là một nửa người ngoài, còn với cậu cũng không tính là người ngoài. Mai Thái Bình khoát tay, cũng không để ý sự ngại ngùng của Khâu Tự Phong mà nói tiếp. Phó thị trưởng thường trực thành phố Lang, cũng được, còn lớn hơn chức ủy viên thường vụ phó thị trưởng một chút. Có một số người có lòng tốt quan tâm đến cậu, nhưng lại không hoàn toàn làm đến nơi đến chốn. Thật muốn cho cậu làm lớn một trận. Gạt thẳng cổ hướng quốc ra ngoài để cậu lên làm thị trưởng thì tốt biết mấy. Lời này không nên là lời của trưởng ban tổ chức cán bộ nói ra, Khâu Tự Phong không nhịn nổi nên ho khan vài tiếng. Hạ Tưởng cũng đoán được là hắn chắc chắn được điều chuyển ngang, bởi vì bí thư và thị trưởng thành phố Lang đều mới nhận chức chưa lâu, ít nhất nhìn từ bên ngoài thì cục thế cực kỳ vững vàng, hơn nữa hai người đều không có lý lịch để tiến cao lên một bước. Do đó hắn mà đến đó. Không làm phó thị trưởng ủy viên thường vụ thì là làm phó thị trưởng thường trực, cũng có thể là làm phó bí thư, nhưng khả năng không lớn. Đương nhiên hắn cũng nghĩ qua khả năng đến đó làm phó thị trưởng, sau đó hắn lại nghĩ, vẫn là cho rằng người muốn hắn đến đó dập lửa hoặc châm lửa cũng sẽ không cho hắn vào hội nghị thường vụ, quá là nhỏ mọn rồi. Một phó thị trưởng bình thường, trong con mắt thành phố Lang vượt qua cả tỉnh ủy chỉ trông ngóng về Bắc Kinh, chỉ có phần lót nền, không có bất kỳ quyền phát biểu và chấp hành. Phó thị trưởng thường trực, cũng tốt, cũng được, không cao không thấp, không trên không dưới, vừa đúng là chức vụ có thể tiến có thể lùi, cũng xác minh được lòng tốt của ai đó. Là tôi luyện hắn cũng được, là khảo nghiệm hắn cũng xong, dù sao hắn bị kẹp ở giữa bí thư, phó bí thư thành ủy và thị trưởng, là vị trí có thể dựa dẫm bí thư, cũng có thể là điểm quan trọng một lòng với thị trưởng. Vừa có thể trở thành lính đi đầu nắm chặt bộ máy chính phủ cho thị trưởng,
cũng có thể trở thành con tốt hóa giải quyền uy thị trưởng cho bí thư thành ủy. Đi đâu về đâu, đứng vào hàng ngũ thế nào không ai chỉ rõ cho cả, toàn bộ phải dựa vào đôi mắt thông minh tìm hướng đi của hắn. Nói là hoàn toàn phục tùng sự sắp xếp của tổ chức, thực ra ai lại không có chút suy nghĩ và oán giận. Nhưng cho dù là có, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, cho dù Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong là xuất phát từ quan hệ cá nhân, không để ý đến lời của hắn, hắn cũng phải thận trọng cư xử với bọn họ. Dù sao hai người trước mắt hắn hiện giờ là đại biểu cho hai cấp ban tổ chức cán bộ. Cũng may là Khâu Tự Phong kịp thời giải vây. Đến thành phố Lang cũng tốt, bí thư Ngả ở đó dễ nói chuyện. Không nói đến thì thôi, vừa nói đến Ngả Thành Văn, Mai Thái Bình liền nổi nóng. Con người Ngả Thành Văn cậu đâu có biết rõ, hắn ta và Hạ Tưởng mà hợp nhau mới là lạ. Khâu Tự Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Không nói đến nữa, không nói đến nữa. Với năng lực của Hạ Tưởng, đến thành phố Lang chắc chắn có thể thuận lợi mở ra thế cục ở đó, thoải mái thể hiện mình. Toàn nói những lời vô dụng, hiện trạng của thành phố Lang chúng ta ở xa nhìn không rõ, nhưng cũng biết được ít nhiều tin đồn. Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc đều mắt nhìn cao qua đỉnh, 12 vị ủy viên thường vụ, ai ai cũng đều có lý lịch ở Bắc Kinh, không phải là nơi tốt đẹp gió yên biển lặng gì cả. Mai Thái Bình phất tay, rất không khách khí phản bác lại Khâu Tự Phong. Tôi nói thẳng, có người phái Hạ Tưởng đến thành phố Lang, thực ra chính là cho hắn đến quấy phá thế cục. Đương nhiên bọn họ có cách nói dễ nghe là, mài rũa. Ngọc không mài không sáng, nhưng lại không hứa hẹn gì với Hạ Tưởng cả, quá là không phải phép rồi. Trước thái độ bất bình thay mình của Mai Thái Bình, Hạ Tưởng chỉ mỉm cười, trong lòng hắn không thể nói là không có chút oán giận nào, nhưng hắn cũng rõ, có đôi khi đến lúc đường cùng, không thể cảm nhận được sự tuyệt diệu của chết đuối vớ được cọc. Hơn nữa đấu sức trong chính chỉ có lúc đấu trong sáng, có lúc đấu trong tối. Trước khi hắn chưa trở thành ngài quan to quản lý cả một phương, mài rũa bản thân thích hợp cũng là một việc tốt. Nhìn chung, lý lịch phần đông các quan trấn giữ biên giới đều có những lúc một mình chiến đấu với sóng dữ ngoài khơi. Và lại, coi như là một lần thực sự tu luyện bản thân cũng tốt, người làm quan có lúc phải nhẫn tâm, không nhẫn tâm với chính bản thân mình thì khó mà nhẫn tâm với đối thủ được. Không nhẫn tâm với đối thủ, chính là không có trách nhiệm với bản thân. Bởi vì, việc đọ sức thực sự trong chính trị chưa chắc luôn là mưa thuận gió hòa, Phó Tiên Phong còn có phần văn minh, có thể có đối thủ thô bạo trắng trợn, uy hiếp, nhưng chúng vẫn có thể leo lên địa vị cao trên quan trường, bạn có thể làm gì được chúng. Lấy thô bạo chế thô bạo, ăn miếng trả miếng hoặc chính là thủ đoạn cuối cùng. Thành phố Lang không phải đầm rồng hang hổ, nhưng tuyệt đối là nơi thị phi. Một thành phố cấp thị xã của tỉnh Yến, lại ngày ngày hướng mắt trông về Bắc Kinh, thường hay vâng dạ nhưng không làm theo chỉ thị của tỉnh ủy, hoặc toàn vượt mặt tỉnh ủy đi lại với Bắc Kinh, là nơi trời trong nắng ấm mới là lạ. Tiếp đó, Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong theo lệ lướt qua, coi như đã nói xong chuyện. Lướt qua hết xong, Mai Thái Bình nghĩ ra gì đó, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc hơn, hỏi. Hạ Tưởng, tôi muốn hỏi cậu một chuyện, cậu nói thật với tôi. Đằng sau sự kiện tập đoàn Tứ Ngưu có phải là có bàn tay của cậu không? Câu hỏi thật đúng không dễ trả lời, nhưng Hạ Tưởng cũng biết, hắn động vào nguồn gốc lợi lộc của gia tộc nhà họ Phó, cũng đụng chạm vào nơi kiêng kỵ nhất của thế lực gia tộc rồi, Mai Thái Bình cũng vậy, Khâu Tự Phong cũng đành, đều khó mà không có lòng đề phòng hắn. Tuy nhiên cho dù quan hệ giữa hắn và hai người khá, cũng chắc chắn là không nói ra sự thật, liền lắc đầu cười. Tôi là bí thư quận ủy quận Hạ Mã. Đi xa nhất cũng không ra khỏi thành phố Yến, thường xuyên quanh quẩn hai bên bờ sông Hạ Mã, khoảng cách với nước Mỹ xa hàng ngàn dặm, tay tôi đâu có giải đến thế, nhàn hạ cũng không nhiều như vậy. Giải thích cũng ra dáng lắm, có điều Khâu Tự Phong và Mai Thái Bình liếc nhau, trong mắt hai người đều có vẻ nghi ngờ. Mai Thái Bình vẫn là nói ra sự lo lắng trong lòng. Có những phạm vi, giới hạn không thể vượt qua, Hạ Tưởng, trong lòng cậu phải tự biết. Giao tình có tốt hơn nữa cũng không tốt bằng lợi ích lớn như trời. Lời nói của Mai Thái Bình rất xác thực, cũng rất thực tế, trong lòng Hạ Tưởng khẽ dao động, biết lời nói của Mai Thái Bình đại diện cho lập trường của nhà họ Mai, cũng là lập trường của nhà họ Khâu, là lời nhắc nhở, cũng là tiếng chuông cảnh báo. Cảnh cáo hắn không nên vượt qua giới hạn, nếu không, mối quan hệ dù có tốt đẹp thì cũng có lúc sẽ trở mặt. Trời lớn đất lớn, lợi ích lớn nhất, trong lòng Hạ Tưởng cũng rất rõ. Quan hệ giữa hắn và Mai Thái Bình, Khâu Tự Phong khá tốt, tiếp xúc nhau luôn hòa hợp,
chính là bởi vì không can thiệp vào lợi ích cơ bản của các bên. Chỉ cần có xung đột về lợi ích, thì sẽ không có khung cảnh vui vẻ chuyện trò như bây giờ. Lợi ích cơ bản của gia tộc không thể động chạm vào, động vào một chút thì hắn có khả năng sẽ bị bốn đại gia tộc liên hợp áp chế. Đến lúc đó, hoàn cảnh của hắn thật đúng là nguy hiểm rồi. Bốn nhà mà liên hợp với nhau, với căn cơ của hắn hiện tại, một hiệp cơ bản là hắn sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên Mai Thái Bình cũng chỉ nhắc nhở đến vậy, không nói thêm nữa, sau đó lại nói vài chuyện linh tinh. Trước lúc rời đi, Mai Thái Bình nói một câu khiến Hạ Tưởng phải giật mình. Đợi khi nào cậu đến thành phố Lang nhận chức, tôi đưa cậu đi. Hạ Tưởng kinh ngạc há to miệng, muốn nói gì đó lại bị Mai Thái Bình chặn lại. Cậu nói không tính, phải phục tùng quyết định của cấp trên. Với lại tôi cũng không phải là đưa cậu đi, mà là ghé qua, đến thành ủy thành phố Lang thăm người bạn cũ, sau đó về Bắc Kinh một chuyến, đưa cậu đi chỉ là chuyện tiện thể mà thôi. Ngay cả như vậy, một cán bộ cấp phó giám đốc sở đến nhận chức, được trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đích thân đi cùng, đừng nói là toàn thể thành ủy thành phố Lang kinh sợ, mà cũng sẽ gây chấn động tỉnh ủy tỉnh Yến, thậm chí Diệp Thạch Sinh sẽ lấy lý do không phù hợp quy củ mà ra mặt ngăn cản. Chương 772, từng bước lo lắng. Nhưng Mai Thái Bình chính là Mai Thái Bình, không cho Hạ Tưởng cơ hội giải thích và khuyên bảo, phất tay rồi quay người nghênh ngang bước đi, bỏ lại Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong ngơ ngác nhìn nhau, nói không nên lời. Thật đúng là một trưởng ban tổ chức cán bộ luôn làm theo ý mình, quy củ trên quan trường lớn như trời, nhất là ban tổ chức cán bộ. Nhưng Mai Thái Bình thì ngược lại, tìm lý do để đích thân đi kèm Hạ Tưởng đến nhậm chức. Tỉnh Yến với không khí quan trường vô cùng bảo thủ, y tuyệt đối là người đầu tiên độc hành biệt lập. Chỉ mong cách nghĩ của y bị bí thư tỉnh ủy phủ quyết, nếu không trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đích thân đi kèm Hạ Tưởng đến nhậm chức, không phải là làm cho hắn hoành tráng thêm, mà là khiêng hắn lên bàn lửa để thiêu. Bởi vì thành ủy thành phố Lang không chừng sẽ cho rằng hắn cáo mượn oai hùm, xé ra hổ làm văn, đem trưởng ban tổ chức cán bộ ra để ra oai, người chưa tới nhận chức nhưng đã ra uy trước. Lần diễn này chỉ cần diễn không tốt thì sẽ làm cho nhân vật số 1, số 2 ấn tượng cực kỳ không tốt về hắn, thậm chí có khả năng sẽ sinh ra ghen ghét, nhất là thành ủy thành phố Lang mắt nhìn cao qua đầu, trong tình trạng đôi lúc còn không coi tỉnh ủy ra gì, việc Hạ Tưởng đến nhậm chức long trọng có lẽ sẽ hứng chịu hậu quả phản ngược lại. Chỉ là, Hạ Tưởng không chi phối được quyết định của Mai Thái Bình, đương nhiên hắn cũng biết lý do Mai Thái Bình đưa hắn đi nhậm chức có thể không phải là lời nói thật. Có lẽ y có mục đích khác cũng chưa biết chừng. Sau khi nói chuyện với ban tổ chức cán bộ xong, tin Hạ Tưởng sắp bị điều đi liền hoàn toàn bị lan truyền rộng ra, người người đều biết. Rất nhiều quan chức lớn, nhỏ ở quận ủy quận Hạ Mã ban đầu còn không tin Hạ Tưởng sẽ đi khỏi, đều cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu trước thông tin đó. Bí thư Hạ Tưởng làm việc rất tốt, vì sao lại bị điều đi đột ngột? Rốt cuộc là sai sót ở đâu? Người không đủ cấp bậc và trình tự. Không nhìn rõ nguyên nhân đằng sau sự việc, người biết chân tướng thì không dám nói gì nhiều. Từ lúc tin tức Hạ Tưởng sắp chuyển đi được truyền ra, quận Hạ Mã không thể nói là toàn thể ảm đạm, cũng có thể nói là trong lòng đại đa số người ở đấy đều tiếc nuối. Hạ Tưởng là lãnh đạo tốt hiếm có, bí thư tốt, công chính liêm minh, khách quan, gần như cũng làm đến mức xem mọi người như nhau, không tham tiền, không thiên vị. Rất nhiều người lăn lộn trong quan trường mười mấy năm. Vẫn là lần đầu tiên gặp một bí thư thanh liêm và làm được việc như Hạ Tưởng. Nếu như đổi bí thư khác, chắc chắn sẽ không bằng bí thư Hạ, hơn nữa mọi người cũng nghe được tin đồn, nói là Lý Hàm sẽ tiếp nhận chức phụ bí thư. Còn người chủ tịch quận Lý Lão Thành có thừa, khai thác không hết, chủ yếu là nếu không có sự phấn chấn và sức sống của bí thư Hạ, nếu tất cả những điều trên đó không chủ yếu không đủ, thì chủ tịch quận Lý đối nhân xử thế vẫn không bình dị, gần gũi bằng bí thư Hạ. Khi Hạ Tưởng còn tại vị, có không ít người có lẽ cảm thấy hắn có chỗ không tốt thế này, thế kia, nhưng khi vừa nghe tin hắn sắp rời chức, lại so sánh với người sắp tiếp nhận chức vụ, cùng với cục thế quận Hạ Mã sau khi bí thư Hạ rời đi, không ít người mới phát giác, vô hình chung, bí thư Hạ đã trở thành cây cọc tiêu, là lá cờ đầu, là hình tượng lãnh đạo lý tưởng trong lòng mọi người. Không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp cận rất gần với lãnh đạo. Cho nên trong lòng đại đa số mọi người không trông mong lãnh đạo chiếu cố đặc biệt đến mình, mà chỉ mong lãnh đạo có trái tim công bằng, khen thưởng khuyến khích tiến bộ, nghiêm trị người nhiều việc ít, ít nhất phải làm được chế độ công bằng, cho mỗi người một cơ hội và không gian thăng tiến. Ít nhất, Hạ Tưởng khiến cho đại đa số cảm thấy chỉ cần làm được việc,
chỉ cần nỗ lực thì sẽ có ngày ngẩng cao đầu, mà không phải một lãnh đạo nhân vật số một mang nặng tính cá nhân, dùng người không khách quan, chỉ giúp cho số ít người có được lợi, và khiến cho đại đa số người cảm thấy không có cửa để tiến lên. Hạ Tưởng không phải người hoàn hảo, cũng có người hắn tin cậy và thân gần, nhưng hắn cũng có thể làm được đến mức khoan dung và bao dung. Đối đãi với đại đa số bộ phận cấp dưới cũng kiên nhẫn, và chu đáo, và cũng đề bạt mấy cấp dưới không phải là họ hàng của hắn, nên khiến cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hy vọng. Chỉ tiếc, lãnh đạo tốt sắp phải đi rồi, đang trong thời kỳ kinh tế quận Hạ Mã đi vào quỹ đạo, cục thế đang có xu thế ổn định, nên làm cho không ít người bất bình thay cho Hạ Tưởng, cho rằng hắn bị người khác chơi xấu, là bị lãnh đạo cấp trên qua cầu rút ván. Đầu tiên là Phó Hiểu Bân, ngồi tại văn phòng của Hạ Tưởng một lúc lâu, sau khi đi ra, than ngắn thở dài, vẻ mặt không cam lòng. Theo sau là Trần Thiên Vũ, Biện Tú Linh, Hoàng Kiến Quân, Trang Thanh Vân theo thứ tự lần lượt đi vào văn phòng của Hạ Tưởng, ai ai cũng đều vẻ mặt bất lực và tiếc nuối. Nhưng ngoài việc phục tùng sự sắp xếp của tổ chức ra, không còn cách nào khác. Hạ Tưởng lại không an ủi mọi người gì cả, việc gặp rồi xa trên quan trường là chuyện bình thường, huống chi lần này hắn đến thành phố Lang, tuy rằng người ngoài nhìn vào là điều chuyển ngang, hơn nữa là cấp phó, không bằng vị trí nhân vật số một hiện tại, nhưng trọng trách trên vai, biết rõ cuộc khảo nghiệm ở quận Hạ Mã đã hoàn thành thuận lợi, việc mài giũa ở thành phố Lang là tiền đề để hắn có thể bước sang một trang mới trong quan trường hay không. Đi được tốt, một bước có thể tiến lên cấp giám đốc sở, từ nay sẽ chính thức bước vào hàng ngũ quan lớn. Đi không tốt, phỏng chừng không cần bị tầng trên xem nhẹ, thì có khả năng bị đối thủ đánh bại, thất bại không có cơ hội để trở mình. Một bước là sống, một bước là chết. Trên quan trường, lúc nào cũng là từng bước gặp nguy cơ, từng bước lo lắng. Đợi sau khi những người có quan hệ tốt với Hạ Tưởng đến rồi đi, một nửa ủy viên thường vụ khác do Lý Hàm dẫn đầu cũng từng người đến ngồi với Hạ Tưởng, vừa là từ biệt, vừa là ôn lại chuyện cũ, cho dù không phải là kiểu gặp nhau nở nụ cười gộp lẫn ân và oán, thì cũng là những lời chúc phúc nhau, không ai muốn sau này khi gặp mặt lại mà vẫn còn ghi nhớ chuyện ân oán ngày xưa. Dù có ân oán đi nữa, về sau có lẽ cũng không có cơ hội cùng nhau làm việc rồi. Không làm việc cùng nhau thì không tồn tại tranh chấp lợi ích, dễ nói chuyện dễ chia tay, cũng lưu lại một chút tình người. Ngoại trừ Lý Hàm và Mộ Duẫn Sơn gặp Hạ Tưởng thấy có một chút không tự nhiên ra, những người khác đều cười đùa tự nhiên. Lý Hàm không được tự nhiên là bởi vì y nghe được Hạ Tưởng không ủng hộ, tín nhiệm y, trong lòng bực tức. Mộ Duẫn Sơn là vì đứng sai hàng ngũ, vốn có quan hệ khá với Hồ Tăng Chu lại đi đầu phục doanh trại của Phó Tiên Phong, kết quả ngược lại, rơi vào tình thế không ai để ý tới, y liền cảm nhận bi thảm sâu sắc. Trên quan trường, đi sai một bước có lẽ sẽ phải tiếc nuối một đời. Sai lầm đi theo Phó Tiên Phong, sau này muốn có một chỗ tốt tại thành ủy thì không có khả năng nữa rồi, Hồ Tăng Chu không thừa cơ trả đũa y đã là tốt lắm rồi. Cảm xúc Mộ Duẫn Sơn vô cùng xa xút, cũng không thể oán giận người khác. Đường là do mình chọn, hối hận cũng vô dụng. Hai ngày sau, thành ủy triệu tập mở cuộc họp hội nghị thường vụ, chính là tiến hành thảo luận và biểu quyết vấn đề chọn ứng cử viên kế tiếp đảm nhiệm chức bí thư quận Hạ Mã. Phó bí thư thành ủy Trử Vệ đề bạt Lý Hàm đảm nhiệm bí thư quận ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Khâu Tự Phong đề bạt bí thư huyện ủy huyện An Giang Thiên làm ứng cử viên chức bí thư quận ủy. Sau khi Khâu Tự Phong đưa ra đề nghị, đầu tiên là thuyết minh tỉ mỉ lý lịch hai người trước toàn thể mọi người, đồng thời nêu ra ý kiến khảo sát của ban tổ chức cán bộ cung cấp cho các vị ủy viên thường vụ đang ngồi tham khảo. Kết luận của ban tổ chức cán bộ là, kinh nghiệm làm việc của đồng chí Giang Thiên phong phú, trẻ trung khỏe mạnh, thích hợp lãnh đạo một quận trẻ như quận Hạ Mã. Hồ Tăng Chu hơi chần chừ một chút, không thể hiện thái độ cụ thể. Các đồng chí có thể phát biểu suy nghĩ của riêng mình về đề cử hai đồng chí ứng cử viên. Về đồng chí Lý Hàm, khụ khụ, bí thư Diệp quan tâm hơn, có điều bí thư Diệp lại nói đồng chí ấy chỉ là xem trọng đồng chí Lý Hàm, chứ không phải có ý can thiệp vào quyết định của thành ủy. Diệp Thạch Sinh từng ám chỉ với Hồ Tăng Chu, Hồ Tăng Chu không thể không có chút thái độ gì. Dù sao chỉ cần truyền đạt lại ý kiến của bí thư tỉnh ủy là được rồi, còn thái độ của các vị ủy viên thường vụ đang ngồi thế nào thì là vấn đề của riêng bọn họ rồi. Bây giờ y chưa ra quyết định cuối cùng, trên thực tế không có chủ ý đã là nghiêng về phía Lý Hàm rồi. Đương nhiên, nếu các vị ủy viên thường vụ đang ngồi đều ủng hộ Giang Thiên, y cũng sẽ biết lắng nghe. Đồng chí Giang Thiên thích hợp đảm nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã hơn,
từ sau khi đồng chí Giang Thiên tiếp nhận huyện An, dẫn dắt kinh tế huyện An đi lên một bậc thang mới là có thể kết luận được rồi. Đồng chí Giang Thiên giải quyết tốt các công việc hậu quả, hiện tại vấn đề của quận Hạ Mã cần một nhân vật số một biết nhìn đại cục, và có năng lực dẫn dắt quận Hạ Mã vững vàng vươn lên. Ý kiến của tôi là, đồng chí Lý Hàm hơi lớn tuổi một chút, làm những công tác hỗ trợ càng tốt hơn. Phu Phồn Nhiên phát biểu thẳng, hùng hồn, một là một, hai là hai, không hồ đồ, hiển nhiên cũng có ý mượn lần hội nghị thường vụ lần này để thị uy. Mọi người nhìn Phu Phồn Nhiên, trong lòng kinh ngạc, trước kia khi còn đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực còn không thấy y quyết đoán bao nhiêu, giờ lên thị trưởng rồi quả nhiên khác nhau rất nhiều. Ý kiến vừa rồi khẳng định Giang Thiên, phủ định Lý Hàm, mức độ lớn ngoài dự đoán của mọi người. Ý kiến của ban tổ chức cán bộ cũng là nghiêng về phía đồng chí Giang Thiên. Khâu Tự Phong nói một câu rất có trọng lượng, thân làm trưởng ban tổ chức cán bộ, ý kiến của y có thể có ảnh hưởng không ít đến phái do dự ở giữa. Nếu là việc bổ nhiệm bình thường còn dễ nói, nhưng lần bổ nhiệm này quan trọng, bởi vì, đầu tiên nhân vật số 1 không tỏ rõ thái độ, tiếp theo nhân vật số 1 tung ra bí thư tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, rất rõ ràng là muốn mọi người nể mặt bí thư tỉnh ủy. Nhưng không ít người vẫn bị khó xử một chút, Giang Thiên là thư ký tiền nhiệm của Trần Phong, bọn họ có quan hệ tốt với Trần Phong. Bí thư Diệp lại là bí thư tỉnh ủy, ở tỉnh Yến không còn lâu nữa, mà phó chủ nhiệm Trần có lẽ không lâu nữa sẽ là chủ tịch tỉnh của tỉnh nào đó rồi. Mềm nắn rắn vuông, một người là bí thư tỉnh ủy sắp ra đi, một là quan to tương lai của một phương, cán cân trong lòng thật không dễ gì nghiêng lật. Có điều, cũng có người trong lòng đã chắc, ví dụ như Cao Hải. Y liền không do dự ủng hộ Giang Thiên. Tôi bầu cho Giang Thiên một phiếu. Rõ ràng, lưu loát, không nói nhiều, không giải thích, nói xong liền không nói thêm lời nào nữa. Bất kể là xuất phát từ góc độ Trần Phong, vẫn là vì lý do hạ tưởng, Cao Hải không có lý do gì để chọn Lý Hàm. Bí thư tỉnh ủy chỉ tên ứng cử viên cũng không bắt buộc phải ủng hộ mới được. Diệp Thạch Sinh cũng sẽ không vì do ai đó phản đối bổ nhiệm Lý Hàm mà trả đũa người đó. Phó Bí thư Trử Vệ hắng giọng. Cá nhân tôi cho rằng đồng chí Lý Hàm hiểu rõ các mục công việc của quận Hạ Mã hơn, đồng chí ấy tiếp nhận chức bí thư là thuận lý thành văn, càng có lợi cho sự phát triển vững vàng của quận Hạ Mã. Nếu như nói thái độ Trử Vệ ủng hộ Lý Hàm nằm trong dự đoán, vậy thì trưởng ban thư ký thành ủy Nhạc Minh cũng ủng hộ Lý Hàm, liền ít nhiều làm người khác hơi kinh ngạc. Nhạc Minh là người của Phạm Duệ Hằng, sao lại cũng ủng hộ Lý Hàm? Nhạc Minh không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, chỉ thản nhiên nói một câu. Việc điều chuyển bí thư, chủ tịch quận lên thay phù hợp với các quy luật chung, tôi vẫn là bầu một phiếu cho đồng chí Lý Hàm. Lý Hàm có hai phiếu ủng hộ rồi. Theo sau, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Trần Ngọc Long, trưởng ban tuyên giáo Hồi Vĩnh Nghĩa, phó thị trưởng Vu Tứ sau khi Cao Hải lên làm phó thị trưởng thường trực. Phó thị trưởng Vu Tứ cũng trình tự tiến vào hội nghị thường vụ cùng với tư lệnh viên phân khu Vương Duyên Long đều lần lượt bỏ phiếu ủng hộ Lý Hàm. 6 phiếu ủng hộ, chỉ thiếu một phiếu là hơn một nửa, hơn nữa lúc này Hồ Tăng Chu còn chưa biểu hiện thái độ, tình thế cực kỳ bất lợi cho Giang Thiên, việc Lý Hàm tiếp nhận chức vụ gần như đã được định đoạt. Phiếu bầu của bí thư quận ủy quận thị Bắc Tôn Ái Dũng chắc chắn là sẽ theo Hồ Tăng Chu, y vẫn chưa biểu hiện thái độ là vì muốn xem Hồ Tăng Chu có ý kiến gì. Nói cho cùng, trong vấn đề ai lên làm bí thư quận ủy, năng lực cá nhân của Giang Thiên và Lý Hàm trọng điểm không phải ở chỗ hơn kém, mà là ai là người của ai, ai càng nghiêng về ai. Không thể không nói là một kiểu bi ai, cũng là chế độ bất đắc dĩ. Cục trưởng Công an Tôn Định Quốc thấy không ai phát biểu, y mới khàn giọng nói. Tôi vẫn là ủng hộ Giang Thiên một phiếu, tuổi tác đồng chí Lý Hàm hơi lớn một chút, quận Hạ Mã không dễ cai trị, cần người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi không những sức khỏe tốt, mà suy nghĩ cũng mới mẻ. Đến bây giờ Giang Thiên mới có 4 phiếu bầu ủng hộ. Hiện trong tất cả các ủy viên thường vụ, chỉ có Tô Công Thần và Hồ Tăng Chu, Tôn Ái Dũng chưa biểu lộ thái độ gì. Một người là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, một người là nhân vật số 1 thành ủy, còn có một người là bí thư quận ủy giỏi phối hợp, lại là họ hàng với Hồ Tăng Chu. Đâu nặng đâu nhẹ vừa nhìn là hiểu ngay. Cho dù Tô Công Thần ủng hộ Giang Thiên, Giang Thiên cũng chỉ có 5 phiếu bầu. Thực sự kết quả hiện tại đã hiện ra rồi, chỉ thiếu mỗi Hồ Tăng Chu đập bàn tổng kết cuối cùng mà thôi. Tôn Ái Dũng nhìn mặt đoán lòng, biết là Hồ Tăng Chu có khuynh hướng nghiêng về Lý Hàm, nhưng lại không tiện biểu hiện ra ngoài, chỉ cần gã ta bây giờ bầu một phiếu,
Lý Hàm liền có thể thắng chắc. Vậy thì để gã ta ra mặt gánh vách lo âu hộ lãnh đạo mới được. Tôn Ái Dũng vừa mở miệng. Ý kiến của tôi là... Lời vừa ra khỏi miệng, lại bị Tô Công Thần không chút khách sáo chặn ngang. Xin Bí Thư Tôn đợi một chút, tôi có tình hình mới muốn báo cáo một chút với Bí Thư Hồ. Tôn Ái Dũng nghẹn tại cổ họng, vô cùng không vui nói. Chủ nhiệm Tô, anh sớm không nói, muộn không nói, cứ phải cướp lời tôi là có ý gì vậy? Không có ý gì cả. Tô Công Thần đảo mắt, tóe ra hai cái nhìn sắc lạnh. Không muốn để anh phạm sai lầm thôi, là lòng tốt, Bí Thư Tôn đừng hiểu nhầm. Đợi anh sau khi hiểu rõ chân tướng rồi, chắc chắn sẽ cảm ơn tôi đấy. Nói xong, cũng không để ý Tôn Ái Dũng bất mãn, y đứng dậy đến bên cạnh Hồ Tăng Chu, cúi người xuống, nói nhỏ với Hồ Tăng Chu vài câu. Sắc mặt Hồ Tăng Chu lập tức biến sắc. Có chắc chắn 10 phần không? Tô Công Thần gật đầu, đưa điện thoại trong tay cho Hồ Tăng Chu, Hồ Tăng Chu chỉ nhìn qua màn hình liền mặt mày xám trắng, khoát tay nói. Tôi và chủ nhiệm Tô có ý kiến là, đồng chí Giang Thiên thích hợp đảm nhiệm bí thư quận ủy hơn. Bù, bù. Mặc dù các vị ủy viên thường vụ đang ngồi đều là những vị lão thành trong quan trường rồi, nhưng vẫn bị biến cố đột xuất làm cho kinh ngạc. Rốt cuộc Tô Công Thần cho Bí Thư Hồ xem cái gì, trong lúc Lý Hàm đã đang chiếm ưu thế, đột ngột liền chuyển biến lập trường quay ra ủng hộ Giang Thiên. Quá là ngạc nhiên rồi, quá bất ngờ rồi. Tôn Ái Dũng há to miệng, sao lại có chuyện nhất thời thay đổi. Từ đầu Hồ Tăng Chu do dự, đến bây giờ dứt khoát và kiên quyết ủng hộ Giang Thiên, chắc chắn là xảy ra chuyện gì lớn rồi, nếu không, không thể trong phút chốc đá chân ra rồi lại thu chân về, lại còn đá bóng sang bên cạnh cửa cầu môn nữa chứ. Tuy nhiên Tôn Ái Dũng kinh ngạc là kinh ngạc, nhưng phản ứng cũng nhanh, lập tức nói theo. Tôi cũng ủng hộ đồng chí Giang Thiên đảm nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã. Thật đúng là trên quan trường chưa bao giờ thiếu những kỳ tích và niềm vui bất ngờ, thay đổi trong nháy mắt. Ngôi báu bí thư quận ủy sắp rơi vào tay Lý Hàm bỗng phút chốc di rời. Nếu Lý Hàm mà biết được y từng cách ngôi báu bí thư quận ủy gần như vậy, gần đến nỗi có thể giơ tay ra là chạm đến thì đột nhiên bị người khác đẩy ra, y tuyệt đối sẽ khóc không ra nước mắt. Đừng nói y nữa, Hồ Tăng Chu còn suýt nữa phải nổi cáu, không phải vì bị Tô Công Thần trong thời khắc then chốt chặn ngang, mà là vì Lý Hàm làm việc lỗ mãng không chú ý bớt phóng túng. May mắn là y ở phút cuối cùng mới biểu lộ thái độ nên đi đúng nước cờ, nếu y sớm tỏ thái độ ủng hộ Lý Hàm, và Tô Công Thần sau đó mới tiết lộ việc Lý Hàm nhận hối lộ của thương mại Trường Cơ thì y xấu hổ không có lỗ để chui vào. Tô Công Thần cũng thật là, sớm không nói, muộn không nói, cứ phải giữ đến tận phút cuối cùng, rõ ràng là vừa được của hời lại khiêu chiến với quyền uy của y, là muốn nói với y rằng, sau này có một số việc nên trưng cầu ý kiến của gã ta, dù gì cái ghế chủ nhiệm ủy ban kỷ luật vẫn không phải là nhân vật bất tài. Được, cái tên tận dụng mọi thứ lại thấy gió bẻ măng. Mặc kệ Hồ Tăng Chu có ý kiến thế nào với Tô Công Thần, nhưng Tô Công Thần là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, tương đương với nhân vật số một có tính độc lập của hệ thống ủy ban kỷ luật. Hơn nữa nghe nói Tô Công Thần và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Lý Ngôn Hoàng có quan hệ khá tốt, và cũng có quan hệ với ủy ban kỷ luật trung ương, cũng khiến y không thể không đối đãi tử tế. Cán bộ đảng chính, bình thường cái gì cũng tốt, chỉ cần bị người ta tóm được có tham ô nhận hối lộ, chỉ cần có vấn đề tác phong sinh hoạt, chỉ cần ủy ban kỷ luật một lòng truy xét thì đều không có kết cục tốt. Được, thấy tốt thì thu. Dù sao từ trong tâm Hồ Tăng Chu cũng không quá muốn cho Lý Hàm chủ trì mọi mặt công việc của quận Hạ Mã, Lý Hàm không có tinh thần khai thác dứt khoát hẳn hoi, y lên làm bí thư cũng không phải chuyện tốt gì. Tin Giang Thiên được thành ủy đề bạt trong giây đầu tiên đã được truyền đến tỉnh ủy, Diệp Thạch Sinh nghe xong vẻ mặt bình tĩnh, tia giận dữ lóe qua trong mắt, nói với Hồ Tăng Chu. Tôi tôn trọng quyết định của thành ủy. Đương nhiên Hồ Tăng Chu cũng hàm xúc kể lại cú sút phút cuối của Tô Công Thần. Diệp Thạch Sinh cũng không nói thêm gì, khoát tay chuyển đề tài. Khi nào Hạ Tưởng đến thành phố Lang nhậm chức? Sau khi bàn bạc, quyết định ngày 15 tháng 11 sẽ đi. Hồ Tăng Chu quan sát nét mặt, thấy Diệp Thạch Sinh bỏ qua không nhắc đến Tô Công Thần nên trong lòng đoán thầm lẽ nào Diệp Thạch Sinh không ghi hận Tô Công Thần sao? Có điều suy nghĩ ấy cũng chỉ thoảng qua, liền lại tập trung vào chuyện của Hạ Tưởng. Nghe nói, trưởng ban tổ chức cán bộ Mai muốn đích thân đi cùng Hạ Tưởng đến thành phố Lang. Diệp Thạch Sinh cười bất lực. Tôi thèm mà quản lý, Mai Thái Bình vẫn luôn quen thói độc hành biệt lập rồi, kệ ông ấy đi.
Hạ Tưởng cống hiến rất nhiều cho quận Hạ Mã, cho cậu ta đến thành phố Lang, cả thành ủy và tỉnh ủy đều cảm thấy không công bằng với hắn. Để trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tiến cậu ấy đến nhậm chức cũng coi như là tỉnh ủy cho cậu ấy sự khẳng định. Hồ Tăng Chu không nói thêm gì, y không nắm bắt được thái độ của Diệp Thạch Sinh. Y cũng biết, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đưa Hạ Tưởng đi nhậm chức, thể diện thì nở mặt nở mày đó, nhưng lại không có lợi cho Hạ Tưởng phát triển công việc ở thành phố Lang, mà có khả năng khiến cho thành ủy thành phố Lang sinh ra tâm lý mâu thuẫn. Thân là bí thư tỉnh ủy, rất hiểu rõ tình hình thành phố Lang lại cố ý bỏ qua không nhắc tới, cũng không biết rốt cuộc là Diệp Thạch Sinh có dụng ý gì. Sau đó nghĩ đến bây giờ đã là đầu tháng 11 rồi, thời gian Hạ Tưởng ở quận Hạ Mã không còn nhiều nữa, cũng nên đến ngồi với Hạ Tưởng, tiễn biệt hắn, dặn dò hắn vài câu rồi. Một tuần, Hạ Tưởng nên gặp ai đều gặp hết cả rồi, cần nói gì cũng đều đã nói hết, nháy mắt đã đến ngày 14, hắn đã bàn giao xong công việc ở quận Hạ Mã, dự định nghỉ ngơi một ngày, sau đó sáng mai khởi hành sớm thì lại bất ngờ nhận được điện thoại của Mai Thái Bình. Đi, bây giờ đến thành phố Lang. Chương 773, nhậm chức, bất ngờ. Khi mới đầu biết tin Hạ Tưởng sắp đến thành phố Lang nhậm chức, Tào Thù Lê liền lưu luyến không rời. Không có hắn, chỉ vì từ lúc quen biết cho đến lúc kết hôn tới giờ, thời gian cô và Hạ Tưởng xa cách không nhiều. Nhất là sau khi kết hôn, hai người thường xuyên bên nhau, vừa nghe tin Hạ Tưởng phải đến thành phố Lang xa xôi, vừa nghĩ phải xa cách trời mây với Hạ Tưởng, trong lòng liền đầy ắp ưu sầu. Ban đầu, cô cũng muốn cùng Hạ Tưởng đến thành phố Lang, có điều Hạ Tưởng chưa đồng ý, khuyên cô nên yên tâm ở thành phố Yến chăm sóc con cái trước, quản lý tốt công ty. Đợi hắn yên ổn ở thành phố Lang xong rồi hãy nghĩ đến thành phố Lang ở cùng hắn. Tào Thù Lê không phải con nhà bình thường, từ nhỏ cô lớn lên trong gia đình làm quan chức, biết rõ lần này Hạ Tưởng đến thành phố Lang, con đường phía trước dài đằng đẵng, người và nơi ở đều không quen thuộc, không đưa người nhà đi cùng cũng là vì không muốn có gánh nặng để nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi, đồng thời cũng là muốn quan sát tình hình thành phố Lang một chút rồi mới ra quyết định có nên yên ổn gia đình tại thành phố Lang không. Tình hình thành phố Lang cụ thể thế nào Tào Thù Lê không rõ lắm, cô không quan tâm lắm đến chính trị. Nếu Hạ Tưởng không phải là người trong quan trường, nếu chỉ có một ông bố là quan lớn thì cô cũng chưa chắc sẽ chú ý đến một số tin tức buồn tẻ. Nhưng từ sau khi Hạ Tưởng xác định được điều chuyển đến thành phố Lang, cô cũng âm thầm thu thập không ít dữ liệu về nơi đó, cũng coi như là hiểu biết một chút về kinh tế và chính trị thành phố Lang. Tuy nhiên, dù sao cô vẫn là người ngoài ngành. Ngoài ngành xem náo nhiệt, trong ngành xem cửa ngõ đường lối. Trong mắt cô, vị trí địa lý thành phố Lang rất khá, rất gần với Bắc Kinh, Thiên Tân, khí hậu ôn hòa, tuy là diện tích không lớn, kinh tế không phát đạt lắm, nhưng thành phố bậc trung là thích hợp nhất cho việc tích tụ lý lịch, nên cô thấy yên tâm. Đương nhiên, Hạ Tưởng mới không đem sự nguy hiểm ẩn giấu đằng sau vẻ ôn hòa của thành phố Lang nói cho Tào Thù Lê biết, có những chuyện vẫn là nên tự mình gánh chịu thì tốt hơn. Không nên để cho người phụ nữ của mình phải lo lắng. Nói đến phụ nữ, người lo lắng cho Hạ Tưởng quả thật không ít. Không cần phải nói Liên Nhược Hạm, giác ngộ về chính trị của cô cao hơn Tào Thù Lê một chút, nhưng cũng có hạn bởi vì Hạ Tưởng đến thành phố Lang thì cô là vui nhất, bởi vì Hạ Tưởng gần cô hơn rồi. Cô liền quyết định, để cho tập đoàn Viễn Cảnh bỏ ra một chút sức lực, đợi khi thời cơ chín mùi rồi sẽ đến thành phố Lang phát triển. Một là giúp Hạ Tưởng một tay, giúp Hạ Tưởng lập thành tích. Hai là cô cũng mượn sức của tập đoàn Viễn Cảnh xây tổ tình yêu giữa cô và Hạ Tưởng. Việc Liên Nhược Hạm thích nhất là xây nhà, Liên cư ở thành phố Yến để lại trong cô quá nhiều ký ức đẹp, điều đáng tiếc duy nhất chính là biệt thự thủy cảnh bên sông Hạ Mã chưa kịp xây xong thì Hạ Tưởng đã phải rời đi rồi. Vậy thì xây một nhà mới ở thành phố Lang là được rồi, cách Bắc Kinh không đến một tiếng đồng hồ đi lại, quá là thuận tiện, quá hạnh phúc rồi. Hạ Tưởng hiểu hạnh phúc của Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng cũng hiểu hạnh phúc của Tiếu Giai. Tiếu Giai sinh một bé gái, lúc đó đúng là thời khắc cuối cùng của quận Hạ Mã, khi thế chiến đấu hừng hực, mà Hạ Tưởng còn bớt thời gian đến thăm Tiếu Giai một lần. Con gái tên là Tiếu Hạ, đương nhiên đó là ý kỷ niệm họ của hai người. Tiếu Hạ vừa trắng vừa sinh ra liền được các hộ lý khen ngợi không ngớt, nói là sau này lớn lên nhất định sẽ nghiêng nước nghiêng thành. Rất ít khi có đứa bé nào vừa sinh ra đã xinh đẹp như thế, Hạ Tưởng cũng vô cùng vui mừng, Tiếu Giai càng hạnh phúc đến nỗi rơi lệ, có điều cô có chút tiếc nuối là không đẻ được con trai, cô luôn cảm thấy con trai kế nghiệp của cô mới tốt hơn. Cũng may Hạ Tưởng không quan tâm là con trai hay con gái,
mà lại khuyên, an ủi cô. Có Lý Thấm và Tùng Phong Nhi chăm sóc Tiếu Giai nên Hạ Tưởng vô cùng yên tâm. Tùng Phong Nhi cũng khá chu đáo, Lý Thấm hơn ở chỗ làm việc có bài bản hẳn hoi, không để xảy ra sai sót. Hai người phối hợp với nhau cũng khá là có hiệu quả. Dù cho trong nhận thức của Hạ Tưởng, ở phương diện chăm sóc người thì Lý Thấm và Tùng Phong Nhi kết hợp với nhau vẫn không bằng Vệ Tân. Đối với việc Hạ Tưởng đến thành phố Lang nhậm chức, Tiếu Giai không có suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy thành phố Lang gần Bắc Kinh, trong lòng cũng vui. Lý Thấm thì hơi tiếc nuối, bởi vì sự nghiệp của cô ở quận Hạ Mã vừa mới được triển khai thì Hạ Tưởng phải rời đi, khiến cho cô khó tránh khỏi phiền muộn và mất mát. Tùng Phong Nhi lại không có chút suy nghĩ gì, cô chỉ có lòng tôn kính và tán thưởng đối với Hạ Tưởng. Mai Hiểu Lâm đã đến tỉnh Tương Giang nhậm chức, trước khi đi cũng gọi điện cho Hạ Tưởng. Sau khi cô nghe được tin Hạ Tưởng đến thành phố Lang, cũng nhanh chóng gọi điện chúc mừng. Thành phố Lang có hy vọng trở thành trạm đầu tiên của vành đai kinh tế Bắc Kinh, vận may của anh đến rồi. Đợi Cổ Hướng Quốc đi khỏi, thì anh là thị trưởng rồi. Con mắt của Mai Hiểu Lâm tiến bộ hơn trước không ít, có thể nhìn ra ưu thế tiềm năng của thành phố Lang, nhưng lời tiên đoán Cổ Hướng Quốc sẽ rời đi của cô thì Hạ Tưởng không lạc quan lắm. Cổ Hướng Quốc đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Lang mới hơn một năm. Đang đứng vững gốc rễ ở đây, đang là lúc chuẩn bị vươn dài tay chân thì sao có thể rời khỏi. Huống chi nói không chừng Cổ Hướng Quốc còn muốn ngay tại chỗ thay thế vị trí nhân vật số 1 của Ngả Thành Văn Cơ. Hạ Tưởng cũng không nói chi tiết vấn đề sau này với Mai Hiểu Lâm, chỉ là dặn dò vài câu cô bảo trọng nhiều hơn, rồi lại hỏi về tình hình của Mai Đình mới cúp điện thoại. Mai Đình ở lại thủ đô, Mai Hiểu Lâm cũng là muốn đợi cô đứng vững ở thành phố Tương rồi mới suy xét đón Mai Đình đến. Cho nên cô gọi điện cho Hạ Tưởng, cũng là hy vọng Hạ Tưởng bớt chút thời gian đến Bắc Kinh nhiều hơn để thăm Mai Đình. So sánh với mấy người khác hoặc là không nỡ chia xa hoặc là tiếc nuối, hoặc là lưu luyến thì chỉ có Cổ Ngọc là vô tâm không lo nghĩ gì, cô nghe nói Hạ Tưởng đến thành phố Lang thì chỉ có một phản ứng. Tốt thôi, sau này đến thành phố Lang chơi thì có chỗ ăn ở miễn phí rồi. Bao ăn, bao ở, chỉ có mỗi cô nghĩ được như vậy, Hạ Tưởng liền không còn gì để nói. Có điều cũng chính là Cổ Ngọc đơn giản mới không làm người khác cảm thấy mệt mỏi, mà càng khiến cho cô thêm phần đáng yêu hơn. Quan hệ giữa Nghiêm Tiểu Thì và Hạ Tưởng vẫn không có dấu hiệu dịu đi. Hạ Tưởng rời khỏi quận Hạ Mã, cô cũng không có phản ứng gì nhiều lắm, chỉ là gọi điện thoại, chúc mừng nhàn nhạt cho xong chuyện. So sánh với sự nhàn nhạt của Nghiêm Tiểu thì Vệ Tân dường như lại hơi nhiệt tình quá, cô gọi điện tới câu đầu tiên nói luôn. Alo! Em nghiên cứu qua kinh tế thành phố Lang rồi, thấy đến thành phố Lang đầu tư ngành in ấn cũng khá tốt, có thể đợi sau này anh đến đó thì giúp em chú ý một chút đến hiện trạng ngành in ấn nhé. Thành phố Lang được xưng là quê hương ngành in ấn, toàn thành phố có tất cả 1.600 doanh nghiệp in các loại, tài sản đầu tư cố định, giá trị sản lượng, lợi nhuận và thuế đạt tốc độ tăng trưởng trên 15% hàng năm. Trước mắt, tổng hợp thực lực ngành in ấn thành phố Lang đứng đầu toàn tỉnh, thành ủy. Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ngành in ấn liệt vào một trong 8 doanh nghiệp trụ cột toàn thành phố. Hạ Tưởng hiểu tâm lý Vệ Tân trọn vẹn công tư đôi đường, có điều vẫn là từ chối khéo. Bây giờ chưa phải lúc, đợi cơ hội thích hợp thì nói tiếp hay hơn. Vệ Tân cũng nghe ra Hạ Tưởng có ý lấy lệ, không giận mà cười hì hì. Không vội, em có lòng nhẫn nại. Hạ Tưởng không nói gì, có điều hắn rõ là hắn càng có lòng nhẫn nại hơn. Là lúc nên từ biệt thì sẽ từ biệt, người cần gặp cũng đã gặp hết, Hạ Tưởng vốn nghĩ nghỉ ngơi ngày 14, ở bên vợ con thì bất ngờ bị Mai Thái Bình thông báo xuất phát sớm. Ngạc nhiên có thừa, lập tức cũng nghĩ thông một điều, đi sớm cũng là việc tốt, đỡ phải lại có cảnh tiễn đưa phiền phức. Đi lặng lẽ không tiếng động cũng tốt, dù sao có trưởng ban tổ chức cán bộ đi cùng, trực tiếp nói là do Mai Thái Bình sắp xếp là được, cũng có thể ngăn chặn được vô số cái miệng. Hạ Tưởng dặn dò Tào Thù Lê. Tào Thù Lê cũng hiểu nỗi khổ của Hạ Tưởng, không nói gì cả, gật đầu đồng ý. Theo lý mà nói, Hạ Tưởng rời đi, quận Hạ Mã nên có một nghi thức tiễn đưa long trọng, phía thành ủy cũng phải có nhân vật quan trọng ra mặt tiễn đưa mới được. Có điều thành ủy đã tuyên bố trên đại hội toàn thể quận Hạ Mã quyết định điều chuyển, có người tiễn hay không chỉ là màn diễn qua loa mà thôi. Hạ Tưởng nghĩ ngợi, vẫn là điện thoại thông báo cho Hồ Tăng Chu. Hồ Tăng Chu cười ha ha. Nếu đã là sắp xếp của trưởng ban Mai rồi thì cứ nghe lời ông ấy vậy, phía thành ủy tôi giải thích một chút là được rồi. Con người trưởng ban Mai thế nào mọi người đều biết rõ cả.
Có sự cảm thông của Hồ Tăng Chu nên Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều nữa, thu xếp đồ giặc xong xuôi liền cùng Mai Thái Bình lên đường. Khiến Hạ Tưởng không ngờ tới là, vốn định đi lặng lẽ, sẽ không có người tiễn biệt, không ngờ cũng không biết có ai đó để lộ ra, khi xe chuyên dụng của Mai Thái Bình đi qua cầu Hạ Mã, thì nhìn thấy rất nhiều người ào ra từ phía quận ủy, còn có không ít công nhân và dân chúng xếp hàng hai bên đường cái, dường như sớm đã biết xe chuyên dụng sẽ phải đi ngang qua đây vậy. Mọi người nghển cổ chờ đợi, thần thái chăm chú, vẻ mặt lưu luyến không rời. Xe vừa lên cầu, chợt một đám người liền ào lên, vây quanh xe chuyên dụng của Mai Thái Bình chật như nêm cối. Mai Thái Bình và Hạ Tưởng ngồi song song phía sau xe, y vỗ vỗ vai Hạ Tưởng. Tôi đường đường là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, hôm nay lại không có thể diện bằng cậu, sau này cậu phải nghĩ cách quay trở lại biết không? Được rồi, xuống xe chào từ biệt một chút, đừng làm trễ thời gian quá lâu, sớm đến thành phố Lang, còn có chuyện quan trọng phải làm nữa. Hạ Tưởng liền biết ngay Mai Thái Bình muốn đi sớm một ngày chắc chắn là có chuyện khác giấu hắn. Mặc kệ đi, nghe theo ông ấy sắp xếp là được rồi, ai bảo ông ấy là trưởng ban tổ chức cán bộ chứ? Cũng không biết là ai tiết lộ tin tức, Hạ Tưởng lắc đầu bất lực, xuống xe. Hắn vừa xuống xe, từ trong đám người liền phát ra tiếng hoan hô. Xin chào Bí Thư Hạ. Bí Thư Hạ. Đúng là Bí Thư Hạ. Bí Thư Hạ, quận Hạ Mã cần ngài, không đi có được không? Bí Thư Hạ, ngài không thể đi, tất cả chúng tôi đều không mong ngài rời xa quận Hạ Mã. Vô số tiếng hô gọi và ánh mắt trông mong đan xen vào với nhau, khiến cho đôi mắt của Hạ Tưởng cũng ươn ướt. Làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc cho một phương, trong lòng bao vị quan đều sẽ có một lá cờ vì dân vì nước tung bay phất phới, chỉ có điều nhiều người sau khi bước chân vào chảo nhuộm quan trường, dần dần mất đi bản tính, dần dần đánh mất bản thân, u mê trong quyền thế và đấu đá. Lý tưởng và chí khí từng có đều bị hiện thực đập vỡ nát, hoặc là bị vứt vào một góc không tên trong sự bất lực. Nói trắng ra, quan trường chính là nơi danh lợi, là nơi thị phi, ai có thể giữ vững phẩm hạnh trong môi trường rắc rối phức tạp? Ai có thể sau 5 năm hay 10 năm bước vào chốn quan trường rồi thì vẫn còn nguyên trái tim nhiệt huyết và lý tưởng vì nước vì dân? E rằng không có mấy người có thể thực sự làm được điều đó, dù sao, có nhiều lúc không phải không muốn một lòng vì dân. Mà là trong lúc ẩn giật cùng thời gian, bị nhiễm sự tạp nham, sẽ không tìm được màu sắc thuần khiết lúc ban đầu nữa rồi. Hạ Tưởng vẫy tay với mọi người. Các đồng chí, bà con, các anh em, bất kể có làm việc ở quận Hạ Mã nữa hay không thì tôi vẫn là tôi, sẽ không thay đổi. Có thể có một ngày tôi sẽ còn quay lại thăm các vị. Hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy các vị xây dựng quận Hạ Mã càng tốt đẹp hơn, cuộc sống của các vị càng hạnh phúc hơn. Bầu không khí quần chúng phấn khích, không ít người chen lên phía trước, muốn bắt tay với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không muốn để mọi người thất vọng, liền nhiệt tình đưa tay ra bắt tay từng người, nên làm trễ không ít thời gian. Mai Thái Bình ở trên xe không nhẫn nhịn được nữa cho lái xe giục Hạ Tưởng, quá là tình cảm sướt mướt rồi, đi thì đi thôi còn bắt tay cái gì chứ. Cũng chính vì tiếng tăm Hạ Tưởng ở quận Hạ Mã vang quá, uy vọng cao quá, cho nên hắn mới không thể không rời đi trước. Mai Thái Bình cũng không biết là nên cảm thấy may mắn thay cho Hạ Tưởng hay là nên tiếc nuối, y không thích quang cảnh đón đưa long trọng, đợi Hạ Tưởng vừa lên xe liền mỉm cười. Trong quan trường, cái không cần nhất chính là hòa mình làm một với quần chúng, đảm nhiệm vị trí nhân vật số một còn tốt một chút, nếu đảm nhiệm nhân vật phó sẽ khiến người khác nổi lòng nghi ngờ, sẽ nghi ngờ động cơ của cậu. Trong lòng Hạ Tưởng cũng hiểu rõ lời cảnh tỉnh của Mai Thái Bình, nên cười. Người trong quan trường không được theo ý mình, cũng như vậy, người ở giữa dân chúng cũng là không được theo ý mình. Mai Thái Bình thấy Hạ Tưởng không nghe lời y khuyên, cũng không nói thêm gì, kêu lái xe mau mau lên đường, tranh thủ trước buổi trưa là kịp đến thành phố Lang. Xe đi vào đường cao tốc, hướng về phía Bắc, đi được khoảng hơn 100 km thì chuyển sang hướng Đông, rồi lại đi thêm một đoạn, bỗng nhiên gặp phải đoạn đường cao tốc đang thi công sửa chữa, chặn kín đường. Chỉ còn cách rời khỏi đường cao tốc và vòng qua thành phố Thương đi đường quốc lộ. Trên đường đi, Mai Thái Bình không nói nhiều, như đang trầm lặng nghĩ ngợi, Hạ Tưởng cũng không làm phiền y, trong lòng nghĩ ngợi, mắt nhìn ngoài cửa sổ xe. Tỉnh Yến tháng 11, đại đa số đã bước vào mùa đông, đồng ruộng hoang vắng, ngoài những thôn làng ở nơi xa xa, phía ngoài cửa kính đều chẳng có cảnh sắc gì để ngắm cả. Mai Thái Bình không nói rõ vì sao phải đến thành phố Lang trước một ngày. Là muốn cải trang vi hành hay là có kế hoạch khác? Y không nói rõ,
Hạ Tường cũng không mở miệng hỏi, cứ coi như là lãnh đạo cấp trên cố ý sắp xếp như vậy là được, dù sao Mai Thái Bình khi nào muốn nói thì tất nhiên sẽ chủ động tiết lộ. Vốn nghĩ là đến chưa có thể kịp đến thành phố Lang, không ngờ đường cao tốc bị chặn, phải đi đường quốc lộ nên tốc độ bị chậm lại, đoán chừng buổi trưa chắc chắn sẽ không kịp đến thành phố Lang. Mai Thái Bình liền đề nghị ăn cơm trưa tại thành phố Thương, sau đó mới đi tiếp. Hạ Tường không có ý kiến gì. Thành phố Thương nằm giữa thành phố Yến và thành phố Lang, kinh tế tầm trung, không xuất chúng cũng không lạc hậu. Đặc điểm lớn nhất của thành phố Thương là toàn dân đều biết võ, có danh hiệu là quê hương của võ thuật. Khi gần đến thành phố Thương, bỗng nhiên gặp phải một vụ tai nạn giao thông. Do thành phố Thương gần với Bột Hải, hai bên đường đi có thể ở bất cứ vị trí nào cũng nhìn thấy trang trại chăn nuôi dẫn nước biển vào. Diện tích trang trại lớn nhỏ không đều, nhỏ nhất cũng trên 1000 mét vuông. Bây giờ là mùa đông, tuy không đóng băng nhưng vì hơi nước men theo hai bên đường hơi lớn nên khi gió lạnh thổi thì trở nên rét lạnh và ẩm ướt. Tai nạn xe xảy ra ở một góc của trang trại, một xe ô tô 7 chỗ loại hình nhỏ không biết vì sao bị lật vào phía trang trại, nước trang trại rất sâu nên chiếc xe dần chìm xuống. Trên xe có 4, 5 người, trong đó 4 người lớn đã được cứu, còn một đứa bé 3 tuổi đang được một thanh niên ôm trong lòng, đứng trên chiếc xe đang dần chìm vào trong nước, khẩn cấp chờ đợi người đến cứu. Mai Thái Bình vội cho xe dừng lại, sau khi y và Hạ Tưởng xuống xe, nghe người qua đường lao sao thì hiểu được một chút tình hình. Người thanh niên cứu người là một lái xe, không quen biết với gia đình người bị nạn. Thấy tai nạn xảy ra liền không màng tính mạng nhảy vào làn nước biển lạnh giá cứu được hai người còn lại cũng là được người đi đường cứu. Tóm lại đều là người lạ ra tay cứu giúp, mọi người đồng tâm hiệp lực, trong thời gian ngắn liền cứu được 4 người. Nhưng cuối cùng người thanh niên sau khi cứu được đứa bé ra khỏi xe thì chiếc xe lại sắp chìm sâu vào trong nước, và bị nước cuốn ngày càng xa bờ hơn, đã xa hơn mười mấy mét rồi. Hơn nữa sức người thanh niên đã cạn, tay ôm đứa bé. Nếu bơi vào bờ thì chưa chắc đã bơi được đến nơi, và khoảng cách mười mấy mét bơi trong nước đó cũng có thể làm đứa bé bị chết cóng. Đứa nhỏ bây giờ đã lạnh cóng đến nỗi không phát ra tiếng, đang ở giây phút cận kề cái chết. Mai Thái Bình thấy đám người vây quanh đều chỉ trỏ mà không có ai xuống nước cứu người thì không khỏi giận dữ. Sao mấy người chỉ đứng đó nhìn, còn không mau mau cứu người ta? Mai Thái Bình là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Nhưng trong mắt người dân thường thì chẳng ai biết y cả. Đám người bị y quát liền nổi giận hét lại. Ông nói hay thế, gió đang lớn, nước lại sâu, xe cách bờ đã hơn 30 mét rồi, người bơi còn chẳng đủ sức chứ đừng nói đến cứu người, bơi đến đó cũng là cùng chết với nhau. Đúng vậy, có bản lĩnh thì ông nhảy xuống thử xem. Nước lạnh thế này, người thường xuyên xuống nước như chúng tôi có ai là không biết. 3 phút là chân co rút rồi, mà chân co rút thì sẽ chìm. Ai xuống nước thì người đó chết. Hạ Tưởng bình tĩnh hơn Mai Thái Bình, hắn xuất thân từ kiến trúc, có nhiều kinh nghiệm về những trường hợp xảy ra bất ngờ hơn Mai Thái Bình. Vừa nhìn là thấy ngay một xe cần cẩu đang đi đến, lập tức khoát tay về phía đám đông. Mau chặn chiếc xe cẩu lại, để xe cẩu cứu người. Một câu của Hạ Tưởng lập tức cảnh tỉnh mọi người. Có người liền đến đường quốc lộ, giơ tay chặn xe cần cẩu lại. Lái xe cần cẩu khi nghe bảo cứu người liền không nói gì mà tức khắc chạy xe đến. Đám người tản ra tạo thành một đường, Hạ Tưởng nhảy lên cạnh xe, nói vài câu với lái xe. Lái xe cần cẩu theo chỉ dẫn dựng thẳng ngón tay cái của Hạ Tưởng, sau đó thao tác đưa móc cần cẩu chậm chậm hướng về chiếc xe chìm. 10 mét, 5 mét, cuối cùng cũng móc được người thanh niên trước khi chiếc xe chìm hẳn, rồi an toàn cẩu lên cao. Đám người liền hô vang sung sướng. Không ít người đều dựng ngón cái với Hạ Tưởng, trong thời khắc then chốt, một ý kiến tốt có thể cứu được một mạng người, tên thanh niên này không đơn giản, đầu óc bình tĩnh, suy nghĩ rộng lớn. Khi người thanh niên được cứu lên bờ đã cóng đến nỗi môi tím ngắt, không thốt nổi một câu. Đứa bé trong lòng cậu ta cũng cóng xanh mặt, đôi mắt nhắm chặt, dường như đã bị hôn mê. Đám người liền ba chân bốn cẳng, người đưa quần áo đến, người đưa nước nóng đến, ai cũng cố đóng góp một tấm lòng. Mai Thái Bình nhìn thấy hết, cười ha ha. Khá lắm, khá lắm, người dân thành phố Thương chất phác, có truyền thống tốt đẹp giúp người làm niềm vui, chắc thành phố Lang không xa kia cũng được như vậy. Hạ Tưởng mỉm cười không nói gì, liền cảm thấy có người vỗ vỗ vai hắn từ đằng sau, một giọng nói thanh thanh cất lên. Anh, còn anh nữa, đừng ngây ra đó, mau giúp một tay đưa người ta đến bệnh viện.
Hạ Tưởng nghe tiếng quay đầu nhìn, không khỏi sửng sốt, đằng sau có hai người đang đỡ lấy một người già bị rơi xuống nước. Hạ Tưởng kinh ngạc không phải là hai người tốt bụng cứu người, mà hai người đó đều là mỹ nhân. Đều là những cô gái xinh đẹp, Hạ Tưởng cũng chỉ kinh ngạc một chút, cũng không bị sửng sốt. Hắn không bị sửng sốt cũng là vì có nguyên nhân khác. Chương 774, thành phố Lang, ngang ngược. Hai người đẹp đều tầm 25 tuổi, một người mặc áo gió màu vàng, một người mặc áo gió màu bạc, cả hai đều eo nhỏ, chân dài, mí mắt mang nụ cười, hơn nữa hai má khuôn mặt xinh đẹp cũng không biết là do thời tiết lạnh hay là trời sinh ra đã vậy mà đôi má ửng hồng, kiều diễm hơn hoa. Vẻ đẹp tiêu chuẩn trong điển tích của Trung Quốc là khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh, mày ngài, hai người đẹp đang ở trước mắt đều hội tụ đủ các nét đẹp tiêu chuẩn đó. Càng khiến người ta ngạc nhiên hơn chính là vẻ đẹp của hai người lại cực kỳ phù hợp và hài hòa với nét đẹp hiện đại, khiến cho người khác không thể không thán phục và kinh ngạc trước sự thần kỳ đó. Hội tụ vẻ đẹp cổ điển lẫn hiện đại đều không phải ai cũng dễ bắt gặp, bỗng chốc xuất hiện hai người như vậy khiến cho người khác không thể không cực kỳ kinh ngạc. Cho dù Hạ Tưởng quen biết không ít tuyệt sắc giai nhân, cũng tự nhiên bị dung mạo trước mắt làm cho kinh động. Đương nhiên Hạ Tưởng không phải vì gặp người đẹp là mất hồn, hai người có đẹp hơn nữa thì cũng chỉ đủ làm hắn hơi hơi thất thần, hôm nay hơi sửng sốt một chút hoàn toàn là vì hai người không những đẹp xuất chúng mà tướng mạo còn y hệt nhau. Là chị em gái song sinh. Hạ Tưởng không khỏi nhìn thêm vài lần, đó không phải là ham hố dung mạo của đối phương, mà là suy nghĩ tìm điểm khác nhau giữa hai người. Vài giây sau hắn đành kệ, hai người dường như là một, ngoài màu sắc quần áo không giống nhau ra, cao thấp, béo gầy, khuôn mặt lẫn nụ cười, thậm chí là núm đồng tiền đều không có sai lệch, hoàn toàn làm cho người khác không phân biệt nổi điểm khác biệt chỗ nào. Bình thường hai cô gặp nhiều người đàn ông có ánh mắt háo sắc, thấy Hạ Tưởng mới đầu ngây người ra, cho rằng hắn cũng giống như đàn ông khác thèm khát dung mạo xinh đẹp của mình, không ngờ hắn lại có biểu hiện khiến hai cô phải kinh ngạc, thì ra hắn đang cố gắng tìm điểm khác nhau giữa hai người, liền khiến cho hai cô không nhịn được cười khanh khách thành tiếng. Cô gái mặc áo vàng nói, đừng phí công nữa, đừng nói là anh, ngay đến mẹ tôi cũng thường bị chúng tôi làm cho nhầm lẫn. Anh là người lạ, muốn trong thời gian ngắn mà phân biệt được chúng tôi là ai với ai thì khó suy nghĩ như là go back. Hạ Tưởng ngại ngùng mỉm cười. Nếu đã nói như vậy thì tôi cũng nhìn hơi mất lịch sự rồi. Nào, tôi giúp cô. Hắn đưa tay ra đỡ lấy người già, xoay người ôm người gặp nạn lên, hai cô gái thấy Hạ Tưởng nhiệt tình giúp người liền một trái một phải đi theo sau hắn. Đến xe BMW đỗ phía trước, mở cửa để Hạ Tưởng bế người bị nạn vào trong xe. Lúc này Hạ Tưởng mới chú ý đến, đỗ sau xe BMW còn có hai xe Mercedes-Benz. Ba chiếc xe cao cấp đều được dán lớp kiến dày, từ bên ngoài nhìn không rõ bên trong, hơn nữa ba xe đều mang biển Bắc Kinh, biển số cũng là loại người bình thường không thể có được. Lai lịch không vừa, Hạ Tưởng vô thức nhìn thêm hai cô gái lần nữa. Hai người dường như cũng biết Hạ Tưởng đang kinh ngạc, vẫn là cô gái áo vàng lên tiếng. Vừa rồi anh chỉ huy chiếc xe cậu cứu người rất thông minh, tôi và em gái nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra. Vừa rồi nếu không phải anh thì chiếc xe cậu đã chạy qua rồi, người cũng có thể xảy ra chuyện rồi, cảm ơn anh. Hạ Tưởng hỏi, các cô quen người bị rơi xuống nước? Không quen, chỉ là ngang qua thôi, vừa đúng lúc gặp tai nạn giao thông thì ra tay giúp một chút. Cô gái mặc áo vàng chủ động đưa tay ra về phía Hạ Tưởng. Quên không hỏi anh tên là gì? Hạ Tưởng nhẹ nhẹ bắt tay cô, rồi thả lỏng, cười trừ. Tình cờ gặp nhau. Không cần để lại tên họ đâu. Tôi còn chuyện khác, việc tốt đưa người đến bệnh viện đành giao lại cho các cô rồi. Cô gái áo vàng hứng thú nhìn chăm chăm Hạ Tưởng thêm vài lần, cười thản nhiên. Tạm biệt. Hạ Tưởng sợ Mai Thái Bình đợi sốt ruột liền vội vàng quay về xe. Còn chưa kịp lên xe thì nghe tiếng cô gái áo vàng từ xa vọng tới. Mọi người ơi, vừa rồi ai ra tay cứu người thì đều được tặng 1.000 tệ. Còn nữa. Tôi phải đưa người bị nạn đến bệnh viện, ai tình nguyện đi theo, tôi cũng sẽ có hậu đãi lớn. Đúng là một người thú vị. Hạ Tưởng lắc đầu cười, bỗng nhiên nghĩ tới cô gái mặc áo màu bạc từ đầu đến cuối đều không nói một câu. Xem ra chị em song sinh này có tính cách khá khác nhau, một người nói nhiều, một người ít nói. Sau khi lên đường, Mai Thái Bình tán thưởng hành động của hai chị em song sinh kia, còn lai lịch của hai cô thì không hứng thú gì. Không lâu sau xe đến thành phố Thương. Ăn một chút đồ ăn rồi lại tiếp tục lên đường cao tốc.
một giờ chiều, cuối cùng cũng đến được thành phố Lang. Kiếp trước và kiếp này Hạ Tưởng đều từng đi qua thành phố Lang, nên không lạ lẫm lắm. Thành phố Lang cũng là một thành phố mới xây dựng, từ lúc thành lập cho đến bây giờ cũng chưa được 100 năm, vì đường phố ngang dọc thẳng tắp, rõ rệt hơn so với đường phố cong vẹo, ngoằn nghèo ở Thiên Tân, cũng dễ nhận biết đường hơn. Thành phố Lang trở thành viên ngọc trên hành lang Kinh Tân thật đúng không phải là hư danh. Tuy thành phố không khủng bằng Bắc Kinh, phong cách không bằng thành phố Yến nhưng lại tự có một khí chất tao nhã, dịu dàng lịch sự, giống như không khí nhã nhặn trong khu nhà vườn to rộng của gia tộc trong thơ ca, sách vở. Trên thực tế, lai lịch thành phố Lang đúng là được biến hóa từ một khu nhà vườn. Lang thị bản khiếu thị Lang phòng, nhất thiên niên tiền bả danh dương. Nhất nam nhất bắc Long Phượng Hà, bảo tỉnh thổ Châu Triệu Cát Tường. Thành phố Lang vốn gọi là nhà thị Lang, hơn 1000 năm trước rất nổi danh. Sông Rồng Phượng ở Nam và Bắc, giếng bảo nhà Ngọc gọi điều may. Ở thành phố Lang có một bài đồng giao mà gần như ai ai cũng biết, chỉ ra nguồn gốc tên gọi của thành phố, có liên quan mật thiết với một vị danh nhân lịch sử sinh ra trên mảnh đất này. Danh nhân tên Lữ Kỳ, từng là binh bộ thị Lang thời hậu Tần. Trong lịch sử tên tuổi Lữ Kỳ không lớn nhưng con trai ông lại có tiếng tăm lừng lẫy. Trong câu, Gia Cát một đời thận trọng, Lữ Đoàn đại sự không hồ đồ, Lữ Đoàn chính là con trai Lữ Kỳ, những năm đầu Bắc Tống từng làm đến chức tể tướng. Khi Lữ Kỳ còn tại nhiệm, ở quê hương ông cũng chính là thành phố Lang hiện tại, xây dựng một khu nhà vườn lớn. Do mái nhà cao, to nên xa gần đều biết đến, cộng thêm chủ nhân của khu nhà chính là binh bộ thị Lang, nên ngôi nhà trở thành biểu tượng kiến trúc của cả một vùng, bách tính gọi đó là nhà thị Lang. Thời gian lâu dần, nhà thị Lang liền trở thành tên một thôn, rồi sau một thời gian dài truyền miệng, viết lách, dần dần trở thành thành phố Lang. Tuy kinh tế thành phố Lang không vô cùng phát đạt, nhưng ô tô chạy trong thành phố đều có không ít xe cao cấp Mercedes, BMW. Tần suất xuất hiện còn nhiều hơn thành phố Yến. Chói mắt hơn là, gần như tất cả biển số của những xe tốt đều là biển Bắc Kinh. Không những xe tốt, xe bình thường mang biển Bắc Kinh cũng chiếm tỷ lệ trên 60%. Mai Thái Bình liền chỉ chiếc xe vừa lướt nhanh qua, cười nói. Chỉ nhìn xe mà không nhìn nhà thì tưởng như mình đến Bắc Kinh rồi. Hạ Tưởng lại không cười, tâm trạng hơi nặng nề, ánh mắt thành phố Lang chỉ nhìn về Bắc Kinh, cho dù hắn có mạng quan hệ ở tỉnh ủy đi nữa thì cũng khó mượn thế mượn sức. Nếu chỉ dựa vào mỗi bản thân, một phó thị trưởng thường trực, tuy nói là có chút quyền lực nhưng vẫn là không dễ triển khai công việc. Cũng không biết Mai Thái Bình đích thân đi cùng rốt cục là chỉ muốn giúp hắn thêm long trọng, hay là còn có ý đồ sâu xa khác. Bây giờ người đã ở thành phố Lang rồi, nhưng xe lại không chạy đến thành ủy. Mà lại chậm chậm đi đến phía nam thành phố. Đưa cậu đến gặp một người trước, quen biết một chút chẳng xấu gì cả. Mai Thái Bình thản nhiên châm lửa điếu thuốc. Ngoài mặt Ngả Thành Văn và nhà họ Khâu có quan hệ tốt, trên thực tế y không phải là kẻ dễ để người khác khống chế mình. Dã tâm rất lớn, lý lịch phức tạp, nhà họ Khâu ảnh hưởng đến y có hạn. Còn về Cổ Hướng Quốc, việc y được thăng chức còn có truyền kỳ màu mè hơn. Ban đầu y ở Bắc Kinh không có tiếng tăm gì. Đột nhiên không biết nộp vận may gì mà từ phó phòng thuận lợi lên phó giám đốc sở, sau đó mở rộng ra thì đến thành phố Lang làm thị trưởng. Nghe nói, y được một vị thủ trưởng điểm danh là cán bộ hậu bị. Hạ Tưởng cũng biết một chút về lý lịch của Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc, nhưng nhìn từ lý lịch thì không nhìn ra bên trong, càng không nhìn ra manh mối. Ngả Thành Văn cũng được, năm nay 43 tuổi. Ở tuổi 43 mà làm giám đốc sở thực sự. Lại là bí thư thành ủy cũng được xem là đường quan rộng mở rồi. Có điều từng bước lên chức của Ngả Thành Văn còn được xem là đúng theo khuôn phép, từng bước từ bí thư huyện ủy đến phó thị trưởng, rồi mới lên thị trưởng, bí thư thành ủy, phù hợp với lý lịch cán bộ bình thường. Còn Cổ Hướng Quốc thì gần như không có kinh nghiệm công tác gì từ tầng cơ bản, từ trước đến nay chưa từng rời khỏi Bắc Kinh, vừa rời xa Bắc Kinh liền lên làm thị trưởng thành phố Lang. Khiến hắn có chút nghi ngờ đằng sau Cổ Hướng Quốc có phải là có bí mật mà người khác không biết. Năm nay Cổ Hướng Quốc mới 41 tuổi. Nghe Mai Thái Bình kể, thậm chí đến thủ trưởng số 1 cũng móc nối vào rồi, nên càng khiến cho Hạ Tưởng hít phải một luồng khí lạnh. Thành phố Lang, đúng là một nơi không dễ sống, có thị phi hay không thì bây giờ không tiện nói đến, nhưng không hành động gì mà có thể liên kết quan hệ với vị thủ trưởng số 1 thì quả là làm người khác phải kinh ngạc. Nói nơi đây là đầm rồng hang hổ quả không ngoa.
không chừng chỉ cần kế sách không cẩn thận là chạm phải khu vực mìn, nếu không cẩn thận hơn mà dẫm chân lên thì có lẽ sẽ thịt nát xương tan luôn. Hạ Tưởng lấy tay day day chán. Trưởng Ban Mai, có thể nghĩ cách mau điều tôi rời khỏi thành phố Lang không? Đến Bắc Kinh làm kẻ trông cửa cho cổng thành cũng được, nghe ngài nói mà thấy thành phố Lang này cũng ghê quá rồi. Mai Thái Bình cười, mắng. Cậu trông cửa sao, cho tôi xin đi, có bao nhiêu người tranh cướp cậu mà cậu không đến, cậu mà làm tên trông cửa thì làm mọi người tức chết. Y mở cửa sổ xe, gầy gầy tàn thuốc. Cậu cũng đừng nghe gió thì nghĩ là mưa, trên quan trường, cách nói thật giả nhiều lắm, nếu đều coi đó là thật thì đừng triển khai công việc nữa, vậy cứ làm qua ngày cho xong đi. Nói là có quan hệ với thủ trưởng số 1 là Y, bây giờ khiến Hạ Tưởng nhẹ nhõm hơn lại cũng là Y, Mai Thái Bình đúng là thú vị, Hạ Tưởng xua tay cười. Được, tất cả do lãnh đạo nói là được rồi, vậy đi, rốt cuộc phải đi đến đâu, muốn làm gì tôi cũng không hỏi nữa, dù gì ngài là trưởng ban tổ chức cán bộ, muốn dọn tôi đến đâu thì đến đó vậy. Tôi không bạc đãi được cậu. Mai Thái Bình cười bí hiểm, lại nói. Có điều có một điểm là, thành phố Lang gần Bắc Kinh như vậy, cậu phải thường xuyên đến thăm Mai Đình, Hiểu Lâm không ở bên cạnh con bé, một mình nó cô đơn lắm. Đừng để nó lớn lên trong cô quạnh, sẽ bất lợi cho sự trưởng thành tâm lý của nó. Mai Thái Bình cũng ra quân bài tình thân, Hạ Tưởng không nói được gì, chỉ có thể gật đầu. Xe tiếp tục đi về hướng Nam, xe chuyên dụng của Mai Thái Bình là Audi, mang biển số tỉnh ủy, nếu lăn bánh trên đường thành phố Yến thì cảnh sát giao thông nhìn thấy phải bắt buộc hành lễ đưa tiễn. Nhưng ở thành phố Lang này, cảnh sát giao thông chỉ là lướt mắt nhìn qua, giả vờ như không thấy vậy, không có bất kỳ chiếu cố đặc biệt nào. Lái xe của Mai Thái Bình nhận quen việc hành lễ ở các nơi trong tỉnh rồi, lần đầu bị thành phố Lang lạnh nhạt, không khỏi giận dữ. Khinh người. Mai Thái Bình lắc đầu cười không nói gì, Hạ Tưởng thì ha ha. Nhập gia tùy tục được rồi, mỗi nơi đều có đặc sắc riêng, cũng có những thứ ước định mà thành, mình có thể nhìn không quen nhưng nhất định phải tôn trọng thói quen của bọn họ trước. Vẫn là cậu thông minh, muốn có được cái gì thì phải cho trước. Mai Thái Bình liền trừng mắt lái xe một cái, cười tủm tỉm vỗ vai Hạ Tưởng. Muốn làm được ở thành phố Lang thì không thể bị bọn họ bài xích ở bên ngoài. Bất kể có chướng mắt thế nào về hành động của bọn họ thì cũng phải gia nhập vào. Vòng tròn chính là vòng tròn, lớn cũng được, nhỏ cũng được, cậu không tham gia vào thì không thể công phá từ bên trong. Đoán chừng mục đích thật sự của người muốn cậu đến thành phố Lang cũng có ý như vậy. Rốt cuộc là phải gặp ai? Hạ Tưởng thấy hứng thú của Mai Thái Bình khá cao, liền đặt câu hỏi. Tôi còn tưởng rằng cậu thật là không hiếu kỳ chút nào, có thể ngồi yên đợi cá, hóa ra cũng là có lúc trong lòng không được tự tin. Mai Thái Bình cười ha ha. Đừng hỏi nữa, còn nửa tiếng nữa là đến rồi, gặp mặt thì cậu sẽ biết. Mai Thái Bình vẫn đóng bộ thần bí, y nói được một nửa, thò tay ra ngoài chỉ. Nhìn kia, quảng trường Thế Kỷ, phong cách có phải là mô phỏng thiết kế quảng trường nhân dân ở thành phố Yến do cậu thiết kế không? Hạ Tưởng nghiêng người nhìn ra ngoài, còn chưa nhìn rõ thì xe ô tô bỗng rung lên, sau đó lại ngoặt về bên phải, theo sau là một tiếng phanh xe ken két dồn dập, xe ô tô liên tục chao đảo một lúc mới yên ắng trở lại. Không đợi Mai Thái Bình truy hỏi chuyện gì, lái xe đã tức giận không kìm nổi, chửi. Mẹ nó, cái chó má gì? Lái xe thế à? Đến cả xe của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng dám bắt nạt, không muốn làm quan nữa hả? Được. Lái xe của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thật kiêu ngạo, Hạ Tưởng nghĩ ngợi, bình thường tuy Mai Thái Bình độc hành đặc biệt một chút, nhưng vẫn luôn bình dị, ít khi thể hiện ở bên ngoài. Có điều dù sao y cũng là trưởng ban tổ chức cán bộ, y không phải là kiểu chấp nhặt kẻ khác, nhưng lái xe của y thì khó mà tránh được tính cách ngạo mạn, cao cao tại thượng. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, quản lý ngũ quan của cả một tỉnh, Mai Thái Bình có thể tự hạn chế, người bên cạnh y thường hay được người khác nâng niu. Đâu có bị bắt nạt bao giờ. Vừa rồi Hạ Tưởng mới nhìn rõ, là do chiếc Santana từ phía bên trái vượt lên, sau khi vượt lên thì nhanh chóng quay bánh, quẹt phải xe Audi một chút. Bình thường ở thành phố Yến, lái xe quen việc ngạo mạn rồi, khi đến thành phố Lang, đầu tiên là bị cảnh sát giao thông khinh thị, bây giờ lại bị một chiếc căn bản là không lọt vào mắt y quẹt cho một cái, nên y không thể nhịn nổi nữa. Mai Thái Bình hừ lạnh một tiếng. Lái xe ổn định một chút. Đừng kèn cựa nhau. Nếu không phải Mai Thái Bình ngồi trên xe,
thì người lái xe sớm đã nhấn ga, phải đuổi kịp chiếc xe kia mới được. Người lái xe tên là Trang Duệ, là Mai Thái Bình đưa đi theo từ Bắc Kinh tới, thời gian đi theo Mai Thái Bình không ngắn nên cũng biết tính khí của y, nếu không gã ta đã không dám chửi thề trước mặt Mai Thái Bình rồi. Trang Duệ không phục nên lầm bầm thêm vài câu, dù sao cũng có chút cảm giác uất nghẹn. Hạ Tưởng cười, không tỏ thái độ gì, vừa muốn nói gì đó thì Trang Duệ đột ngột phanh gấp, không chỉ Hạ Tưởng bị giật người về trước, đầu chạm phải ghế trên, đến cả Mai Thái Bình cũng ngồi không vững, mũi bị đập mạnh một cái. Một chiếc Mercedes-Benz diễu võ dường oai hú còi vượt qua, không, sau xe Mercedes lại là một chiếc Mercedes, sau đó, lại một chiếc Mercedes nữa. Một lúc ba xe Mercedes nhanh như chớp, sau khi vượt qua xe Audi của Mai Thái Bình đều như cố tình trong vô tình đánh xe lệch về phía xe Audi một chút, sau đó gầm rú xả khói đi mất. Rất rõ ràng, là đang đuổi theo chiếc Santana phía trước. Thật là khí phách, ba chiếc Mercedes-Benz đuổi theo một chiếc Santana cũ nát, hơn nữa còn đâm ngang đâm dọc trên đường phố lớn, như đang lái trên đường không người, thật là khoa trương đến cực điểm rồi. Người lái xe nổi giận rồi. Y quay đầu nhìn Mai Thái Bình, đợi Mai Thái Bình lên tiếng. Mai Thái Bình cũng giận dữ, mũi vừa bị đập một cái đau đớn, thể diện mất hết, y vỗ vai lái xe. Đuổi theo, đuổi lên quẹt xe bọn chúng. Ánh mắt y lóe lên tia giận dữ, khóe môi nở nụ cười tà ác, mơ hồ có thể thấy được bộ dạng lưu manh thời y còn lăn lộn ở Bắc Kinh. Hạ Tưởng hiểu ra, Mai Thái Bình đúng là nổi giận rồi. Người lái xe sớm đã không nhịn được nữa. Mai Thái Bình vừa gật đầu, y liền đạp mạnh chân ga, chiếc xe gầm lên một tiếng, một cảm giác đẩy ép mạnh lưng Hạ Tưởng ngồi chặt vào ghế sau xe Audi ra uy rồi, phi như bay về phía trước. Theo như tiêu chuẩn, xe của Mai Thái Bình nằm trong khoảng 3.0, có điều theo như cảm giác của Hạ Tưởng, hắn cũng lái vô số xe rồi, biết rõ chỉ tiêu động cơ và khí thải của các loại xe, nên vừa rồi khi người lái xe đạp ga liền tạo ra lực cuồn cuộn, xe của Mai Thái Bình tuyệt đối là loại trên 3.0. Mai Thái Bình nhận ra nghi vấn của Hạ Tưởng, mỉm cười. Cũng không sợ mà nói cho cậu hay, có người cho tôi xe Audi 4.2, tôi không ngồi cũng không được, vượt tiêu chuẩn thì làm thế nào? Chỉ còn cách là cất cái dấu hiệu đi thôi. Hạ Tưởng cũng biết, trong tỉnh có không ít cán bộ ngồi xe vượt tiêu chuẩn, đều sử dụng thủ đoạn treo đầu dê bán thịt chó nâng cao động cơ và lắp ghép. Thậm chí còn mua xe có lượng thải thấp. Sau đó không bao lâu là có thể lấy lý do động cơ hỏng để thay mới động cơ thải cao hơn, dù sao bất kỳ thủ đoạn cũng đều dùng tới. Xe công vụ như nhau, hàng năm chỉ tính riêng số tiền tu sửa xe chảy vào túi lái xe đã gần bằng nửa số tiền mua được một chiếc xe rồi. Công vụ dùng xe, thực ra mua xe không đắt, nuôi xe mới đắt. Mỗi năm đều phải tu sửa mấy lần, rồi chuyện một năm có thể kiếm được bao nhiêu từ tiền xăng dầu thì càng không cần nhắc rồi. Chiếc Audi lao đi dũng mãnh. Tốc độ nhanh chóng đạt đến 100 km/h. Sau khi xe 4.2 phát huy uy lực, tất cả ô tô ở khu vực thành phố đuổi theo đều gần như không kịp. Mấy phút sau liền nhìn thấy ba chiếc Mercedes phía trước đã kịp đuổi theo và bao quanh chiếc Santana ở giữa. Từ trên Mercedes đi xuống là mười mấy người đàn ông vạm vỡ, bao vây hành hung người lái xe Santana. Trang Duệ vội vàng dậm phanh dừng xe ngay phía trước ba chiếc Mercedes, rõ ràng là cách dừng xe chặn đường. Y tức giận mở cửa xe, hét về phía mấy người kia. Ai đứng đầu thì ra đây. Vừa rồi đứa nào quẹt xe ông, ra đây xin lỗi mau. Mai Thái Bình đưa Hạ Tưởng đến nhậm chức, nên phải là có hai xe đi cùng nhau, nhưng do đi trước một ngày, lại do có chút việc riêng cần làm nên ngồi một xe đi trước. Một xe, ngoài Mai Thái Bình ra, chỉ có Hạ Tưởng và Trang Duệ. Phe mình có ba người, đối mặt với mười mấy người mà còn khí thế hùng hổ. Trang Duệ đúng là lái xe của trưởng ban tổ chức cán bộ, vô cùng tự tin. Không ngờ, Trang Duệ cất tiếng hét, mười mấy tên vạm vỡ đang đánh người cũng không thèm để ý đến y, vẫn bao vây người lái xe Santana đánh không ngừng. Trang Duệ bực tức, mẹ mấy thằng kia dừng tay lại, đừng đánh nữa, xin lỗi trước, rồi xử lý mấy chuyện chó chết của chúng bay. Vừa chửi xong, cuối cùng cũng có hiệu quả, mấy người như là kẻ đứng đầu dừng tay luôn. Một người trong đó mặc bộ vest đen, không cài cúc, lộ ra chiếc áo sơ mi bên trong. Chiếc áo sơ mi không có gì đẹp, cúc trên cùng cũng không cài, làm lộ ra chiếc vòng cổ vàng chói. Chiếc vòng cổ to dày, đủ sức nặng mấy trăm gram, ánh nắng chiếu vào thì chói hoa mắt. Lại thấy hai cổ tay y cũng đeo vòng tay bằng vàng,
không cần nói nhiều cũng tầm trên một chỉ, cả người đều là vàng. Chương 775, kinh ngạc, hỗn loạn. Bây giờ là giữa tháng 11, mặc dù thời tiết không tồi, nhưng bên ngoài nhiều nhất cũng chỉ 4-5 độ, rất lạnh, người vàng lại mang bộ dạng tinh thần phấn chấn, chỉ mặc một chiếc áo khoác và một chiếc sơ mi, có thể không lạnh. Gã từng bước khệnh khạng đến trước Trang Duệ, xéo mắt mà quan sát Trang Duệ, khinh miệt cười. Cậu từ đâu tới vậy? Khẩu khí rất lớn, biết nơi này thuộc ai quản hay không vậy? Tôi từ đâu tới ông không có tư cách quản, nơi này thuộc ai quản tôi không cần biết, dù sao vừa rồi ông đã chặn xe của tôi, thì phải xin lỗi tôi, nếu không, ông không xong với tôi đâu. Trang Duệ mới không sợ người vàng, kẻ đang nổi nóng ở trước mặt, trời lớn đất lớn, đều là thiên hạ của đảng, đừng cho rằng đeo dây chuyền vàng thì có thể hoành hành ngang ngược, cho dù là ai. Cho dù lai lịch lớn cỡ nào, ở trước mặt trưởng ban tổ chức cán bộ, đều phải làm bộ đáng thương. Ha ha! Người vàng ha hả cười lớn, quay đầu nói với đám người. Anh em, vị này khẩu khí rất lớn, đến khu vực của ai quản cũng không biết rõ, lại dám dở thái độ đầu gấu, thật là không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Này, tôi nói cho cậu biết, nơi cậu đứng là địa giới của thành phố Lang, thành phố Lang có một câu vẻ thuận miệng đã nghe qua chưa hả? Nhìn bộ dáng của cậu khẳng định ngây ngô chưa biết, để tôi nói cho cậu hay, cậu nghe rõ đây. Trang Duệ mới không thích nghe người vàng lải nhải, trừng mắt. Ông tên là gì, ở đơn vị nào, lát nữa tôi tìm Ngả Văn Thành làm cho ra nhẽ. Cha, lôi cả bí thư thành ủy ra để dọa người sao? Được, cậu có gan lắm. Người vàng ha ha cười lớn, vô cùng càn rỡ mà giơ tay xô Trang Duệ một cái. Cho dù là ai đến thành phố Lang. Đều phải nhớ một câu, nếu không làm quan làm không yên, buôn bán sẽ bị lỗ, câu nói này chính là ban ngày Ngả Văn Thành, ban đêm Nga Ni Trần có hiểu là gì không? Có nghĩa nói là ban ngày, thành phố Lang thuộc về Ngả Văn Thành quản, vào ban đêm, sẽ do Nga Ni Trần quản. Nga Ni Trần cậu lại không biết rõ, đúng không? Trang Duệ bị người vàng xô một cái, lập tức nổi giận, trở bàn tay kéo tay gã ra, giơ tay xô gã một cái. Bớt đụng tay đụng chân. Ông thử đụng vào tôi một cái xem sao. Người vàng vô cùng kiêu ngạo mà tiếp tục giơ tay xô Trang Duệ. Vênh váo cái gì, ở địa bàn của tôi, thì phải nghe theo tôi, lái một chiếc Audi, còn dám so đo với tôi, có tin là tôi đánh cậu không? Trang Duệ cũng là quân nhân chuyên nghiệp, trong bộ đội tuy không phải là lính đặc chủng, nhưng cũng học qua vài món không ít quan lớn đều thích quân nhân chuyên nghiệp làm lái xe. Là bởi vì có thể kiêm thêm tác dụng làm vệ sĩ vốn với tính cách của y sẽ xông lên, lại bởi vì là lái xe của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, ở tỉnh ủy cũng cao hơn người ta một bậc, bây giờ đến một nơi dưới cấp thành phố còn bị người ta bắt nạt, làm sao nuốt trôi được cục giận này. Người vàng tay vừa giơ ra, y liền trở bàn tay nắm lấy tay đối phương, sau đó cổ tay vừa vặn vừa đè, một điểm huyệt nhỏ đã khống chế được người vàng. Người vàng cổ tay bị đau. Bất ngờ không kịp đề phòng bị Trang Duệ bẻ cánh tay ra sau, khom lưng la lớn. Nhanh thả tao ra, mẹ mày, to gan quá đấy, đến lão tặc ta cũng dám đánh, không muốn sống hả? Anh em, giúp tôi gỡ nó ra. Người vàng vừa thét to, mấy người nhanh chóng xúm lại, không nói lời nào, liền hướng Trang Duệ mà nhào vào. Trang Duệ dù có lợi hại, một mình cũng đánh không lại 4-5 người. Y vừa quay đầu. Thì thấy không biết từ khi nào Hạ Tưởng đã từ trên xe xuống, trong tay cầm cái khóa tay lái đứng ở phía sau y, còn Mai Thái Bình cũng đã xuống xe, đang đứng ở cửa xe gọi điện. Trang Duệ cho rằng Hạ Tưởng sẽ thể hiện sức mạnh phi thường, giúp y một tay, không ngờ Hạ Tưởng đi về phía trước, dùng chân đá vào mông người vàng, sau khi đá ngã người vàng, lại đem cái khóa tay lái giao vào trong tay y, lời nói chân thành mà chuyển giao. Tôi và trưởng ban Mai không tiện ra tay. Tất cả trông cậy vào cậu rồi. Trang Duệ dở khóc dở cười, một mình y không đấu lại với một đám người, trưởng ban Mai là cán bộ cấp phó tỉnh, hơn nữa tuổi tác lại lớn một chút, khẳng định sẽ không động thủ. Hạ Tưởng tuy là cấp phó giám đốc sở, nhưng đang tuổi trai trẻ cường tráng, bây giờ tình thế nguy cấp, nhẽ ra nên giúp y một tay, nếu không một mình y sẽ bị đám người kia đánh cho tơi bời. Hạ Tưởng không phải không muốn giúp Trang Duệ, mà là hắn không muốn khi chưa nhậm chức. Đã đánh nhau một trận nơi đầu đường của thành phố Lang, truyền đến thành ủy thành phố Lang, chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao. Tuy nhiên lời nói vừa rồi của người vàng hắn lại rất rõ mà nghe lọt vào tai, trong lòng lắng xuống ban ngày ngả thành văn,
Ban đêm Nga Ni Trần này là người ra sao, khẩu khí và uy phong khá lớn, dám dựa vào thời gian phân chia đều thành phố lang với bí thư thành ủy, có thể thấy được sự hung hăng càn quấy đã tới mức độ ra sao. Trong nước nhìn từ mặt ngoài không có đất cho bọn xã hội đen sinh tồn, nhưng trên thực tế, vẫn còn không gian cho thế lực đen tối tồn tại, sự chuyển dỡ của thành thị, còn có sự cạnh tranh và thăng bằng giữa trung tâm tắm hơi, phòng khiêu vũ, phòng ca hát, đều lớn lớn nhỏ nhỏ tồn tại sự tham gia của thế lực đen, thậm chí một số chợ bán sỉ, một số bãi đỗ xe, đều có thủ đoạn kinh doanh bất bình thường ở mức độ khác nhau. Thế lực đen có mở rộng hay không, có phải có sức ảnh hưởng rất lớn hay không, toàn bộ phải xem người đứng đằng sau là ai. Thậm chí có thể không một chút khoa trương mà nói, thế lực đen đơn thuần gần như không có, cũng không có khả năng phát triển thành quy mô, chỉ có thế lực đen có bối cảnh của xã hội trắng, trắng đen kết hợp, trắng đen móc nối với nhau, mới có khả năng làm sằng làm bậy, hoành hành một phương. Xem ra, Nga Ni Trần này, chính là bí thư thành ủy ngầm của thành phố lang rồi. Gã có sự hung hăng càn rỡ ngất trời như vậy, khiến cho Hạ Tưởng có thêm phần lo lắng cho hiện trạng của thành phố lang. Không chỉ có sự đấu tranh về chính trị ở mặt ngoài, mà còn những tranh chấp của thế lực đen trong bóng tối, thành phố lang, thật đúng là một thùng hỏa dược. Thế cục thành phố lang như thế nào, là sự lo lắng lâu dài, chủ yếu là thế rằng có trước mắt phải phá vỡ như thế nào, đã khiến Hạ Tưởng cảm thấy khó xử. Đổi là hắn sẽ không va chạm mở rộng hiểu biết bình thường với người vàng, nhưng Trang Duệ là lái xe của Mai Thái Bình, không phải của hắn, Mai Thái Bình không trói buộc Trang Duệ, hắn không tiện nói gì. Sự tình đã quậy tới mức này rồi, muốn lùi lại cũng không dễ làm, đối phương đã kéo ra mấy người, không chỉ vây kín lấy hắn và Trang Duệ, còn vây kín cả Mai Thái Bình. Trang Duệ cũng biết đạo lý tránh voi chẳng xấu mặt nào, thấy tình thế không ổn, nếu chẳng may bị người ta đánh cho một trận, cho dù sau đó có trả đòn đi nữa, cũng vô cùng mất mặt, liền vội vàng dùng tay chỉ vào chiếc Audi. Nhìn rõ đi, chúng tôi là người của tỉnh ủy đến, người đang gọi điện, là tỉnh ủy. Dù mày là ai, đều đánh hết. Người vàng vừa rồi bị Hạ Tưởng đá ngã xuống đất, sau khi đứng dậy, miệng toàn là bùn, tức lồng lộn mà xông vào Hạ Tưởng. Tao chỉ chết mày. Hạ Tưởng đâu phải là người sẽ ăn cái thiệt trước mắt. Hắn vừa rồi rõ ràng còn đưa cái khóa tay lái cho Trang Duệ, lại quay người rồi giành cái khóa tay lái từ trong tay của Trang Duệ đang ngẩn ra, cũng không tránh, cầm cái khóa giơ ngang trước người, quả đấm của người vàng liền vừa khéo đập lên cái khóa. Ôi, đau chết mất. Người vàng không ngờ Hạ Tưởng sẽ có thủ đoạn như thế, bỗng chốc bị ăn đòn đau, càng nổi trận lôi đình, rất nhanh nhảy dựng lên. Hôm nay tao không chỉ chết mày, thì tao sẽ làm cháu mày. Hạ Tưởng cười. Tôi còn nhỏ hơn ông làm cháu tôi, có thể làm tổn thọ của tôi đó. Người vàng vừa xông lên trước, Trang Duệ đã ra tay, y đánh ra một đấm, đánh ngay vào sau lưng người vàng. Người vàng cũng không phòng bị Trang Duệ cũng sẽ ám hạ độc thủ, cơ thể nhào về phía trước, sắp sửa ngã xuống. Hạ Tưởng thấy thế, giơ chân đạp vào xương cẳng chân của gã, người vàng trước sự tấn công cả trước lẫn sau, rất nhanh bị ngã xuống đất, đau đến mức lăn lộn trên đất. Lần này đám người đang vây lấy lái xe của chiếc Santana dừng lại, rầm rầm mà vây đến, vừa khéo cứu lái xe Santana một mạng, người lái xe đã thở thoi thóp thừa cơ miễn cưỡng chui vào trong buồng lái. Toàn thân ông ta là máu, trong miệng thỉnh thoảng lại ứa máu ra ngoài, khẳng định là bị nội thương không nhẹ. Hạ Tưởng cho rằng chỉ là cuộc đánh nhau ẩu đả bình thường, đám người vừa tản ra, mới phát hiện tình trạng thê thảm của lái xe Santana, lập tức giận dữ. Giữa thanh thiên bạch nhật, nếu không phải Trang Duệ nhúng tay vào, người có khi bị đánh đến chết cũng không chừng, thật là vô pháp vô thiên rồi. Mắt thấy đám người vây lại, còn muốn động thủ, Hạ Tưởng cuối cùng cũng nổi cáu. Khom người liền lôi người vàng vừa bị đánh bổ nhào xuống đất lên, đưa cánh tay gã kéo ngược ra phía sau, xô vào lòng Trang Duệ. Tóm lấy cái xích chó của hắn, siết chặt lấy cổ hắn, lũ người này ai dám lên, thì siết mạnh tay hơn, xem ai giữ hơn ai. Được lắm, tóm lại có khí phách, là một người đàn ông. Trang Duệ sớm đã nghe qua sự thích của Hạ Tưởng, bây giờ mới phát hiện mặt kiên cường của Hạ Tưởng, y không nói một lời. Giơ tay tóm lấy cái xích vàng to như ngón tay đứa trẻ quả thực rất có tác dụng, siết chết người cũng không nứt hơi dùng lực, người vàng lập tức đỏ mặt tía tai mà hét lên, giơ tay quơ lung tung, kêu to. Tha mạng, tha mạng. Ánh mắt Hạ Tưởng lạnh lùng, nói với đám người xung quanh. Ai dám tiến lên một bước, có tin ông ta sẽ bị siết chết.
Ngang ngược sợ thằng làm bừa sợ thằng liều mạng, Hạ Tưởng vừa nổi khùng, đám người xung quanh lập tức dừng bước, anh nhìn tôi nhìn anh, ai cũng không dám tiến lên trước. Cũng phải, bọn họ ở thành phố Lang hoành hành bao năm, trước nay toàn là đi uy hiếp người khác, chưa một lần bị người ác uy hiếp, hơn nữa, còn là sự uy hiếp chết người. Kẻ giết người hàng loạt trông như gan to, là bởi vì bị giết là người khác. Một khi bản thân gần kề với sự uy hiếp chết người, thì nhát như chuột. Người vàng thấy đối phương đã thể hiện tính cách thật, bị xiết đến thở không ra hơi, chỉ sợ tới mức hồn bay phách lạc, đứng cũng không vững, bịch, một tiếng quỳ xuống đất, khóc lóc. Tôi sai rồi, tha cho tôi cái mạng hèn này. Trang Duệ không ngờ thứ nhất là Hạ Tưởng vào thời khắc mấu chốt, quả nhiên túc trí đa mưu, hơn nữa quyết đoán ra tay, tạo ra bề thế, không ngờ thứ hai là người vàng lại bị thiệt như vậy. Vừa rồi thấy bộ dáng oai phong lẫm liệt của gã, còn cho rằng gã thà chết chứ không chịu khuất phục, thật muốn thà chết chứ không chịu khuất phục thì xấu chuyện rồi. Nếu một đám người vây lên cho một trận hỗn chiến, y và Hạ Tưởng sẽ chịu thiệt thì không nói, đến cả trưởng ban Mai cũng bị liên lụy, toàn bộ trách nhiệm sau cùng của sự việc sẽ rơi lên người y. Y có thể sẽ không chịu nổi. Trang Duệ trong nháy mắt khâm phục sát đất Hạ Tưởng, trước đây cũng nghe nói Hạ Tưởng có sự gánh vác, tuyệt đối không ném bạn bè lại. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, thật đúng là như thế, trong mắt y, Hạ Tưởng chính là một đấng nam nhi với bầu nhiệt huyết, là người tài ba khí phách. Người vàng là kẻ cầm đầu một đám người, gã vừa chịu thua, đám người xung quanh liền thành bầy ong mất chúa, anh nhìn tôi nhìn anh, không biết nên làm như thế nào. Vào lúc đang giằng co, bỗng nhiên nghe một hồi tiếng nổ xe, lái xe Santana khởi động ô tô, lắc lắc lư lư và lái ra khỏi đám người, đi lên quốc lộ, muốn chạy trốn. Cũng không biết lái xe Santana đã đắc tội với đám người này như thế nào, ông ta vừa đi, lập tức đám người liền bỏ mặc người vàng không quản, bỗng hô lên rồi vây kín chiếc Santana ở giữa. Lái xe bị thương quá nặng, chỉ chạy được mấy mét liền tắt máy, có người kéo ông ta từ trong xe ra, bất chấp ông ta khắp đầu khắp mặt đều là máu, hơn nữa trong miệng máu còn ứa ra không ngừng, lại còn tay đấm chân đá lên người ông ta. Ức hiếp người đến bước chết cũng không chịu buông tha, Hạ Tưởng thực sự tức giận. Hắn nhặt từ dưới đất lên một viên gạch, vừa giơ tay liền ném vào người đứng đầu tiên, không lệch một chút nào mà trúng ngay vào mặt. Lúc này người kia đã bị đánh đến mặt mày nở hoa, hai tay úp mặt, đau đến không biết phương hướng. Mấy người khác cũng đủ ác, không ngờ chẳng ngó ngàng gì tới, còn không buông tha lái xe Santana, rất có cái thế không đem ông ta đánh chết tại chỗ thì không chịu. Mà nhìn từ vết thương của lái xe Santana, nhiều lắm chịu thêm vài cú nữa là toi mạng. Hạ Tưởng lần đầu tiên trong đời lửa giận ngút trời, cũng không thèm để ý tới hình tượng, một bước dài vọt lên phía trước, cái khóa tay lái trong tay nâng khóa lên hạ xuống, gõ mạnh vào cánh tay của một người đang đánh hăng nhất. Hạ Tưởng vừa xuống mạnh tay, mấy người nóng lên, bỏ qua lái xe Santana, xông lên vây lấy Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không chút sợ hãi, cái khóa tay lái trong tay múa máy, xuất ra vài chiêu, lại đánh thêm hai người ngã xuống đất. Mắt thấy người bên cạnh Hạ Tưởng càng ngày càng nhiều, tình cảnh của hắn rất đáng lo, Mai Thái Bình cũng không ngại mình là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, lên trước nói. Bao nhiêu năm không vận động chân tay rồi, Hạ Tưởng, đừng nói cậu vừa rồi mới động thủ, khiến tôi cũng ngứa ngáy, chỉ bằng, chúng ta cùng nhau tác chiến một lần. Hạ Tưởng cũng không dám để Mai Thái Bình tham chiến, vội nói. Đừng, trưởng ban Mai, ngài nhanh chóng gọi quân cứu viện là quan trọng. Ở đây không như thành phố Yến, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Quân cứu viện đang trên đường tới, tuy nhiên tôi đoán cũng không kịp đâu, tôi không ra tay, một phó thị trưởng thường trực chưa nhậm chức như cậu, bị người ta hành hung trên đường, cũng là một tin tức lớn đấy. Mai Thái Bình còn cười được, một bên sắn tay áo, một bên còn nhẹ nhàng bâng quơ mà cười mấy tiếng. Trang Duệ dùng lực siết chặt cổ người vàng. Người tiếp tục không bảo bọn họ dừng tay. Nửa đời còn lại phải sống mà không thể tự lo liệu được. Người vàng bị xiết đến mức hai tay cua loạn lên. Nhanh dừng tay, tôi còn trong tay bọn chúng. Tuy nhiên lời của gã gần như không mang lại tác dụng gì, vừa rồi Hạ Tưởng xuống tay rất mạnh, khơi dậy lòng căm phẫn của mấy người bọn họ, dưới đầu óc phát nóng lên, làm sao còn có thể để ý đến sự sống chết của người vàng chứ, có mấy người nhặt gạch từ dưới đất lên, thậm chí còn có người lấy dao ra, ép Hạ Tưởng. Tình thế hết sức căng thẳng, nếu mấy người bọn họ mà liều mạng xông lên, Hạ Tưởng có khả năng cái mạng nhỏ sẽ gặp nguy hiểm, còn Mai Thái Bình nói không chừng cũng thất thế.
Ngộ nhớ xuất hiện sự việc phó thị trưởng thường trực mới nhậm của thành phố Lang và trưởng ban tổ chức cán bộ đổ máu trên phố, thì thực sự là náo động lớn rồi, thành phố Lang thế nào cũng đảo lộn trời đất cũng không chừng. Nhưng cho dù sau sự việc đem miễn chức đám người của thành ủy thành phố Yến cũng không làm nên chuyện gì, người đã có chuyện, xoay chuyển trời đất cũng vô lực. Bỗng nhiên, một trận tiếng phanh xe dồn dập vang lên, một chiếc BMW và hai chiếc Mercedes-Benz dừng lại trước chiếc Audi, rõ ràng là cách dừng chặn mất đường đi của chiếc Audi. Tiếp theo, 4-5 người từ trên chiếc Mercedes-Benz đi xuống, một lời không nói đứng bên cạnh xe, sau đó vô cùng lễ phép mà mở cửa xe BMW. Lẽ nào đối phương lại đem quân cứu viện đến? Trang Duệ căng thẳng đến mức tim như nhảy ra ngoài, bây giờ mới biết có lúc đối diện với bọn liều mạng, trừ phi dùng bạo lực trấn áp, nếu không dù là lai lịch gì cũng không dùng được. Từ trên xe có hai người duyên dáng mà bước xuống, chính là hai bông hoa song sinh tình cờ gặp khi cứu người ở thành phố Thương. Cô gái mặc áo vàng đảo mắt nhìn thế cục hiện trường, mặt lạnh như băng. Chuyện gì thế? Vừa ngẩng đầu, cô lập tức nhận ra Hạ Tưởng, liền đổi thành khuôn mặt tươi cười, kinh ngạc. Sao lại là anh? Sau khi cô gái mặc áo màu bạc xuống xe, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ thản nhiên mà nhìn lướt qua Hạ Tưởng một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên người vàng đang bị Trang Duệ siết cổ, hì hì cười một tiếng. Tôi sớm đã nói qua, đeo xích vàng to, sớm muộn cũng bị người ta xem như chó mà dắt, bộ dạng của lão tặc, thật sự giống một con chó Nhật. Cô cười xong, sắc mặt lại lạnh tanh, nhìn lướt qua giấy phép của chiếc Audi, sắc mặt lại có chút biến đổi, dùng tay chỉ người vàng, nhẹ nhàng nói. Lão tặc có mắt như mù, đụng chạm vào quý nhân, đáng đời bị người ta xem như con chó mà kéo. Cô chỉ vung tay lên, bên cạnh liền có một người đi qua, dùng chân đạp vào bụng người vàng, đau đến mức người vàng ngã khuỵu xuống đất mặt méo mó biến dạng, nhưng chỉ ú ớ mà kêu, không dám phát thành tiếng. Hạ Tưởng mới biết, cô gái áo màu bạc không thích nói chuyện này, mới là nhân vật lợi hại. Cô gái áo vàng cũng chú ý đến giấy phép của chiếc Audi, thì thầm vào tai cô gái áo bạc mấy câu, hai người cũng không biết là nói gì, xoay người lên xe, hò hét một tiếng, không ngờ nghênh ngang mà đi. Hai người vừa đi, còn lại đám người cũng đều lập tức tản ra, lần lượt lên xe, còn lại mấy người Hạ Tưởng, cáng người vàng đi, trong nháy mắt không còn một ai, đồng thời, vứt lại còn có lái xe Santana bị trọng thương đang bất tỉnh. Hạ Tưởng không để ý được nhiều hơn, vội lên trước kiểm tra vết thương của lái xe Santana, phát hiện ông ta đang thoi thóp thở, liền bảo Trang Duệ nhanh chóng gọi 120. Vừa gọi điện xong, quân cứu viện mà Mai Thái Bình gọi đến mới khoan thai tới. Ra ngoài sự bất ngờ của Hạ Tưởng là, quân cứu viện điều đến lại không phải là cảnh sát, lại không phải là đàn ông vạm vỡ, mà là một phụ nữ khoảng 30 tuổi. Người phụ nữ này thân hình dịu dàng, tuy toàn thân mặc trang phục công sở cứng nhắc, nhưng lại che giấu không được bộ dạng thùy mị khác biệt. Biết bản tính đẹp, dịu dàng thanh tao, nhiều từ ngữ đẹp đều có thể dùng lên người cô. Cô thong thả đi tới trước mặt Mai Thái Bình, thấy hiện trường lộn xộn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trưởng ban Mai, tôi đến trễ rồi, ngài không bị thương ở đâu chứ ạ? Sao không báo cảnh sát? Mai Thái Bình buông lỏng tay. Báo rồi, cảnh sát không đến. Thành phố Lang là một địa phương tốt, người dân thành phố Lang nhiệt tình hiếu khách, cách thức nghênh đón khách vô cùng mới mẻ độc đáo, suýt nữa đã đánh trưởng ban tổ chức và phó thị trưởng thường trực sắp nhậm chức. Lời nói của Mai Thái Bình không phải không có ý châm biếm, người phụ nữ lại bất đắc dĩ cười. Trưởng ban Mai, tình hình thành phố Lang ngài không phải là không biết, có một số chuyện. Ai, không nói nữa, trước tiên làm quen một chút với phó thị trưởng Hạ của chúng ta là được rồi. Hạ Tưởng tiến lên, Mai Thái Bình giới thiệu. Lưu Nhất Lâm, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Lại dùng tay chỉ sang Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, không cần tôi phải nói nữa, cô cũng biết cậu ấy là ai rồi. Hạ Tưởng cũng nghe qua tên Lưu Nhất Lâm, trước khi đến thành phố Lang, mười mấy ủy viên thường vụ của thành phố Lang hắn cũng đã nghiên cứu qua sơ yếu lý lịch, chỉ không ngờ, Lưu Nhất Lâm xinh hơn trong ảnh đương nhiên cũng có thể dùng sự đoan trang để hình dung. So với hai chị em song sinh vừa rồi, Lưu Nhất Lâm hiển nhiên có chỗ không bằng, nhưng sự tùy mị thành thục và khí chất tao nhã của cô, lại hơn hẳn hai chị em kia. Lưu Nhất Lâm quát sát Hạ Tưởng mấy lần, nhiệt tình mà giơ tay bắt tay Hạ Tưởng, vừa mở miệng, liền nói một câu khiến Hạ Tưởng giật mình. Phó thị trưởng Hạ vừa đến, đã thay đổi lịch sử của thành phố Lang. Audio điện tử Võ Tấn Bền
Chương 776, thế cục, nhìn hiện tượng nhận biết bản chất. Hạ Tưởng giật mình, lời này nói hơi quá rồi, đang định xua tay khiêm tốn nói vài câu, lại nghe Lưu Nhất Lâm nói. Đừng nóng, tôi vẫn chưa nói hết, thứ nhất, đã kết thúc trong cán bộ đảng và chính quyền thành ủy thành phố Lang, không có lịch sử của người đàn ông trẻ đẹp trai. Thứ hai, trong lịch sử thành phố Lang, là cán bộ cấp phó giám đốc sở trẻ nhất phó thị trưởng thường trực 29 tuổi, thật không đơn giản. Thị trưởng Cổ luôn luôn tự hào về tuổi trẻ đầy hứa hẹn của mình, cậu vừa đến, ưu thế tuổi tác của ông ta đã không còn nữa. Hạ Tưởng vừa nghe hóa ra là cái lịch sử này, đang định bật cười, lại cười không nổi. Lưu Nhất Lâm thân là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, sẽ không tùy miệng mà nói vấn đề tuổi tác, e là thật sự có ám chỉ. Lẽ nào thị trưởng Cổ khá là lưu ý đến kiến giải hắn là người trẻ tuổi đầy triển vọng nhất thành phố Lang sao? Hạ Tưởng kỹ lưỡng suy nghĩ, thật sự là ngoài hắn và Lưu Nhất Lâm ra, Cổ Hướng Quốc trong thành ủy thành phố Lang, là người trẻ tuổi nhất. Lưu Nhất Lâm thì bỏ qua đi, dù sao cũng là nữ giới, 33 tuổi ở cấp phó giám đốc sở, nói cao không cao, thấp không thấp, mà hắn năm nay 29 tuổi đã là cấp phó giám đốc sở rồi, lại là nam giới, lẽ nào dựa vào hai điểm này, cũng có thể khiến Cổ Hướng Quốc không thoải mái. Vậy thì hắn cũng quá vô tội rồi. Khi nói chuyện, xe cứu hộ đã đến, đưa lái xe chiếc Santana đi cấp cứu. Lúc này, mới có cảnh sát đến hiện trường, còn giả mang bộ dạng thở hồng hộc vội vàng đến. Người dẫn đầu là Phó Cục trưởng Cục Công an Đông An thành phố Lang Nhạc Quan, sau khi gã ta nhận được báo án, vừa nghe đã biết lại là thuộc hạ của Nga Ni Trần đang lạm dụng quyền uy quá mức, biết gã trêu chọc vào không nổi, cố ý không đưa cảnh sát ra mặt, nhưng lại nhận được điện thoại của Lưu Nhất Lâm, muốn gã cần phải đích thân đến. Lưu Nhất Lâm là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, lời nói của cô không thể không nghe, nhưng Lưu Nhất Lâm không dám trêu, Nga Ni Trần càng trêu không nổi, cuối cùng không còn cách nào, chỉ đành áp dụng biện pháp dung hòa, kéo dài, cứ thế kéo dài đến khi người của Nga Ni Trần toàn bộ rút khỏi hiện trường, gã mới làm bộ đúng lúc chạy tới. Đối với tâm tư của nhạc quan thì Lưu Nhất Lâm rất rõ, nhìn thấy cái bộ dạng vẫn hồng hộc thở của gã, trong lòng không vui. Cũng không thèm để ý đến cái vẻ mặt cười làm lành của nhạc quan, trực tiếp ném lại một câu. Phó cục trưởng Nhạc, biểu hiện của ông hôm nay kém quá, đừng trách tôi không cho ông cơ hội. Ông biết hai người ở trước mặt là ai không? Nhạc quan nhìn liếc qua Mai Thái Bình và Hạ Tưởng một cái, cũng không nhận ra, sau đó nhìn vào giấy phép của chiếc Audi, trong lòng căng thẳng, lập tức nhận thức ra điều gì, chưa kịp mở miệng, Lưu Nhất Lâm trừng mắt nhìn gã. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và phó thị trưởng thường trực sắp nhậm chức ở đây, ông làm việc không tốt, tự mình quay về suy ngẫm xem nên làm thế nào đi nhé. Lưu Nhất Lâm bỏ lại nhạc quan đang dương mắt nhìn, cùng Mai Thái Bình và Hạ Tưởng khệnh khạng bỏ đi. Nhạc quan một mình đứng ngây tại chỗ, đầu óc như chập mạch. Cơ hội vô cùng tốt để làm quen với phó thị trưởng thường trực và trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đã trơ mắt rời đi trước mặt gã, làm sao có thể không khiến gã hối không kịp. Quả muốn đập đầu xuống đất. Phó thị trưởng thường trực, ở thành ủy có thể là nhân vật xếp đầu, mà trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, là mũ quan cai quản toàn tỉnh, ai không kính nể, gặp mặt thì vội vàng nịnh bợ chứ. Kết quả ngược lại, một cơ hội vô cùng tốt đã bị gã bỏ phí, nhạc quan suýt nữa vỏ đầu bứt tai. Gã ở thành phố Lang vốn đã không có nền móng quá sâu, may mắn có Lưu Nhất Lâm đánh giá cao gã, còn có lúc chiếu cố gã một phần. Hôm nay cơ hội làm quen với lãnh đạo cấp trên tốt như thế. Nhạc quan khóc không thành tiếng. Chuyện của nhạc quan, sớm đã bị Hạ Tưởng ném sang một bên, sau khi lên xe hắn mới biết, người mà hôm nay Mai Thái Bình đưa hắn đi gặp, chính là Lưu Nhất Lâm. Mai Thái Bình đã đến thành phố Lang trước, và giới thiệu trưởng ban tổ chức cán bộ cùng hắn làm quen, dụng ý không cần nói cũng biết, là để giúp hắn mở ra cục diện ở thành phố Lang. Đối với sự chiếu cố của Mai Thái Bình, Hạ Tưởng vẫn mang sự cảm kích trong lòng, cho dù hắn cũng biết, Mai Thái Bình nhiệt tình như thế, không chỉ là vì nguyên nhân của Mai Đình. Vào lúc vòng kinh tế thủ đô lớn sắp được triển khai, thành phố Lang đứng mũi chịu sào, sẽ bao hàm vô số cơ hội, hắn thân là phó thị trưởng thường trực, cũng xem như là một chức vụ hết sức quan trọng, có chỗ hữu dụng lớn. Chỉ là thế cục của thành phố Lang, lại phức tạp hơn, khó ứng phó hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Không cần nói gì khác. Đơn giản là chuyện xảy ra hôm nay khiến hắn biết rõ, thành phố Lang cách xa tỉnh ủy và dốc lòng giữ khoảng cách với tỉnh ủy, thành phố Lang cách Kinh Tân quá gần, dòng người phức tạp, vàng thau lẫn lộn,
các loại người tụ tập cùng nhau, lại còn có thế lực đen tối tự xưng là chọi nhau ngang ngửa với bí thư thành ủy, thật đúng là vùng đất tụ hội đủ hạng người. Cho dù thành phố Lang không tính là vùng vô chính phủ, nhưng cũng không nghe lời của tỉnh ủy, mà thủ đô lại không thể khống chế hoàn toàn việc này, đã để thành phố Lang có được tính độc lập rất lớn, so sánh với các thành phố rất nghe lời khác, thành phố Lang quả thật là một dị số. Với nhân vật thuộc loại Nga Ni Trần, ở thành phố Yến tuyệt đối không có đất để sống. Thành phố Yến là tỉnh lỵ cách thủ đô gần nhất, lại là thành phố cấp phó tỉnh, nhất cử nhất động đều lọt vào mắt của thủ đô, cho dù có một số nhóm thế lực đen tối, cũng không thành cái gì cả. Chuyện trên đường lớn có thể tụ tập mười mấy người đánh một người, thành phố Yến cũng có, nhưng tuyệt đối không dám trắng trợn không kiêng nể ai như vậy, hoành hành ngang ngược như vậy. Hạ Tưởng nghĩ thầm, có người muốn hắn đến thành phố Lang, quả thật là một vấn đề khó giải lớn như trời. Mà đề tài này, cũng thật không dễ có đáp án. Nhất là sau khi hắn nghe được lời giải thích đối với thế cục thành phố Lang của Lưu Nhất Lâm, quả tim của Hạ Tưởng càng chìm càng sâu. Lưu Nhất Lâm mời Hạ Tưởng và Mai Thái Bình tới quán trà Thị Lang, quán rượu và quán trà của người dân thành phố Lang thích dùng mệnh danh của quan chức thời cổ đại, như Thị Lang, Thượng Thư. Vì vì, dù sao quan không phân lớn nhỏ, cho dù là văn võ, thích dùng thì dùng, nhìn khắp đường phố, dường như văn võ bá quan bình đẳng. Quán trà Thị Lang nằm trên đường lớn Hòe An của thành phố Lang, ở phía nam thành phố Lang, mà thành ủy nằm ở phía tây thành phố Lang. Lưu Nhất Lâm cố ý chọn quán trà Thị Lang để gặp mặt, cũng có ý cố ý tránh thành ủy. Phong cách trang trí của quán trà cũng không tồi, chỉ thiếu một chút đẳng cấp so với thành phố Yến, cũng coi như có ý tứ hàm xúc độc đáo. Theo cách nhìn của Hạ Tưởng, mặt thiết kế có sự đáng chú ý, nhưng về vật liệu trang trí thì hơi kém một chút. Mấy người ngồi vào chỗ, Lưu Nhất Lâm cho nhân viên phục vụ lui ra, tự dùng bàn tay trắng nõn của cô pha trà, sau khi trà ngấm, rót cho Hạ Tưởng và Mai Thái Bình mỗi người một cốc, mới chậm rãi nói. Sự việc hôm nay, trưởng ban Mai và phó thị trưởng Hạ cũng thấy rồi, người đeo chiếc dây chuyền vàng có biệt danh là Lão Tặc, là thủ hạ của Nga Ni Trần. Thành phố Lang có một câu nói vẫn luôn lưu truyền ban ngày ngả thành văn, ban đêm Nga Ni Trần, ý nói là, thành phố Lang vào ban ngày, là ngả thành văn định đoạt, nhưng đến buổi tối, thì lại quay về sự quản lý của Nga Ni Trần. Nga Ni Trần rốt cuộc là người như thế nào? Còn nữa, tên của ông ta cũng thật là quái lạ. Hạ Tưởng nhìn không nổi mà hỏi một câu. Nga Ni Trần vốn tên là Trần A, vì ông ta nói chuyện hơi bị lắp, người ta hỏi ông ta họ gì, ông ta liền nói hai tiếng, Nga Nga Ni Ni, mới nói rõ ông ta họ Trần, dần dần bị người ta đặt cho cái biệt danh là Nga Ni Trần. Tuy nhiên ông ta không tức giận, hình như còn thích cái biệt danh này. Bàn tay trắng và thon thon của cô tuyệt đẹp, khi cô nhẹ nhàng đưa ra ngón tay như hình hoa lan mà rót trà cho mọi người, càng mang thái độ thanh tao lịch sự, cô lần nữa rót đầy trà cho Hạ Tưởng và Mai Thái Bình, tự giễu mà cười. Tôi là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, nhưng người dân thành phố Lang biết tôi lại rất ít, bởi vì Nga Ni Trần được người ta coi như là trưởng ban tổ chức cán bộ ngầm của thành phố Lang. Hạ Tưởng lúc ấy còn xem Nga Ni Trần là bí thư thành ủy ngầm, hóa ra đã đề cao gã ta rồi. Chỉ là trưởng ban tổ chức cán bộ ngầm. Tuy nhiên trưởng ban tổ chức cán bộ ngầm nghe có ý vị sâu xa hơn là bí thư thành ủy ngầm. Trong thành ủy, chỉ ít có 3-4 ủy viên thường vụ qua lại rất mật thiết với Nga Ni Trần, không? Dám nói là đều nghe theo Nga Ni Trần, chỉ ít cũng cung kính 3 phần với Nga Ni Trần. Nga Ni Trần đã từng có lần mời người ta ăn cơm, khi uống có chút men say đã nói lời mạnh miệng, nói một cuộc điện thoại của gã có thể gọi đến 3 ủy viên thường vụ của thành phố Lang. Nga Ni Trần liền gọi điện thoại, không đến nửa tiếng đồng hồ, thật đã có 3 ủy viên thường vụ kịp lúc tới, xem như vô cùng nể mặt Nga Ni Trần. Cho nên, danh tiếng trưởng ban tổ chức cán bộ ngầm của Nga Ni Trần, từ lần đầu đã vang tiếng. Lưu Nhất Lâm khi nói chuyện rất nhỏ nhẹ, vẻ mặt nhã nhặn, dường như đang nói chuyện của người khác, từ trên khuôn mặt của cô nhìn không ra sự dao động gì của cảm xúc. Đã khiến Hạ Tưởng cũng thầm gật đầu, không hổ thẹn là trưởng ban tổ chức cán bộ. Công phu bồi dưỡng khí tiết không tồi, tuy vô cùng căm hận Nga Ni Trần, nhưng một chút cũng không để lộ ra ngoài, liên tưởng đến việc cô mới chỉ là một người phụ nữ 33 tuổi, hắn cũng không thể không khâm phục sự kềm chế và sự khôn ngoan của Lưu Nhất Lâm. Mai Thái Bình ngồi ngay ngắn một bên, chỉ lo thưởng thức trà, còn híp mắt lắng nghe tiếng đàn du dương truyền đến từ trong quán trà, tiếng đàn khi thì sôi sục hào hùng, khi thì réo rắt, thắm đượm tư thế anh hùng của chiến sĩ.
Hạ Tưởng đã nghe ra, là khúc đàn tranh, Thập Diện Mai Phục. Thập Diện Mai Phục, ha ha, dùng để hình dung tình cảnh lần đầu tiên hắn đến thành phố Lang thì chuẩn xác vô cùng. Mai Thái Bình và Lưu Nhất Lâm là quan hệ gì, Mai Thái Bình không nói, Hạ Tưởng cũng không hỏi. Tuy nhiên từ sự khách khí giữa hai người lại có một sự phán đoán mang cảm giác quan hệ xa lánh nhất định, hẳn là không phải là quan hệ rất gần, hoặc là chỉ là Mai Thái Bình vào lúc Lưu Nhất Lâm cần sự giúp đỡ, ra tay giúp cô một lần. Bởi vì thái độ của Lưu Nhất Lâm với Mai Thái Bình, cung kính hơn là thân thiết, thậm chí có thể nói, không mang chút biểu hiện thân thiết nào. Không bằng với quan hệ rất quen thuộc giữa hắn và Mai Thái Bình. Mai Thái Bình ở một bên lim dim dưỡng thần, dường như không có một chút quan tâm với thế cục của thành phố Lang. Hạ Tưởng lại rất rõ mà phát hiện Mai Thái Bình kỳ thực đang rất cẩn thận mà nghe lời Lưu Nhất Lâm nói, trong lòng hắn cũng biết rõ, Mai Thái Bình không quan tâm thành phố Lang mới lạ. Nếu không quan tâm, ông ta cũng không chủ động đề xuất mình đến nhậm chức. Hạ Tưởng sớm đã đoán ra được ý đồ của Mai Thái Bình, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như vậy. Nhân vật chính trị, nhất cử nhất động đều có ý nghĩa sâu sắc, không phải lợi ích chính trị thì là lợi ích kinh tế, nếu việc không liên quan, khẳng định sẽ treo lên trên cao. Hạ Tưởng rất có thâm ý mà nhìn Mai Thái Bình một cái, tuy nhiên Mai Thái Bình lại giả vờ như không thấy, vẫn uống trà nghe nhạc. Lưu Nhất Lâm là một phụ nữ thông minh, cô không hỏi nhiều về quan hệ giữa Hạ Tưởng và Mai Thái Bình, đối với việc Mai Thái Bình đích thân đưa Hạ Tưởng đến nhậm chức, tuy không hợp quy củ nhưng lại hợp tình, cho dù cô thầm giật mình, nhưng lại không mở miệng hỏi một câu tại sao. Nói ít, là ý chính đầu tiên trong cái đạo làm quan. Tuy nhiên có lúc cũng phải nên nói nhiều, mới có thể hiện rõ ra cái mặt chân thành để hợp tác. Hạ Tưởng liền hỏi, Nga Ni Trần có sản nghiệp gì ở thành phố Lang? Hắn sẽ không nói ra lời gì như là Nga Ni Trần to gan lớn mật, tại sao không có ai quản trị sự lên mặt quan đường hoàng của gã, Nga Ni Trần có thể lớn mạnh ở thành phố Lang, hiển nhiên nguyên nhân có rất nhiều mặt, bây giờ không phải lúc tìm hiểu sâu. Cái Hạ Tưởng muốn biết chính là, Nga Ni Trần dựa vào gì để lập nghiệp? Dầu mỏ, thuốc lá, bất động sản, điện lực là nguồn kinh tế chủ yếu của ông ta, cũng có một số sản nghiệp như phòng ca hát, quán rượu, phòng khiêu vũ, v.v. Những cái mà Lưu Nhất Lâm hiểu được về Nga Ni Trần khá là tỉ mỉ, hiển nhiên, cũng là vì nguyên nhân đã làm đủ bài tập. Hạ Tưởng thầm giật mình, các ngành sản xuất mà Nga Ni Trần đặt chân vào gần như toàn bộ là ngành sản xuất lũng đoạn, không có hậu đài vững chắc, gã không thể xây dựng một đế quốc kinh tế, hơn nữa còn đen trắng cấu kết với nhau. E là với thủ đoạn và thực lực của hắn, nước cạn của thành phố Lang không nuôi sống nổi con cá lớn, căn nguyên của Nga Ni Trần nói không chừng còn ở thủ đô. Hạ Tưởng biết rõ Lưu Nhất Lâm về mặt ngoài đã lộ ra không ít tin tức, nhưng trên thực tế, cô vẫn thông minh mà giữ lại một số điều. Bởi vì một số tin tức liên quan đến Nga Ni Trần mà cô nói, không đến 3 ngày, hắn có thể nghe ngóng tường tận. Mà ở trong thành ủy, mạng lưới quan hệ giữa người và người, cô lại không nhắc đến nửa phần. Hạ Tưởng cũng sẽ không chủ động hỏi, hắn và Lưu Nhất Lâm lần đầu tiên quen biết, vẫn không được xem là hiểu tận gốc rễ, nên cẩn thận là hơn. Nga Ni Trần tuy có hàng tỷ của cải, ở thành phố Lang hô mưa gọi gió, nhưng điều hấp dẫn tự hào nhất của ông ta lại không phải là của cải và địa vị của ông ta, mà là hai cô con gái của ông ta. Lưu Nhất Lâm nét mặt hơi cười mà nhìn Hạ Tưởng một cái, trong mắt mang chút ý cười kỳ quái. Hôm nay Phó Thị trưởng Hạ hẳn cũng đã nhìn thấy rồi, Trần Mạt và Trần Lị, là hai bông hoa mà người thành phố Lang ai ai cũng biết, cũng là người tình trong mộng của rất nhiều đàn ông. Chị gái thích mặc quần áo màu vàng, được người ta gọi là hoa nhài vàng. Cô em thích mặc quần áo màu bạc, thì được gọi tên là hoa nhài bạc. Hai chị em bộ dạng giống nhau, nhưng tính cách lại khác nhau rất nhiều. Hoa nhài vàng, hoa nhài bạc, tên thật ra cũng không tồi, người cũng rất có cá tính. Hạ Tưởng nhớ tới lần hai người bôn ba bận rộn khi cứu một thành viên trong gia đình bị rơi xuống nước ở thành phố Thương, còn chủ động bỏ tiền bỏ sức. Lại hóa ra là con gái của trưởng ban tổ chức cán bộ ngầm có tiếng của thành phố Lang. Lại liên tưởng đến hoa nhài vàng thích nói chuyện, còn hoa nhài bạc lại lạnh lùng vô tình, Hạ Tưởng biết, nhân tính quả nhiên đều có mặt phức tạp, hoa nhài vàng tạm thời không cần nói, khi hoa nhài bạc cứu người, tuy không nói gì, nhưng cũng đã lao vào. Không ngờ khi đối diện người vàng, ác nghiệt nhẫn tâm, khiến người ta khó mà tin hai người họ có hành động cứu người tốt bụng như lúc trước. Nói đến hai bông hoa này, lại không thể không nhắc đến bà chúa các loài hoa của thành phố Lang Vương Sắc Phi.
Lưu Nhất Lâm tuy không đề cập đến quan hệ và lập trường giữa các ủy viên thường vụ của thành phố Lang, nhưng đối với một số nhân vật trong đời sống của thành phố Lang, lại rất có hứng thú mà chủ động nhắc tới. Vương Sắc Phi là con lai, ban đầu vẫn luôn sống ở Tân Thành, khoảng 5 năm trước mới chuyển đến thành phố Lang. Cô ta đến thành phố Lang với thời gian không đến nửa năm, đã làm ra một sự kiện lớn chấn động thành phố Lang, trong vòng một đêm thành danh. Tên ban đầu của cô là Vương Mỹ Như, bây giờ không mấy ai biết, tất cả mọi người lại đều biết cô gọi là Vương Sắc Phi, vì cô giống như hoa sắc phi, xinh đẹp nhưng lại khiến người ta có cảm giác không thoải mái, nên mọi người đã gọi cô là Vương Sắc Phi. Bà chúa của các loài hoa là mẫu đơn, lại có người tự xưng Sắc Phi là danh hiệu bà chúa của các loài hoa, khẳng định có thủ đoạn. Hạ Tường ha hả cười. Cô ta rốt cuộc đã làm nên chuyện lớn gì chấn động cả thành phố Lang. Lưu Nhất Lâm chơi trò úp mở. Tạm thời không nói, sau này anh sẽ biết thôi, tôi tốt nhất là không nên nhiều chuyện. Cô che miệng cười, khi phong tình biểu lộ, mặt hơi hơi đỏ. Hạ Tường thấy biểu cảm của Lưu Nhất Lâm, mơ hồ đoán được điều gì, nên cũng không hỏi thêm nhiều. Không biết khúc đàn tranh từ lúc nào đã từ, thập diện mai phục, sục sôi hùng hồn biến thành, ngư chu sướng vãn, dịu dàng lắng đọng, Mai Thái Bình dường như còn chìm đắm trong khúc nhạc, không thể tự thoát ra được. Hạ Tường cười nói, sắc trời không còn sớm nữa rồi, nên đi ăn cơm thôi. Mai Thái Bình mới giật mình như mộng mới tỉnh. Đến giờ ăn cơm rồi sao? Được, được, đi, đi Kinh Tiên Cư. Lưu Nhất Lâm hiểu ý mà mỉm cười. Trưởng ban Mai quả nhiên là cao nhân, không ngờ biết cả Kinh Tiên Cư của thành phố Lang. Sau khi tôi đến thành phố Lang nửa năm, mới lần đầu tiên nghe người ta nói đến Kinh Tiên Cư. Dân dĩ thực phi thiên, tôi tuy xuất thân từ Mai gia, nhưng có trái tim của người dân bình thường, cho nên đối với việc ăn rất có tìm tòi học hỏi. Mai Thái Bình bật cười ha hả, trước một bước đi ra khỏi phòng, khi đi ra bên ngoài lên xe, bỗng nhiên nói với Lưu Nhất Lâm một câu. Nhất Lâm, tôi phải nhắc nhở cô một câu, ở trước mặt Hạ Tưởng chơi trò khôn vặt, cẩn thận gieo gió gặt bão. Tôi đã quen biết Hạ Tưởng thời gian không ngắn, đã phát hiện, cậu ta chưa từng để người khác cảm nhận được mình là người thông minh, nhưng khi vào một ngày cô nhận thức được sự thông minh của cậu ta, rất không may, cô có thể đã phải chịu thiệt hại lớn rồi. Lưu Nhất Lâm lập tức đỏ mặt, mang chút ngượng ngùng mà nhìn Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng ha hả cười, không tiếp lời của Mai Thái Bình, mà mở cửa xe. Mời cô. Kinh Tiên Cư nằm ở phía tây thành phố Lang, là một quán rượu tạo hình độc đáo, phong cách khác hẳn. Thoạt nhìn, Kinh Tiên Cư rất có hương vị nhà trọ cổ đại, từ xa nhìn lại, còn cho rằng phim truyền hình nào đó đang bố cảnh. Đến gần mà nhìn, người đến người đi rất náo nhiệt. Là một quán rượu đắt tiền nhất thành phố Lang, có thể có một gian phòng lịch sự ở Kinh Tiên Cư mà ăn cơm, không chỉ là một loại vinh quang, mà hơn nữa còn là hình tượng của bản thân. Mai Thái Bình đứng trước cửa Kinh Tiên Cư, nhìn thấy mấy chữ lớn như rồng bay phượng múa, rồi nhìn chữ ký để trên bức vẽ, ha hả cười. Bút tích của danh gia thủ đô, quả nhiên khí độ bất phàm. Chữ của lão phó, người thường cầu không được, Kinh Tiên Cư. Không đơn giản. Hạ Tưởng nghĩ đến điều gì, hỏi Lưu Nhất Lâm. Kinh Tiên Cư cũng là sản nghiệp của Nga Ni Trần. Lưu Nhất Lâm gật đầu cười. Trên cơ bản một số quán rượu hoặc khách sạn đắt giá một chút của thành phố Lang, đều có bóng dáng của ông ta. Hạ Tưởng thầm gật đầu, Nga Ni Trần này, liên quan đến xấu xa mà lại sạch sẽ, vừa có con mắt thương nghiệp rất khôn khéo, lại có một nhóm thuộc hạ trung thành và tận tâm, hơn nữa bối cảnh phức tạp, mánh khóe thông thiên, thật đúng là một người rất khó đối phó. Tuy Hạ Tưởng cũng không cho rằng giữa hắn và Nga Ni Trần nhất định sẽ trở thành đối thủ, nhưng vẫn theo bản năng mà cảm giác, giữa hắn và Nga Ni Trần, e là thật sự sẽ có một ngày xung đột lợi ích. Lưu Nhất Lâm tốt xấu cũng là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, Kinh Tiên Cư cũng có một chỗ dành cho cô. Đến một gian phòng yên tĩnh trên lầu 2, Hạ Tưởng chú ý đến chỗ cửa vào của gian phòng, có một con số 8 không lớn không nhỏ được viết bằng bút long mờ, không khỏi mở miệng hỏi. Căn phòng số 8, là có ý gì? Lưu Nhất Lâm lắc đầu cười. Nói ra không sợ phó thị trưởng Hạ chê cười, trong cảm nhận của Nga Ni Trần, những người của thành ủy thành phố Yến, ông ta đều dựa theo phân lượng nặng nhẹ đối với ông ta mà đánh số, mỗi người đều để lại gian phòng ở Kinh Tiên Cư, ý nghĩa của số 8, là nói, cái chức trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy của tôi trong mắt ông ta, chỉ là vị trí xếp số 8. Đúng rồi, phó thị trưởng tiền nhiệm, ông ta cũng có xếp hạng.
Chương 777, xếp hạng, trước đài sau đài. Ủy viên thường vụ thành phố Lang tính cả Hạ Tưởng trong đó, tất cả có 13 ủy viên thường vụ, trưởng ban tổ chức chức cao quyền lớn, xếp hạng trong thành ủy gần như đứng đầu, lại bị Nga Ni Trần xếp xuống vị trí số 8, trên cơ bản xem như là thấp rồi, có thể thấy trong cảm nhận của Nga Ni Trần, Lưu Nhất Lâm cũng không có tác dụng gì lớn. Lưu Nhất Lâm lại không vì sự coi nhẹ của Nga Ni Trần mà tỏ ra bất mãn, thần sắc vẫn mang vẻ thản nhiên. Cô mặc kệ là lời nói và việc làm hay là cử chỉ, đều có một dáng vẻ dịu dàng tươi đẹp, nhẹ nhàng mà chậm rãi, mềm mại mà thong thả, dường như là sự siêu nhiên vạn sự không nghĩ ngợi. Kỳ thực Hạ Tưởng cũng biết, cái bề ngoài siêu nhiên của Lưu Nhất Lâm, có một tinh thần vươn lên không chịu đứng sau người khác. Từ việc cô cố ý giữ khoảng cách nhất định với Mai Thái Bình, nhưng từ tất cả những sự hiểu ý chiều theo Mai Thái Bình rất cẩn thận mà dễ dàng nhìn ra, Lưu Nhất Lâm, vừa là người có trí, lại có lòng tự tôn. Cũng không biết phó thị trưởng thường vụ tiền nhiệm, trong kinh thiên cư của Nga Ni Trần, sẽ xếp thứ mấy? Hạ Tưởng có chút hứng thú mà hỏi. Anh tuyệt đối đoán không ra. Lưu Nhất Lâm khẽ cười, không trực tiếp trả lời vấn đề của Hạ Tưởng, mà gọi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Phó thị trưởng thường trực Thụy Căn tiền nhiệm, bởi vì đến tuổi về hưu, Hạ Tưởng mới được tiếp nhận chức vụ. Bởi vì thuận lợi về hưu, cũng không phải điều đi hoặc là lên chức, Hạ Tưởng cũng không quá để ý đến lai lịch của Thụy Căn. Là đoán không ra, theo quyền hạn của phó thị trưởng thường vụ, ở kinh thiên cư của Nga Ni Trần, hẳn sẽ không xếp lên phía trước, phỏng chừng cũng là từ số 8 trở xuống. Hạ Tưởng thuận miệng nói. Ha ha, đã nói anh đoán không ra mà. Lưu Nhất Lâm rất vui vẻ mà cười, phụ nữ hơn 30 tuổi đang trong thời kỳ thành thục nhất, bởi vì có nguyên nhân bản tính đẹp, cô thuộc vào loại hình càng ngắm càng không biết chán. Nhất là vẻ cười tươi đẹp đáng yêu mà dễ chịu của cô, đập thẳng vào mắt người. Nhìn nhiều rồi, khiến Hạ Tưởng cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Trong quan trường, quan lớn là phụ nữ không nhiều, quan lớn là phụ nữ xinh đẹp càng ít. Vẻ đẹp của Lưu Nhất Lâm thuộc vào loại hình đoan trang tươi đẹp đáng yêu. Có thể ngồi vào vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy ở độ tuổi còn trẻ, cũng không đơn giản, khẳng định là có hậu thuẫn rất mạnh. Rốt cuộc là bao nhiêu? Mai Thái Bình cũng nổi lên sự hứng thú. Thứ nhất, lời nói ra của Lưu Nhất Lâm làm mọi người giật mình. Hạ Tưởng và Mai Thái Bình nhìn nhau, đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt của đối phương. Quả nhiên, chả trách muốn để Hạ Tưởng tiếp nhận chức vụ phó thị trưởng thường vụ, thật đúng là một sự diệu kỳ. Đúng vậy, đối với người khác mà nói là diệu kỳ, còn với Hạ Tưởng mà nói, hắn chính là một quân cờ quan trọng, kỳ thực giữa hắn và Nga Ni Trần, bởi vì sự xung đột lần trước, đã so một chiêu gián tiếp rồi. Cho đến lúc này, bởi vì vấn đề xếp hạng ở kinh thiên cư, Hạ Tưởng mới nhận thức ra, hắn đã sơ sót một khâu rất quan trọng, chính là cách đối nhân cử thế của Thụy Căn. Trở về nhất định phải tìm hiểu kỹ một chút về con người Thụy Căn này. Từ đó có thể sẽ càng tiện hơn cho việc tìm hiểu từ mặt bên về con người và công việc của Nga Ni Trần. Thời gian ăn cơm không dài, cũng trong khoảng một tiếng đồng hồ. Không thể không nói, trình độ đồ ăn của kinh thiên cư quả thực không tồi, so với một nhà hàng ở thành phố Yến trước nay luôn nổi danh thích ăn chơi, cũng không thua kém gì. Sau bữa cơm, mấy người xuống lầu, khi đi qua cầu thang, Hạ Tưởng phát hiện khác thường. Chuyện lạ, từ bên ngoài nhìn kinh thiên cư chỉ có 2 tầng. Ở đây lại có cầu thang thông lên tầng trên, xem ra có tầng 3. Với xuất thân là một nhân viên thiết kế như hắn, hiển nhiên tường tận sự khéo léo trong từng thiết kế, hắn chỉ kinh ngạc là cách làm việc của Nga Ni Trần so với người khác, thật sự có tâm cơ. Lầu trên là gian phòng của 3 số đầu tiên, căn phòng người tiền nhiệm trước của anh, là căn đầu tiên bên trái, có muốn lên trên xem không? Lưu Nhất Lâm nhếch lông mày, cũng không biết là cố ý kích thích Hạ Tưởng, hay là vô ý mà nói. Dụng tâm của Lưu Nhất Lâm Hạ Tưởng lười không muốn đoán, hắn lại vẫn muốn lên xem ngọn nguồn, liền hô tay. Xin chờ tôi một lát, tôi đi rồi quay lại. Mai Thái Bình cũng hô tay. Tôi và Lưu Nhất Lâm đợi cậu ở dưới lầu. Hạ Tưởng đã lên trên lầu, phát hiện diện tích của tầng trên này không nhỏ, chỉ có điều bố cục rất khác. Nhìn về phía tay trái, bên trong cùng có một căn phòng không đập vào mắt, đi lại gần mà nhìn, quả nhiên bên dưới viết con số 1, rất to. Tuy nhiên điều khiến Hạ Tưởng lấy làm lạ đó là, trong phòng không ngờ lại có người. Sau khi Thụy Căn lui về, lẽ nào gian phòng số 1 còn riêng biệt vì ông ta mà lưu lại?
Trong quan trường xưa nay người đi trà lạnh, chẳng lẽ Nga Ni Trần và Thụy Căn là bạn tâm phúc? Tuy nhiên lập tức nghe thấy, bên trong vọng ra lại là tiếng cười của nữ giới, hơn nữa nghe giọng còn là hai người, Hạ Tưởng lắc đầu cười, nhìn lén là vô lễ, vẫn là không nên nhìn thêm, đỡ phải nhiều chuyện. Xoay người định đi, không ngờ người bên trong lại rất cơ trí, nghe được bên ngoài có tiếng động, mở cửa, liền kinh ngạc kêu lên một tiếng. Sao lại là anh? Người mở cửa chính là Trần Mạt, cũng chính là Hoa Nhài Vàng. Hạ Tưởng đoán được cô là chị từ bộ quần áo màu vàng mà cô mặc. Ô, ăn cơm dưới lầu, phụ ý đã đi nhầm đường, đã đi lên đây, xin lỗi, làm phiền rồi. Hạ Tưởng cười xin lỗi, xoay người mà đi. Xin đợi một chút. Hoa Nhài Bạc từ bên trong chạy ra, sự khác nhau so với hai lần gặp trước đó là, cô vẫn mang bộ mặt lạnh như băng, tuy nhiên bởi nguyên do có ánh đèn, chiếu lên gương mặt như hoa của cô, khiến cô có nhiều thêm cảm giác người đẹp lạnh lùng. Không phải người đẹp trên ý nghĩ bình thường, cái lạnh lùng của Hoa Nhài Bạc, vừa không chặn người ta ở ngoài ngàn dặm, vừa không phải kiêu căng chót vót trên cao, mà là một loại lạnh lùng khắc nghiệt, khiến người ta vừa thấy, không dám nảy sinh một chút ý tưởng không an phận. Xin hỏi, anh có phải là phó thị trưởng thường trực mới nhậm chức không? Hoa Nhài Bạc hỏi rất trực tiếp, đôi mắt đẹp không chớp mà nhìn Hạ Tưởng, có hiếu kỳ, có nghi vấn. Hoa Nhài Vàng và Hoa Nhài Bạc đều có vẻ mặt như nhau nhìn Hạ Tưởng, tuy nhiên trong đôi mắt của cô, thì ánh mắt mang sự thăm dò nghiên cứu nhiều hơn. Khi đối diện với một người phụ nữ đẹp, thông thường người ta có lẽ còn có thể bình tĩnh được. Khi đối diện với hai người phụ nữ đẹp, thì sẽ có một chút áp lực nhỏ. Khi đối diện với hai người đẹp giống nhau như đúc, trên cơ bản là ai cũng có chút hồi hộp trong lòng. Thật lòng mà nói, Hạ Tưởng cũng có chú ít, hắn hơi có chút chần chừ, ha hả cười. Ngày mai phó thị trưởng thường trực mới tới nhậm chức, đến lúc đó các cô sẽ biết thôi. Hắn xua xua tay, rồi xoay tay. Tạm biệt. Đi rất dứt khoát, không chút do dự, khiến cho hai bông hoa nhài cả vàng và bạc nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Hoa Nhài Vàng giành trước một bước, giơ hai tay chặn đường đi của Hạ Tưởng. Xin đợi một chút, phó thị trưởng Hạ. Hạ. Bởi vì nguyên nhân ở trong phòng, cô mặc chiếc áo lông bó sát người, khi duỗi hai cánh tay ra, hai chỗ cao vút trước ngực, ngạo nghễ mà đứng. Hơn nữa cô đi rất vội, cách Hạ Tưởng chỉ trong gang tấc, may mà Hạ Tưởng kịp thời lùi về sau, nếu không chút nữa thì lao vào lòng cô ta. Hoa Nhài Vàng chú ý tới Hạ Tưởng vì phòng ngừa lao vào lòng của cô, cứng nhắc mà dừng bước chân, không khỏi khóe miệng cong lên, nháy mắt với Hoa Nhài Bạc. Cũng không biết giữa hai người có bí mật gì, dù sao Hoa Nhài Bạc không phục mà trừng mắt với Hoa Nhài Vàng một cái, xoay người đi vào phòng, không ra nữa. Phó thị trưởng Hạ, chuyện hôm nay thật rất xin lỗi, là bọn họ không biết thu xếp, đã đụng chạm đến anh, tôi xin nhận lỗi với anh. Vừa rồi tôi và em gái đang thu dọn phòng, đích thân nâng cấp căn phòng để anh sử dụng, xem như là thành ý nho nhỏ. Thành ý nho nhỏ, Hạ Tưởng rất giật mình, còn chưa nhậm chức, thì đã có người chuẩn bị cho hắn căn phòng hạng A1, chính là một món quà lớn, là hậu lễ đủ để hắn ghê rợn hãi hùng. Hạng A1, đối với cảnh ngộ trước mắt của hắn mà nói, cũng không phải là gian phòng lịch sự gì, mà là phòng giam. Cho dù bên trong bố trí có xa hoa có thoải mái, hắn cũng không dám bước chân ung dung mà đi vào. Nga Ni Trần dám trân trọng cất nhắc hắn, dám tặng hắn. Hắn lại không dám nhận củ khoai lang nóng bỏng tay. Không nói hành động này có phải là ý thăm dò của Nga Ni Trần hay không, ngay đến nhóm người của ủy viên thường vụ thành phố Lang còn chưa gặp mặt, Ngã Văn Thành và Cổ Hướng Quốc đối đãi với Nga Ni Trần là thái độ gì, hắn vẫn chưa biết một chút gì, còn có giữa hai người và Nga Ni Trần có quan hệ gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nói thật, càng không rõ hành động này của Nga Ni Trần có phải là sự mớm ý của bản thân với ai hay không. Vừa có mỹ sắc, lại có thịnh tình chiêu đãi, còn có một phần hậu lễ và danh vọng, Nga Ni Trần quả nhiên có một bộ đôi. Hai cô con gái của gã nếu đảm đương là người lính đứng hàng đầu lao vào trận chiến của gã, khẳng định sẽ đâu đâu cũng thuận lợi, bất kể là người đàn ông nào ở trước mặt Hoa Nhài Vàng và bạc, đều không có lực kháng cự. Hai chị em chỉ cần một ám thị, một ánh mắt, tuyệt đối có vô số đàn ông sẽ bại trận. Lực sát thương quá kinh người. Cảm ơn thịnh tình hậu ý. Tôi vừa mới đến thành phố Lang, đến nơi ở còn chưa đâu vào đâu, chỗ ăn, cứ chờ thêm rồi hãy nói. Sự cự tuyệt của Hạ Tưởng rất có ý tứ. Hoa Nhài Vàng ánh mắt đung đưa, rồi nói.
Mỗi một lãnh đạo thành ủy ở khách sạn Khải Tát đều có phòng, anh cũng có, số phòng của anh là. Cô nghiêng đầu nghĩ, đôi mắt vừa to vừa sáng, lóe lên thứ hào quang mê hồn người, đừng nói, bộ dáng của cô vừa xinh đẹp lại yêu kiều, có sự trong sáng thuần khiết của thiếu nữ lại có tình ý thành thục, quả nhiên là của ngon vật lạ. Đúng rồi, là phòng 8527. Hạ Tưởng thầm lắc đầu, bài tập của Nga Ni Trần làm rất đầy đủ, 8527 không phải là một số phòng bình thường, ngày 27 tháng 5 là sinh nhật của hắn, thật là cẩn thận hết mức rồi. Nếu đã đến thành phố Lang rồi, chuyện ăn ở sao còn để anh phải bận tâm? Hơn nữa lão tặc vô ý đã đụng chúng anh, cùng cần phải biểu lộ một chút xin lỗi với anh, nếu không, hiện rõ người thành phố Lang chúng tôi không nhiệt tình hiếu khách rồi. Phó thị trưởng Hạ, anh không được cự tuyệt tôi, nếu không, ba sẽ mắng tôi đấy. Hoa Nhài Vàng cong đôi môi nhỏ, vẻ mặt tủi thân, lệ rưng rưng ở khóe mắt, trông như bộ dạng sắp khóc vậy. Nhập vai rất nhanh, biểu diễn rất xuất sắc, không phải người bình thường, Hạ Tưởng bước đầu đã cho Hoa Nhài Vàng một kết luận, sau đó lại cười nói. Không sao, ba cô thông tình đạt lý, sẽ không mắng cô đâu. Nếu như ông ấy không hài lòng với cô, để ông ấy trực tiếp đến tìm tôi sẽ giải thích cho ông ấy. Nói xong, Hạ Tưởng cũng không cho Hoa Nhài Vàng thêm cơ hội để biểu diễn, xoay người đi xuống lầu, không thèm quay đầu lại. Hoa Nhài Vàng cắn môi, nhìn bóng dáng Hạ Tưởng rời đi, đôi mắt lộ ra ánh mắt phức tạp và tức giận. Khi Hạ Tưởng và Mai Thái Bình, Lưu Nhất Lâm đi ra khỏi cửa Kinh Tiên Cư, trong phòng hạng A1 ở phía sau, Hoa Nhài Vàng và Hoa Nhài Bạc phân nhau đứng ở hai bên của một người, ánh mắt nhìn theo mấy người Hạ Tưởng rời đi. Người này bộ dạng cao lớn mạnh mẽ, nhưng mặt mày lại trắng nõn, tuy tuổi hơn 50, nhưng bảo dưỡng rất tốt, vừa nhìn chỉ khoảng tầm 40. Nếu chỉ nhìn mặt mũi, gã lại có tướng tốt, mũi thẳng miệng vuông, tướng mạo đường đường, chả trách có thể sinh ra hai cô con gái tuyệt sắc. Nhưng chỉ có đôi mắt lại mang đến cho người ta cảm giác u tối lạnh lùng một chút, nếu như đôi mắt của gã dịu hiền và nhẹ nhàng thêm một chút, bất kỳ người nào lần đầu tiên gặp gã, khẳng định sẽ có thiện cảm với gã. Không thể không nói, nếu lùi lại 20 năm trước, gã tuyệt đối là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú. 3. Hạ Tưởng không ngoài dự kiến, đã cự tuyệt ý tốt của chúng ta. Hoa Nhài Vàng chăm chăm nhìn theo bóng dáng của Hạ Tưởng, tựa như từ trên người hắn đã phát hiện ra bí mật gì đó. Đàn ông đều một đức tính, đàn ông không ham tài không háo sắc, ba chưa từng gặp qua. Hạ Tưởng chẳng qua chỉ làm bộ thế thôi, đợi mà xem, anh ta sẽ sớm mắc câu. Hoa Nhài Bạc cũng đang đăm đăm nhìn theo bóng dáng của Hạ Tưởng, tuy nhiên ánh mắt cô không phải đang tìm tòi cái gì, mà là mơ hồ có ý bất bình. Có người mặt phúc hậu tâm đen tối, muốn tiền muốn đàn bà, đều trực tiếp lên tiếng, không một chút đắn đo. Có người để ý danh tiếng, nửa từ chối nửa tiếp cận. Còn có người, cái muốn không phải là tiền và đàn bà, mà là có sự hứng thú lớn hơn. Không cần nói, người ở giữa Hoa Nhài Vàng và Bạc, chính là trưởng ban tổ chức ngầm của thành phố Lang Nga Ni Trần. Tuy nhiên vào lúc gã nói chuyện với con gái, không thấy có một chút nói lắp, hơn nữa nói rất lưu loát, chỉ là hơi chậm một chút. Cái mà cả đời người đàn ông theo đuổi, không phải là tài và sắc, thì còn có thể là gì? Hoa Nhài Vàng hiếu kỳ hỏi, cái bộ dạng trừng mắt to và hơi mở cái miệng nhỏ, tuyệt đối là mê chết người cho dù sự hấp dẫn chí mạng là phải đền mạng. Đặc biệt là đôi môi đáng yêu hơi cong lên, đỏ hồng mà đầy đặn, càng phù hợp với thần thái mang chút khoa trương của cô, đa phần đàn ông đối với gương mặt ma quỷ giống như Lolita của cô không có bất kỳ sức kháng cự nào. Nhất là khi giọng nói gần như trong sáng thuần khiết của cô nêu ra các vấn đề, cả người giống như một bữa tiệc cả màu sắc hương vị đều rất tuyệt vời, khiến người ta phải thèm nhỏ dãi. Nga Ni Trần trước mắt không trả lời nghi vấn của cô, mà âu yếm xoa đầu cô, thở dài một tiếng. Con ơi con, bao nhiêu tuổi rồi? Đừng giả bộ như con nít nữa được không? Con có biết là giọng điệu nói chuyện của con đối với đàn ông hư hỏng bên ngoài có sức sát thương lớn như thế nào không hả? Hoa Nhài Vàng lè lưỡi. Con đâu có cố ý giả vờ, cái bộ dạng này của con, còn có cách gì? Hơn nữa phụ nữ xinh đẹp, không phải hy vọng có nhiều đàn ông thưởng thức sao? Nga Ni Trần lắc đầu, không tiếp tục cùng Hoa Nhài Vàng thảo luận cái đề tài mãi mãi cũng không nói rõ ràng này nữa. Mà trở lại với vấn đề khi nãy. Nói cả đời người đàn ông theo đuổi tài và sắc cũng không sai, nhưng một người đã tới giới cảnh nhất định, khi tài và sắc đạt được dễ như trở bàn tay,
thì sẽ lại có những giới cảnh và sự theo đuổi cao hơn. Hạ Tưởng, không đơn giản, còn chưa đến 30 đã là phó thị trưởng thường vụ. Hoa Nhài Bạc hừ một tiếng. Hừ, ba, trong mắt ba, hình như người nào cũng không đơn giản, nhưng cuối cùng vẫn bị ba đánh bại mà. Nga Ni Trần ha hả cười. Ba có thể có ngày hôm nay, ưu điểm lớn nhất chính là, tôn trọng mỗi người bạn và đối thủ, học hỏi ưu điểm của họ, phóng đại thêm khuyết điểm của họ, cho nên mới luôn luôn không bị bại. Vậy xung đột với Mai Thái Bình vào hôm nay, giải quyết như thế nào ạ? Hoa Nhài Bạc gần như rất quan tâm vấn đề chính trị, phương diện chú ý đến và suy xét khác hẳn với Hoa Nhài Vàng, cô đã sớm thu ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, còn ánh mắt của Hoa Nhài Vàng, vẫn nhìn theo mấy người Hạ Tưởng, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra sự hiếu kỳ và bướng bỉnh. Xung đột gì, ở đâu có xung đột? Nga Ni Trần xua xua tay, ha hả cười. Ngày mai trưởng ban Mai sẽ rời thành phố Lang, còn phó thị trưởng Hạ. Ba đoán cậu ta cũng sẽ rất nhanh mà quên đi là có chuyện xung đột này. Hoa Nhài Bạc gật gật đầu, cảm thấy chỗ nào đó có chút không ổn, nhưng lại không phản bác, mà giơ tay đẩy Hoa Nhài Vàng. Chị, đừng mơ mộng nữa, người đã đi xa rồi, còn nhìn. Hơn nữa, Hạ Tưởng anh ta đã kết hôn rồi. Anh ta kết hôn rồi liên quan gì đến chị nhìn anh ta không liên quan gì đến em, thật là không còn việc gì phải đi quan tâm chuyện người khác. Hoa Nhài Vàng rất không hài lòng mà trừng mắt nhìn Hoa Nhài Bạc một cái. Còn nữa, cho dù anh ta kết hôn rồi thì đã làm sao, thứ chị thích, cho dù người khác đã chiếm trước rồi, thì cũng giành lại thôi. Xem, nói chị mơ mộng chị còn không thừa nhận, cái Hạ Tưởng muốn là con gái của phó chủ tịch tỉnh, chị đâu có thể so được với người ta. Hoa Nhài Bạc dùng tay cạo vào mặt xấu hổ của Hoa Nhài Vàng. Con gái phó chủ tịch tỉnh thì sao? Hừ, vừa không xinh đẹp như hoa, lại không dịu dàng như nước như chị. Ai lấy được chị là phúc lớn như trời của người ấy, bởi vì còn có một cô em vợ xinh đẹp như chị được tặng miễn phí. Hoa Nhài Vàng hì hì cười, rồi cù lách Hoa Nhài Bạc. Hoa Nhài Bạc rất xấu hổ. Đi, xé không nát cái miệng của chị. Ai giống chị vừa thấy đàn ông là thích. Em sẽ không lấy chồng, sẽ ở vậy cả đời với ba. Hai chị em vui cười một trận. Nga Ni Trần nhìn hai cô con gái như hoa như ngọc, giống như hai bông hoa nhài với rất nhiều cái đẹp, phát ra thứ ánh hào quang động lòng người, không khỏi cười mà lắc đầu. Hai cô con gái, là hạnh phúc lớn nhất của gã, cũng là nỗi bận tâm lớn nhất của gã. Người khác có thể đụng vào sản nghiệp của gã, có thể chia lợi ích của gã, nhưng tuyệt đối không thể đụng vào một sợi lông của hai cô con gái của gã. Ai dám đụng vào, gã sẽ khiến người đó phải trả một cái giá rất thảm hại. Đối với Hạ Tưởng, Nga Ni Trần hiếu kỳ hơn cả kính nể, không cho rằng một thanh niên chưa đến 30 tuổi như Hạ Tưởng đến thành phố Lang có thể có triển vọng gì. Cho dù Hạ Tưởng chưa đến 30 tuổi đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở rồi, nhưng gã xem ra cũng bởi vì nguyên nhân là mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng ở thành phố Yến, mà thành phố Yến lại là tỉnh lỵ, cho nên đã có điều kiện tiện lợi. Đến thành phố Lang thì khác. Trời cao hoàng đế xa, phải dựa vào bản lĩnh thực sự rồi. Hơn 11 giờ trưa hôm sau, trụ sở thành ủy thành phố Lang dọn dẹp rất sạch sẽ, bố trí rất trang nghiêm và nghiêm túc cung kính, mở cửa lớn, toàn thể thành viên trong bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố dưới sự dẫn đầu của bí thư thành ủy Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc, cùng với những người phụ trách quan trọng của hội nghị hiệp thương chính trị và hội đồng nhân dân, toàn thể bộ máy đều đến đông đủ, đứng ở cổng đợi Hạ Tưởng đến. Đương nhiên, nếu chỉ là vì nghênh đón Hạ Tưởng, thành ủy thành phố Lang cũng sẽ không lọc nước tạt đường, thậm chí đến cả hoa cỏ ở cổng cũng thay mới, chỉ bởi vì lai lịch của người đến tiễn Hạ Tưởng nhậm chức quá lớn, trưởng ban tổ chức, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Oai Vệ đích thân đến thành phố Lang. Thành phố Lang dù có lớn, dù tự chủ có hậu đài là thủ đô, quy củ trên quan trường cũng cần phải tuân thủ. Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc đứng lên hàng đầu tiên, hai người thỉnh thoảng lại cười nói mấy câu, lại nóng ruột mà nhìn đồng hồ. Thông báo nói, 11 trong không, sẽ đến, bây giờ là 11 giờ 30, rồi, làm sao vẫn chưa thấy bóng người. Lại đợi thêm mười mấy phút, vẫn không thấy bóng người, Ngả Thành Văn đang định hỏi xem rốt cuộc ra sao, thư ký của ông là Trương Nghiêu vội vàng chạy tới, nói vào tai gã mấy câu gì đó, Ngả Thành Văn lập tức biến sắc mặt. Làm sao có thể như thế? Quả thực là quấy rối mà. Chương 778, nhậm chức, mở ra vở kịch lớn. Đối với việc trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đích thân đến thành phố Lang, Ngả Văn Thành và Cổ Hướng Quốc mỗi người đều có cách nhìn khác nhau.
Ngả Thành Văn bởi vì nguyên nhân có quan hệ mật thiết với Khâu gia, đối với quan hệ giữa Hạ Tưởng và Mai Thái Bình, sớm đã có nghe qua, cũng biết Mai Thái Bình tuy có chức vụ cao quý là trưởng ban tổ chức cán bộ, nhưng làm việc luôn thích bất ngờ, ông ta lần này đích thân đi cùng Hạ Tưởng đến, chưa chắc đã có thâm ý khác, hoặc chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi. Còn Cổ Hướng Quốc lại mang suy nghĩ khác, cho rằng Hạ Tưởng chính là mượn quyền uy của trưởng ban tổ chức cán bộ, cáo mượn oai hùng, cố ý mời Mai Thái Bình trợ trận, đến thành phố Lang phô trương thanh thế, muốn ở trước mặt các cán bộ đảng và chính quyền của thành ủy thành phố Lang, oai phong một lần. Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc trao đổi với nhau một chút về cách nhìn, Cổ Hướng Quốc không tán thành đối với thái độ hời hợt của Ngả Thành Văn, Ngả Thành Văn cũng không tán thành với cách nhìn quá coi trọng vấn đề của Cổ Hướng Quốc. Hai người không đạt được sự thống nhất chung, cũng đã không đi vào thảo luận sâu hơn. Hôm nay đã đợi nửa ngày, không thấy người đến, Cổ Hướng Quốc càng lúc càng thấy bực tức, vừa thấy nét mặt của Ngả Thành Văn liền biết đã xảy ra sự cố bất trắc, vội nói. Xảy ra chuyện gì vậy, Ngả Thành Văn? Ngả Thành Văn vừa nói ra tin tức vừa mới nhận được, Cổ Hướng Quốc lập tức vẻ mặt không vui nói. Quá đáng, một chút quy củ cũng không hiểu, loạn rồi. Hạ Tưởng và Mai Thái Bình kỳ thực đã dậy từ sớm, hắn và Mai Thái Bình đã ở trong khách sạn Đô Thiên nghe nói cũng là sản nghiệp của Nga Ni Trần sau khi ăn sáng xong, hắn và Mai Thái Bình thong dong mà đi bộ trong vườn hoa của khách sạn, tiện thể tập thể dục. Khách sạn cách thành ủy không xa, cũng chỉ 5 phút đi xe, không vội, chủ yếu là muốn đợi sau khi các nhân viên có liên quan của thành phố Yến tới đúng vị trí, rồi theo trình tự cùng nhau đi đến thành ủy thành phố Lang. Hạ Tưởng cũng biết rõ. Tin tức hắn và Mai Thái Bình đến thành phố Lang trước một ngày, tuyệt đối giấu không nổi Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc, tuy nhiên biết thì biết, ai cũng sẽ không mở miệng hỏi, có một số chuyện cho dù trong lòng mọi người biết rõ, nhưng đều sẽ không nói ra, trong quan trường giả bộ không biết cũng là một bản lĩnh cơ bản. Về phần Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc nghĩ như thế nào, hắn cũng không quản được quá nhiều. Riêng việc Mai Thái Bình đích thân đưa hắn đi nhậm chức đã là một sự kiện khiến người ta kinh ngạc rồi. Đến thành phố Lang sớm một ngày, lén lút ở lại, tuy cũng có rất nhiều chỗ khiến người ta nghị luận, Hạ Tưởng cũng biết không có cách gì để ngăn được miệng lưỡi thiên hạ, đơn giản là không cần nghĩ nhiều. Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều vô ích, chỉ bằng thản nhiên đối mặt. Dù sao thành phố Lang trên từ thành ủy, cho tới trưởng ban tổ chức cán bộ ngầm, lại có thêm đây là vị trí nơi giao giới của ba địa phương, bản thân chính là một nơi không thể theo đạo lý thông thường. Những người mà Hạ Tưởng và Mai Thái Bình đợi, là nhân viên đi theo của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, còn có nhân viên tháp tùng của trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, ước chừng còn có 2 chiếc xe chuyên dụng. Vào lúc 8 giờ, thư ký của Mai Thái Bình gọi điện tới nói là chuẩn bị xuất phát, kết quả 8 giờ 30, lại nói là có chút sự cố bất ngờ, cần phải đợi người của trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Kết quả cứ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, đến 9 giờ hơn mới nói là đang tăng tốc. Mai Thái Bình lại không sốt sắng, còn dặn họ là đi chậm chút, buông điện thoại xuống nói với Hạ Tưởng. Cứ để Ngả Thành Văn đợi thêm một lúc, xem như rèn luyện thân thể. Hạ Tưởng không nói gì, Mai Thái Bình có thể bày ra sĩ diện, hắn lại không thể, nhưng lại không tiện nói thêm điều gì, Mai Thái Bình dù sao cũng là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. 11 giờ hơn 20 phút, điện thoại của Hạ Tưởng reo lên, sau khi nhận máy hắn chỉ nghe một lát, liền bất đắc dĩ nói. Nếu đã sắp tới rồi, thì chỉ có thể biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Điện thoại mà Hạ Tưởng nhận được là của Khâu Tự Phong, từ cuộc điện thoại này hắn mới biết tại sao khi lên đường lại chậm trễ không ít thời gian, là bởi vì Khâu Tự Phong bất chợt quyết định, cũng muốn đến thành phố Lang. Khâu Tự Phong đến mang danh nghĩa là việc chung, biết rõ không liên quan đến việc hắn nhậm chức, nhưng sự khéo léo của thời cơ, còn cố ý đi theo đám người của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Mang ý vị vô cùng sâu xa, căn bản là lại ông tôi ở bụi này. Mai Thái Bình nghe được Khâu Tự Phong cũng muốn đến, ngây người sửng sốt, bỗng nhiên cười mắng một câu. Làm sao có thể như thế? Đúng là quấy rối mà. Quấy rối hay không quấy rối cũng không còn cách gì nữa rồi. Đúng 12 giờ, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Yến đi một hàng 3 xe chuyên dụng, chính thức đến thành ủy thành phố Lang. Chiếc đi đầu tiên là xe của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, ở phía sau xe chuyên dụng, là xe chuyên dụng của Mai Thái Bình và Hạ Tưởng. Lúc đầu Hạ Tưởng muốn ngồi trên xe nhân viên đi cùng của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Mai Thái Bình không cho, kết quả đã làm tan giấc mộng khiêm tốn mà nhậm chức của Hạ Tưởng.
Khi Hạ Tưởng và Mai Thái Bình từ trên xe xuống, Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc nhìn nhau, trong lòng hai người có đủ loại mùi vị, lại nhìn thấy trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Yến cũng từ trên xe xuống, sắc mặt Ngả Thành Văn thậm chí còn nổi lên ý cười khổ sở, làm sao có thể như thế. Đúng là quấy rồi mà. Hôm nay đã là lần thứ hai gã bất đắc dĩ mà thốt ra sự cảm thán như vậy. Trong khoảnh khắc Cổ Hướng Quốc nhìn thấy phía trước Hạ Tưởng có Khâu Tự Phong, phía sau có Mai Thái Bình, sắc mặt liền có chút hơi kém đi. Đợi khi ông ta nhìn thấy Hạ Tưởng mang vẻ mặt cười đi đến, thì sắc mặt càng nặng nề, trong ánh mắt hiện lên sự không vui và mất mát mãnh liệt. Tuy nhiên cũng chỉ lóe qua rồi biến mất, sau đó trên mặt lại hiện lên vẻ tươi cười nhiệt tình. Sự nửa tối nửa sáng của Cổ Hướng Quốc, bị Lưu Nhất Lâm ở bên cạnh ông ta thu gọn vào tầm mắt. Sau khi Hạ Tưởng xuống xe, trước tiên chào hỏi một chút với Khâu Tự Phong, Khâu Tự Phong biết nhiều người thì phức tạp, không thể nói nhiều, chỉ gật đầu, rồi dành trước một bước đến trước mặt Ngả Thành Văn, khách sáo mà nói. Bí thư Ngả, thật ngại vì đã làm ông thêm phiền rồi, sớm biết Hạ Tưởng hôm nay đến, tôi sẽ không nhập cuộc rồi. Vẻ tươi cười của Ngả Thành Văn rất nhiệt tình, rất sôi nổi. Hoan nghênh trưởng ban Khâu đến thành phố Lang thị sát công việc. Lời vừa nói ra khỏi miệng mới nhận thức ra là không đúng, nên hoan nghênh trưởng ban Mai trước mới phải, trưởng ban Mai mới là nhân vật chính, được, để Khâu Tự Phong quấy rối, lại loạn mất thứ tự, thật là một sai lầm lớn. Khâu Tự Phong giống như không nhận thức ra thứ tự không đúng, còn nói. Tuy nhiên nếu vừa khéo gặp được lúc Hạ Tưởng nhậm chức mới, tôi và Hạ Tưởng cũng quen biết nhau, sẽ đi cùng cậu ấy. Nói xong, cũng không chờ người khác có đồng ý hay không đồng ý, liền né sang một bên, đợi Mai Thái Bình và Hạ Tưởng tới gần. Mai Thái Bình vô cùng bất mãn với hành động phụ át chính vừa rồi của Khâu Tự Phong, ông biết rõ Khâu Tự Phong không phải là sai sót, càng không phải là không nhận thức được vấn đề trình tự, mà là cố ý xen ngang, là dụng ý gì ông không muốn phí sức để nghĩ. Dù sao là người biết giữa Khâu Tự Phong và Ngả Thành Văn có quan hệ gì như ông thì trong lòng biết rõ, Khâu Tự Phong là khách không mời mà đến. Chỉ có điều lúc này không phải là lúc so đo với Khâu Tự Phong, Mai Thái Bình tiến về phía trước, chủ động giơ tay bắt tay với Ngả Thành Văn. Để bí thư Ngả đợi lâu rồi, trên đường bị kẹt xe. Trưởng ban Mai vất vả rồi. Khuôn mặt Ngả Thành Văn mang đầy ý cười, trong lòng lại vô cùng đau khổ, kẹt xe là chuyện nhỏ. Trong lòng buồn rầu mới là chuyện lớn, một lúc cả trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ của thành phố Yến cùng đến, làm sao tiếp đón vẫn là một vấn đề, hơn nữa trong bộ dạng, trưởng ban tổ chức cán bộ hai cấp không ăn ý với nhau vốn là một trình tự tiếp đón rất bình thường, bây giờ biến thành chẳng ra cái gì cả. Còn không biết rõ rốt cuộc là tình trạng gì, thật đúng là một vở kịch hay. Sau đó, Mai Thái Bình đích thân giới thiệu Hạ Tưởng cho đám người của thành ủy thành phố Lang. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đích thân giới thiệu, là có ý tứ hàm xúc tỉnh ủy phó thác Hạ Tưởng cho thành ủy thành phố Lang. Ngả Thành Văn khẽ chấp tâm tư, lẽ nào lần này Mai Thái Bình đến, không chỉ là cao giọng mang lại sự hùng tráng cho Hạ Tưởng, ngầm trong đó còn mang ý biểu thị sự cảnh cáo của tỉnh ủy đối với thành ủy thành phố Lang. Là muốn nhắc nhở thành ủy thành phố Lang, ánh mắt của thành phố Lang dù có cao, sự bình định và thăng cấp của cán bộ thành phố Lang cũng nằm trong lòng bàn tay của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, hoặc là nói, không ra khỏi phạm trù của thành phố Yến. Khâu Tự Phong đột nhiên đánh tới, cũng khiến Ngả Thành Văn trong lòng không hiểu. Liên hệ giữa gã và Khâu Tự Phong cũng xem như không ít, nhưng hôm nay Khâu Tự Phong đến khi quyết định đến thành phố Lang, trước đó không có thông báo cho gã. Tuy nhiên một phó thị trưởng thường trực nhậm chức, không chỉ có trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đích thân đi cùng, còn có trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy đi theo, Hạ Tưởng, uy phong rất lớn. Lại nghĩ đến tin tức đáng tin cậy mà tối hôm qua nhận được, Hạ Tưởng và Lưu Nhất Lâm bí mật gặp nhau một lần, trong lòng Ngả Thành Văn rất không thoải mái, lại nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú lại rất trẻ của Hạ Tưởng, trực giác cảm thấy dưới vẻ tươi cười khiêm tốn mang chút cung kính của Hạ Tưởng, có sự xảo quyệt không lường được ở trong đó. Cho nên đợi đến khi Hạ Tưởng đến trước mặt gã, khi gã thân thiết mà bắt tay cùng Hạ Tưởng, nhiệt tình mà không thất lễ nói một cậu. Hoan nghênh đồng chí Hạ Tưởng đến thành phố Lang công tác, tin rằng đất trời rộng lớn của thành phố Lang, có sân khấu để cậu thi triển tài năng. Người dân thành phố Lang rất nhiệt tình, bộ máy thành ủy thành phố Lang rất đoàn kết. Hạ Tưởng biết trọng điểm rơi vào câu phía sau cách nói rất đoàn kết có thể có rất nhiều cách giải thích, có thể giải thích là thành phố Lang đoàn kết nhất trí rất nghe lời của tỉnh ủy,
cũng có thể giải thích là thành ủy thành phố Lang nhất trí đối ngoại. Hạ Tường liền cười. Có thể làm việc dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Ngả, là vinh hạnh của tôi. Sau này trong công việc có gì không tốt, xin Bí Thư Ngả góp ý phê bình. Một Ngả Thành Văn năm nay 43 tuổi rất phúc hậu, dáng người không cao, nhưng cân nặng chí ít cũng phải 90 kg, tuy không coi như là hình tượng ngồi không mà hưởng, nhưng cũng xem như là một vị gần như là béo nhất trong tất cả các quan viên mà Hạ Tường gặp qua. Đứng sau Ngả Thành Văn là Cổ Hướng Quốc, Cổ Hướng Quốc 41 tuổi so với Ngả Thành Văn, thậm chí có thể dùng cây ngọc đón gió để hình dung. Cổ Hướng Quốc lộ vẻ còn trẻ, góc cạnh trên khuôn mặt rõ ràng, rất có phong cách của một nam diễn viên nổi tiếng nào đó, nói gã là sát thủ thiếu phụ cũng không quá đáng. Tuy nhiên có lẽ cũng vì duyên cớ nhiều năm làm quan, đôi mắt của ông ta khi nhìn người, thường cố ý mà lại như vô ý híp mắt lại, dường như muốn tập trung ánh mắt để nhìn rõ đối phương, trên thực tế là biểu lộ của hoạt động tâm lý rất kịch liệt. Hạ Tường không học qua khóa tâm lý học, nhưng khi được dịp hắn đi theo Lão Cốc lên lớp, nghe Lão Cốc nói qua một chút về tri thức trên phương diện tâm lý học. Và so sánh với ấn tượng đầu tiên là sự quan liêu và láo cá mà Ngả Thành Văn mang đến cho Hạ Tường, ấn tượng đầu tiên mà Cổ Hướng Quốc mang đến cho Hạ Tường là tâm cơ sâu lắng và tâm tư luôn thay đổi. Cổ Hướng Quốc bắt tay với Hạ Tường, hơi dùng cái giọng điệu trên cao trông xuống mà nói. Hoan nghênh đồng chí Hạ Tường, thành phố Lang cần một cán bộ trẻ tuổi đầy triển vọng như cậu, có cậu đến tăng cường vào bộ máy chính quyền, có thể gánh bớt cho tôi không ít áp lực. Cũng có thể mang lại sức sống hoàn toàn mới cho thành phố Lang. Cậu đã dẫn dắt quận Hạ Mã đi ra con đường rộng thênh thang, đến thành phố Lang, cũng không được không vì thành phố Lang mà tận tâm tận lực đâu nhé. Lời của Cổ Hướng Quốc cũng không có ý mới gì quá lớn, tuy nhiên cái tuổi trẻ đầy triển vọng mà ông ta nhấn mạnh, nghe vào tai Hạ Tường, lại có hàm nghĩa khác. Đúng vậy, nếu hắn không đến thành ủy thành phố Lang, cán bộ cấp giám đốc sở trẻ tuổi nhất là Cổ Hướng Quốc. Sau khi hắn đến, hắn liền thay Cổ Hướng Quốc trở thành cán bộ cấp giám đốc sở trẻ tuổi nhất thành phố Lang, cho dù chỉ là cấp phó giám đốc sở, nhưng chí ít cũng không cách Cổ Hướng Quốc đến một bước xa. Hắn thấp hơn Cổ Hướng Quốc một cấp, lại nhỏ hơn 12 tuổi, dựa theo tốc độ lên chức bình thường, sau 2 năm hắn cũng có thể bước vào cánh cửa giám đốc sở. 2 năm sau hắn mới 31 tuổi, như thế so sánh với nhau, Cổ Hướng Quốc trong lòng có mất mát, cũng đã có thể lý giải rồi. Sau khi theo thứ tự gặp mặt hết các cán bộ phụ trách đảng và chính quyền chủ yếu của thành phố Lang, Mai Thái Bình, Khâu Tự Phong và Hạ Tưởng một hàng, được đón vào trong phòng hội nghị. Sau đó, Mai Thái Bình tuyên bố sự bổ nhiệm của tỉnh ủy. Bổ nhiệm đồng chí Hạ Tưởng là ủy viên thành ủy thành phố Lang, ủy viên thường vụ, đề danh ứng cử viên phó thị trưởng. Năng lực công tác của đồng chí Hạ Tưởng xuất sắc, tố chất chính trị cao, trẻ trung khỏe mạnh, tinh lực tràn trề, quần chúng nhân dân đánh giá cao. Tỉnh ủy cho rằng, đối với quyết định đồng chí Hạ Tưởng đến thành phố Lang công tác, phù hợp với nhu cầu chính trị của thành phố Lang. Trụ sở thành ủy thành phố Lang mới khánh thành không lâu, là sau khi Ngả Thành Văn lên nhậm chức từ trên nền cũ tu sửa xây dựng lại mà thành, nhưng diện tích mở rộng thêm không ít, cũng thêm vào nhiều các thiết bị phương tiện hiện đại hóa, đẹp hơn không ít so với thành ủy thành phố Yến. Thiết bị trong phòng hội nghị cũng rất tiên tiến, còn tốt hơn một chút so với quận Hạ Mã. Quận Hạ Mã là quận mới thành lập, hơn nữa vì chuyển nhượng đất đai, cũng xem như là khá giàu có, nhưng khi đặt mua các thiết bị văn phòng, Hạ Tưởng cũng không xa xỉ như thành ủy thành phố Lang. Thế nhưng Hạ Tưởng là người biết phân biệt hàng tốt xấu, cho dù là gia dụng làm việc, hay là âm hưởng đồng bộ, thậm chí còn có máy chiếu, màn hình tinh thể lỏng, toàn là thương hiệu có tiếng, giá cả xa xỉ, hơn nữa phong cách trang trí cũng rất xa hoa, rõ ràng là cao hơn một bậc so với thành phố Yến. Trong lòng hắn hiểu rõ, thành phố Lang ánh mắt không chỉ nhìn chăm chú vào thủ đô, hơn nữa sự trang hoàng của một căn phòng hội nghị, cũng phải theo sát bước của thủ đô, là chỗ khác nhau thể hiện rõ sự cao hơn trình độ của thành phố Yến. Chỉ e là trong lòng của Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc, chỉ mong sao sau khi vòng kinh tế lớn của thủ đô lên chương trình, thủ đô một lần nữa nhắc lại việc sẽ quy hoạch lại thành phố Lang. Đến lúc đó thành phố Lang nếu có thể như ước muốn mà trở thành một quận mới của thủ đô, không chỉ thành phố Lang có thể đạt được một nguồn lượng lớn đầu tư của thủ đô, hơn nữa là tuyến đầu giao giới của thành phố Yến và thủ đô, có được rất nhiều điều kiện đặc biệt thuận lợi, thành phố Lang sẽ có thể dựa lưng vào cây lớn thủ đô, bay lượn giữa tỉnh Yến và Tân Thành, thuận lợi mọi bề. Đối với hoàn cảnh hiện tại của thành phố Lang,
trong lòng Hạ Tưởng ít nhiều cũng có ý tưởng, đứng trên lập trường của thành phố Lang, sau khi thuộc về thủ đô quản lý, quả thực lợi ích sẽ nhiều hơn rất nhiều so với bây giờ. Hiện tại thành phố Lang trong cảm nhận của tỉnh ủy, có chút xa lánh, luôn lo lắng sẽ có một ngày chống không nổi cái áp lực bị thủ đô rời đi, bởi vậy rất nhiều hạng mục đầu tư trọng đại, đều sẽ không rơi xuống đầu thành phố Lang. Mà thủ đô cũng xuất phát từ sự băn khoăn tương tự, có nhiều hạng mục không tồi mang đến thành phố Lang thì vừa khéo, bao gồm Tân Thành cũng có rất nhiều hạng mục có thể đầu tư vào thành phố Lang, nhưng thủ đô sợ dẫn đến sự bắn ngược của thành phố Yến, mà cứ mãi không dám đầu tư. Tân Thành càng lo lắng định vị của thành phố Lang không rõ ràng, nếu thành phố Lang là thành phố Lang của tỉnh Yến thì còn dễ nói, có ưu thế về mặt lao động giá rẻ và giá cả đất xây dựng, ngộ nhỡ thuộc về thủ đô quản lý, khẳng định đất xây dựng sẽ tăng cao, sức lao động lại dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất để thực thi chính sách của thủ đô, cao hơn rất nhiều so với thành phố Yến, có phải thuộc về thủ đô quy hoạch hay không, thì ý nghĩa phí tổn còn có ưu thế nữa hay không? Nói trắng ra, thành phố Lang tuy một lòng hướng về thủ đô, thế nhưng thủ đô ngoài việc đáp lời trên mặt chính trị ra, sự chiếu cố về mặt kinh tế vẫn thật sự không nhiều. Hơn nữa Tân Thành không dám đầu tư, thành phố Yến lại lựa chọn tính bỏ qua, thành phố Lang tuy vị trí địa lý ưu việt, trên cơ bản lại trở thành vùng không ai quản lý. Chỗ tốt là thành phố Lang thuộc về thủ đô quy hoạch, Hạ Tưởng không muốn đi sâu vào suy nghĩ, hắn rất rõ, vào lúc hắn tái sinh, thành phố Lang vẫn là thành phố Lang của tỉnh Yến. Hơn nữa căn cứ vào tình thế lúc đó mà phán đoán, khả năng thành phố Lang thuộc về thủ đô quản lý càng ngày càng ít. Tuy từ thành phố Lang đến thủ đô cũng đã thông xe giao thông công cộng, toàn bộ dài hơn 80 km, giá vé là 11 tệ, nhưng tác dụng thành phố Lang đã xây dựng lô cốt ở đầu cầu của tỉnh Yến, đề nghị do thủ đô quản lý, thế nào cũng không còn người nhắc đến. Nhưng giai đoạn hiện nay nếu nhập vào thủ đô, chỉ ít có thể khiến giá nhà và đất xây dựng của thành phố Lang tăng giá tại chỗ từ gấp đôi trở lên. Kể từ đó, Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc sẽ có thể dễ như trở bàn tay mà gặt được một khối chiến tích lớn, mức tăng giá tại chỗ của giá nhà và đất xây dựng chỉ ít có thể khiến GDP tăng lên hàng trăm điểm. Đương nhiên còn có chỗ tốt trên mặt chính trị tự không cần phải nói, chẳng qua tỉnh Yến không buông tay thành phố Lang nhất định sẽ không thoát khỏi sự khống chế của tỉnh Yến. Cho nên đã dựa vào ý tưởng hiện thực nhất của Hạ Tưởng là, phát triển của thành phố Lang, hẳn làm đến nơi đến chốn rồi. Về phần tốt hơn như thế nào mà làm đến nơi đến chốn, không mơ ước viển vông thêm, phỏng chừng giữa hắn cùng Ngả Văn Thành và Cổ Hướng Quốc, vẫn sẽ có sự chia rẽ rất lớn. Quá trình của hội nghị không có ưu điểm gì đáng trần thuật, nhưng lại cần thiết dựa theo trình tự mà đi hết các khâu. Sau hội nghị, thành ủy thành phố Lang theo thường lệ cử hành tiệc chào đón. Tiệc mời Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong, cũng xem như tiệc chào đón của Hạ Tưởng. Là phó thị trưởng thường trực, ủy viên thường vụ thành ủy sắp nhậm chức, Hạ Tưởng xếp danh trong thành ủy gần như đứng đầu, hơn nữa cũng xem như là một trong những nhân vật nắm thực quyền trong tay, không được khinh thường. Đương nhiên, thể diện của Mai Thái Bình mới là lớn nhất, là một trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đối với các nhân vật số 1 số 2 của các thành phố có được quyền bình định và sát hạch trực tiếp. Cho dù Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc có tự cao thủ đô có hậu đài, cũng cần thiết cho Mai Thái Bình đủ sĩ diện. Nếu không một khi Mai Thái Bình không vui, muốn đem bọn họ kẹp chết ở thành phố Yến, bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu. Cũng nghe nói Mai Thái Bình cũng có lúc đến cả sĩ diện của bí thư tỉnh ủy cũng không nể mặt chứ đừng nói hai người Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc, rất rõ ràng với thực lực của Mai Thái Bình, cho dù không làm được gì bọn họ, nhưng trong nhiệm kỳ đem bọn họ kẹp chết ở thành phố Yến. Cũng chẳng phải nói nữa. Tiệc chào đón náo nhiệt mà sôi nổi, đạt được sự mong chờ của tất cả mọi người. Trong quan trường vốn là anh nói tôi vài câu tôi nói anh vài câu, mọi người đều vui vẻ, những chuyện trên trường giao tế, ai cũng sẽ đi làm thấp sĩ diện của người khác. Anh nể mặt người khác mới nể mặt anh. Tuy nhiên sĩ diện của Hạ Tưởng trong bữa tiệc lớn nhất, không ít người đều thay phiên kính rượu với Hạ Tưởng, dù sao cũng là ủy viên thường vụ thành ủy. Nhân vật số 2 của bộ máy chính quyền, quyền lớn trong tay, làm quen trước cũng là chuyện tốt. Hơn nữa có thể kinh động đến người đi cùng của trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nếu nói hắn không có lai lịch, không có hậu đài, đánh chết cũng không có ai tin. Tuy nhiên cũng không ít người kinh ngạc với sự trẻ tuổi của Hạ Tưởng, rõ ràng là đến cả một anh chàng đến dâu còn chưa mọc, làm sao đã có thể là phó thị trưởng thường trực. Rất nhiều ủy viên thường vụ lăn lộn cả đời mới tới được phó giám đốc sở, so sánh với Hạ Tưởng độ tuổi còn chưa đến 30,
mới biết hóa ra bản thân trước đây thật đã sống uổng phí rồi. Buổi chiều, sau khi Mai Thái Bình và Ngả Thành Văn đã tiến hành cuộc đàm thoại chiếu lệ, đã rời khỏi thành phố Lang. Lúc gần đi, Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc cùng với các ủy viên thường vụ của thành phố Lang, toàn bộ ra tiễn chân. Ban đầu cho rằng xem như mọi chuyện đã thuận lợi mà hoàn thành, không ngờ khi tiễn chân, lại xuất hiện một điều bất trắc nhỏ. Chương 779, hội nghị, đều có dụng ý. Ngả Thành Văn nắm chặt tay Mai Thái Bình, trịnh trọng cam đoan. Xin trưởng ban Mai và tỉnh ủy yên tâm, công tác của Hội đồng Nhân dân thành phố Lang, tôi nhất định sẽ làm tốt. Cuộc đàm thoại chiếu lệ của Mai Thái Bình và Ngả Thành Văn, chính là đại biểu cho tổ chức nói với Ngả Thành Văn, làm tốt công tác Hội đồng Nhân dân, không được xuất hiện vấn đề trên phương diện tuyển cử, nếu không tỉnh ủy sẽ rất khó chịu. Nếu xuất hiện chuyện hạ tưởng rất tuyển, tỉnh ủy một khi bị động, một số người ở thành phố Lang sẽ gặp xui xẻo. Ngả Thành Văn đứng mũi chịu sào sẽ phải trả cái giá chịu trách nhiệm chính trị nhất định, bởi vì gã kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Thái độ của Ngả Thành Văn coi như thành khẩn, vốn cho rằng sẽ có được sự tán thưởng của Mai Thái Bình, không ngờ Mai Thái Bình chỉ hơi gật đầu, dường như lại là bộ dáng không hài lòng, đã khiến trong lòng gã khẽ động, sao chứ, đối với thành ủy thành phố Lang hoặc là nói đối với gã, còn không hài lòng. Mai Thái Bình vỗ vỗ vào vai Ngả Thành Văn, ánh mắt lại nhìn vào tất cả những người của thành ủy thành phố Lang tiễn chân ông, sang sảng mà nói. Thành phố Lang cách Kinh Tân rất gần, là chuyện tốt, cũng là không tốt. Tốt là, có thể mượn ưu thế của Kinh Tân, phát triển kinh tế của thành phố Lang. Không tốt là, dễ khiến cho lòng người mây trôi, không yên lòng làm tốt công tác. Ở xí nghiệp, có một loại người xấu xa nhất, chính là ăn quả táo rào cây sung. Trong thể chế, cũng có một loại người rất không nhận được sự yêu mến của lãnh đạo cấp trên, đó là đứng núi này trông núi nọ. Tôi kiến nghị mọi người chăm chỉ làm việc, làm tốt công tác của mình, tin tưởng tôi, tuy tỉnh Yến cách mọi người xa hơn so với thủ đô, nhưng tỉnh ủy vẫn rất hiểu biết nhất cử nhất động của mọi người, ban tổ chức càng hiểu rõ năng lực và thái độ làm việc của từng cá nhân các anh. Mai Thái Bình đã đi rồi, nhưng lời của ông lại như chiếc búa tạ, cứng nhắc mà nện vào trong tim của mỗi người. Đều vật lộn trong quan trường với khoảng thời gian không ngắn, ai không rõ ý tứ uy hiếp trong lời nói của Mai Thái Bình chứ? Rất thẳng thừng mà nói với mọi người, đừng cho rằng cách thủ đô gần có hậu đài ở thủ đô thì có thể làm được gì đó. Sự bình định và lên chức của các anh, còn nằm trong tay của tỉnh ủy, chạy không thoát. Quả nhiên là một trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy rất có cá tính, tuy nhiên người ta có vốn liếng có sức lực nói lời thô tục, cũng quả thực là cái mũ của mọi người đều nằm trong tay ban tổ chức cán bộ. Cho dù ban tổ chức cán bộ không thể tùy tiện lấy đi, nhưng muốn nhuộm thành màu đen hay màu đỏ, cũng không phải là một chuyện khó. Mai Thái Bình đã đi rồi, Khâu Tự Phong lại chưa đi, hơn nữa Khâu Tự Phong cũng làm ra một việc khiến mọi người trong thành ủy thành phố Lang phải giật mình. Hạ Tưởng từ khi từ quận Hạ Mã đến thành phố Lang nhậm chức, không mang theo thư ký đến, để Triều Vĩ Cương ở lại quận Hạ Mã, qua sự đề cử của hắn, Triều Vĩ Cương đảm nhiệm thư ký của Giang Thiên. Dựa theo quy định, cán bộ đảng và chính quyền cấp phó giám đốc sở không nên bố trí thư ký, nhưng tình thế lại là, rất nhiều lãnh đạo cấp phó huyện thậm chí đều đã có thư ký, Hạ Tưởng thân là ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực, bên cạnh không có thư ký cũng thật khó nói. Nhưng nếu không mang thư ký đến, thì sẽ do thành ủy thành phố Lang chỉ định rồi. Trên vấn đề sắp xếp thư ký của Hạ Tưởng, Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc không giành được sự nhận thức chung. Hai người đều có ứng cử viên thích hợp, cụ thể đưa ai lên để Hạ Tưởng chọn lựa, vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Không ngờ, Mai Thái Bình vừa đi, Khâu Tự Phong liền rất lỗi thời mà đề xuất một câu. Việc sắp xếp thư ký của đồng chí Hạ Tưởng, bí thư Ngả đã xác định hay chưa? Ngả Thành Văn khi từ cục trưởng thăng lên cấp phó giám đốc sở, quả thực là bởi vì có Khâu gia tác động, mới thuận lợi vượt qua lần lên chức quan trọng nhất, bởi vậy, trong lòng gã luôn cảm kích với Khâu gia. Cục trưởng đến phó giám đốc sở, là một cửa mà có đến 60% cán bộ cấp cục đều bị kẹp chết, nhưng gã vẫn thuận lợi có kinh hãi mà không có nguy hiểm để thăng tiến, hoàn toàn là sự cất nhắc của Khâu gia. Nhưng cũng không chứng tỏ gã nhất định mọi việc đều nghe theo chỉ thị của Khâu gia. Khâu Tự Phong tuy cũng là cấp giám đốc sở, ngang cấp với gã, có thể dùng khẩu khí thương lượng để nói chuyện với gã, nhưng không thể dùng ngữ khí chỉ thị, còn một điểm. Khâu Tự Phong là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy của thành phố Yến, đâu quản được đến thành phố Lang, gã dựa vào gì mà nhúng tay vào chuyện nội bộ của thành phố Lang.
thư ký của Hạ Tưởng gã cũng hỏi đến, có phải là quản rộng quá rồi không? Trong lòng Ngả Thành Văn rất không thoải mái, lại không tiện biểu lộ ra, trước mặt mọi người, ít nhiều cũng phải cho Khâu Tự Phong chút thể diện, chỉ đành miễn cưỡng cười. Ồ, đã đưa ra vài ứng cử viên rồi, chờ phó thị trưởng Hạ lựa chọn nữa thôi. Cổ Hướng Quốc vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Khâu Tự Phong một cái, thầm nghĩ Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong đều tận hết sức mà cất nhắc Hạ Tưởng, thật đúng là bất bình thường rồi, Hạ Tưởng có bản lĩnh gì, hoặc là nói có hậu đài gì đáng để cả Mai gia và Khâu gia đều thèm muốn hắn đến thế. Tuy nhiên Cổ Hướng Quốc cũng đã nghĩ nhiều rồi, Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong bên ngoài đều cất nhắc Hạ Tưởng, trên thực tế có dụng tâm khác cũng nên, đã cất nhắc qua rồi, sẽ tóm giết thôi. Trong nhóm người của thành phố Lang có cùng ý tưởng với Cổ Hướng Quốc, cũng có không ít người đối với việc Hạ Tưởng gióng trống khua chiêng mà thăng chức, vô cùng bất mãn, đồng thời cũng không xem trọng triển vọng của Hạ Tưởng ở thành phố Lang. Người làm việc cụ thể khiêm tốn ở hoàn cảnh phức tạp của thành phố Lang, còn không nhất định có thể tự lo cho mình, một người thích công khai làm quá ở thành phố Lang nửa phần cũng không có kết cục tốt. Sự bảo thủ và quy củ của thành phố Lang không như thành phố Yến, thành phố Lang có quy củ của thành phố Lang, có quy củ ở mặt ngoài, vẫn là quy củ ở sau lưng. Không chỉ cần duy trì quan hệ phục tùng ở mặt ngoài với tỉnh ủy, còn phải duy trì một loại quan hệ đầu mày cuối mắt với thủ đô, lại phải thích hợp mà quăng ánh mắt điệu đàng với Tân Thành, xem có thể đổi lấy một ít đầu tư hay không. Mấu chốt còn có, thành phố Lang không chỉ có một Nga Ni Trần, mà còn có một Vương Sắc Phi. Nga Ni Trần trắng đen cấu kết với nhau tự không cần phải nói, ở thành phố Lang cũng có năng lực hô mưa gọi gió. Mà Vương Sắc Phi một mặt là đóa hoa giao tiếp có tiếng của thành phố Lang, kỳ thực đâu chỉ nổi danh ở thành phố Lang, nghe nói ở hai vùng Kinh Tân, danh tiếng của Vương Sắc Phi cũng rất lớn, dường như đã đến bước nhân sĩ trong giới không ai không biết. Hơn nữa tin đồn liên quan đến Vương Sắc Phi cũng rất nhiều, cũng có người nói cô là tình nhân của một cán bộ lớn nào đó, kẻ nịnh hót phi thường. Thành phố Lang đã không thể đơn giản mà dùng sức ảnh hưởng của chính trị để tạo ảnh hưởng. Cũng không thể lấy lợi ích kinh tế để phân chia phe phái, phức tạp đến mức độ khiến người ta như đi trên băng mỏng. Rất nhiều người trong thành ủy thành phố Lang, chuyện lớn giao cho bí thư và thị trưởng quyết định, việc vừa trưng cầu một chút ý kiến của Nga Ni Trần, việc nhỏ bản thân mới có thể tự định đoạt. Cho nên rất nhiều người đều có tâm tư như nhau, leo càng cao, ngã càng đau, liền xem Hạ Tưởng khi nào mặt mày ủ ê, sau khi ở thành phố Lang ngã vài keo, mới tỉnh táo. Rốt cuộc vẫn còn trẻ, nghe nói còn chưa từng ra khỏi thành phố Yến. Cũng khó trách, tương đương với một bông hoa lớn lên trong nhà kính, làm sao chống lại gió táp mưa xa. Đáng tiếc rồi, nếu đi thủ đô nấu thêm 2 năm kinh nghiệm, cho dù đi thành phố Ngưu hoặc là thành phố biết nghe lời khác, chỉ làm một phó thị trưởng bình thường, cũng tốt hơn đến thành phố Lang làm phó thị trưởng thường trực. Thành phố Lang, không phải là nơi tạo ra chính tích, càng không phải là nơi sống cho qua ngày đoạn tháng, Hạ Tưởng. Muốn mạ vàng là không sai, nhưng lại đến nhầm chỗ rồi. Hạ Tưởng cũng không hiểu rõ tất cả mọi người đều không xem trọng triển vọng của hắn ở thành phố Lang, sức chú ý của hắn đã bị vấn đề của Khâu Tự Phong kéo chặt lấy, Khâu Tự Phong bất thình lình hỏi vấn đề thư ký của hắn, liền khiến hắn trong lòng có tính toán, mấy gia tộc lớn ai cũng không chịu buông tha sức ảnh hưởng đối với thành phố Lang, dù sao thành phố Lang cách thủ đô quá gần. Nếu nói Mai Thái Bình muốn đưa hắn đến thành phố Lang, và giới thiệu Lưu Nhất Lâm làm quen với hắn với thân phận là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy của Mai Thái Bình thì vẫn coi như là thông qua được. Khâu Tự Phong lấy thân phận trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, lại chưa qua sự đồng ý của hắn đã trực tiếp đề cập đến vấn đề thư ký của hắn, bình tĩnh mà xem xét, trong lòng Hạ Tưởng quả thực có chút không thoải mái. Khâu Tự Phong hơi có chút nóng vội, cho dù là tình hình của thành phố Lang đặc thù, gã cũng nên chào hỏi hắn trước mới phải. Khâu Tự Phong lại không chú ý đến thần sắc của Hạ Tưởng, gã cũng không nghe ra ý lấy lệ trong lời nói của Ngả Thành Văn, còn cười nói. Tôi có một ứng cử viên, muốn đề cử với bí thư Ngả một chút, với sự hiểu biết của tôi đối với Hạ Tưởng, ứng cử viên mà tôi đề cử hẳn là thích hợp làm thư ký của cậu ta nhất. Ngả Thành Văn trong lòng không vui, tuy nhiên vẫn giả bộ hiếu kỳ mà hỏi. Là ai? Nói nghe xem. Lý Tài Nguyên. Khâu Tự Phong tung ra một ứng cử viên của gã, còn rất có hứng thú mà nhìn Cổ Hướng Quốc một cái. Cổ Hướng Quốc giật mình, sao lại là Lý Tài Nguyên? Khâu Tự Phong làm sao lại biết Lý Tài Nguyên? Lý Tài Nguyên là một thư ký trong phòng thư ký thành ủy, cấp bậc là phó phòng.
Năm ngoái khi chuẩn bị lên trưởng phòng thì bị người ta tố cáo có vấn đề tác phong, sau đó có một người phụ nữ mang con đến làm ầm ĩ ở thành ủy, tuy Lý Tài Nguyên không thừa nhận, nhưng vẫn làm ầm đến mức dư luận xôn xao, chuyện lên trưởng phòng hiển nhiên đã không giải quyết được gì. Hơn nữa gã vốn là thư ký của phó thị trưởng, qua chuyện này, phó thị trưởng cũng sợ ảnh hưởng không tốt, nên đã thay gã. Bây giờ tuy Lý Tài Nguyên hàng ngày vẫn đến thành ủy làm việc, nhưng trên cơ bản giống như đã trở thành người tàng hình, không ai để ý đến gã, càng không có lãnh đạo nào dùng gã khởi thảo văn kiện, gã ngày nào cũng không có việc gì làm, chỉ là sống cho qua ngày đoạn tháng. Đối với một nhân vật căn bản không có ai để ý tới như vậy, Khâu Tự Phong làm sao có thể đề nghị để gã đảm nhiệm thư ký của Hạ Tưởng được. Đầu óc ông ta có vấn đề sao? Đầu óc của Khâu Tự Phong đương nhiên không có vấn đề, vẫn híp mắt cười, nhìn Ngả Thành Văn, đợi gã trả lời. Ngả Thành Văn suy nghĩ, cũng nghĩ không ra đề nghị của Khâu Tự Phong rốt cuộc có dụng ý gì. Là cố ý nói kháy Hạ Tưởng, hay là thật sự không có việc gì làm nên cố ý gây phiền. Đương nhiên hai điều trước đều không phải là ý định ban đầu của Khâu Tự Phong, nhưng gã thực tại nghĩ không ra Lý Tài Nguyên có tác dụng gì lớn, liền nói. Đợi một chút tôi cho người đem tài liệu của Lý Tài Nguyên tới, mời đồng chí Hạ Tưởng xem qua, để cậu ấy quyết định là được rồi. Hạ Tưởng chịu dùng Lý Tài Nguyên mới lạ. Mọi người có mặt sau khi nghe thấy tên Lý Tài Nguyên, có người cười trộm, có người kinh ngạc, còn có người vui sướng khi người gặp họa. Ngày đầu tiên phó thị trưởng Hạ nhậm chức, đã có người tra thuốc mắt cho hắn, thật thú vị. Không phải nói quan hệ giữa Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong không tồi sao? Vậy gã đề nghị Lý Tài Nguyên đảm nhận thư ký của Hạ Tưởng, là chủ ý gì đây? Khiến tất cả mọi người đều không ngờ đó là, sau khi Khâu Tự Phong đề nghị xong, cũng không quản là kết quả gì, liền cùng với Lưu Nhất Lâm, trao đổi công tác, dường như cũng không quan tâm Hạ Tưởng có đồng ý hay không. Hạ Tưởng cũng dưới sự sắp xếp của trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Thường Thư Hân, đã chuyển vào văn phòng làm việc mới của hắn ở thành phố Lang. Thành ủy thành phố Lang và Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc ở một trụ sở lớn, lại cùng một tòa cao ốc, phòng làm việc của Hạ Tưởng ở tầng 5, văn phòng phó thị trưởng thường trực của hắn được bố trí xem như không tồi. So với văn phòng làm việc của bí thư quận ủy của hắn ở quận Hạ Mã, xa hoa hơn nhiều. Hạ Tưởng liền phát hiện, điều kiện làm việc của thành ủy thành phố Lang thật sự là hàng đầu, không chỉ trang hoàng xa xỉ, đồ dùng toàn mới, hơn nữa toàn là hàng hiệu, đâu đâu cũng thể hiện ra mặt tôn quý, đương nhiên, từ một góc độ khác mà nói, đó là sự lãng phí và xa xỉ. Phòng làm việc của hắn không nhỏ, đến 50 mét vuông, cũng phân thành hai phòng trong ngoài. Phòng ngoài hiển nhiên là dành cho thư ký sử dụng. Phòng trong có bộ sofa và một chiếc giường rất rộng, còn có bồn hoa và một cây hoa hải đường tươi tốt. Hạ Tưởng ngạc nhiên nói. Hoa hải đường là của phó thị trưởng Thụy để lại sao? Thường Thư Hân trên dưới 40 tuổi, hơi mập, vóc dáng không cao, bước đi hơi cong lưng, nét tươi cười trên mặt giống như mọc rễ, chưa từng thấy mất đi. Rốt cuộc là đại quản gia của Ủy ban Nhân dân thành phố, trình độ tiếp đón không thấp. Hạ Tưởng đối với ông ta tuy không phải vừa gặp mặt đã có thiện cảm, nhưng tuyệt đối sẽ không làm anh cảm thấy phiền chán. Là của phó thị trưởng Thụy để lại, phó thị trưởng Thụy nói, cây hoa hải đường đã ở cùng ông nhiều năm, đã có tình cảm, vốn muốn đem đi, nhưng lại nghĩ cây di chuyển thì chết, người di chuyển thì sống, nên để lại là tốt nhất, ngộ nhỡ vì thích nó mà làm nó chết, cũng là có lỗi. Thụy căn này cũng thú vị, Hạ Tưởng nhìn thêm Thường Thư Hân vài cái, trong lòng đã có chủ ý. Lão Thường, phó thị trưởng Thụy để cây hoa hải đường này cho tôi, ngụ ý cao thượng, tôi phải cảm ơn ông ấy. Hoặc là, ông thay tôi cảm ơn ông ấy một chút. Thường Thư Hân vẫn vẻ mặt không bớt sự tươi cười. Được thôi, phó thị trưởng Thụy ở thành đông thành phố Lang, lát nữa tôi gọi điện cho ông ấy truyền đạt lại ý của anh. Có đến mà không có đi là thất lễ, cho dù Thụy Căn có ý hay là vô ý để lại cây hoa hải đường, Hạ Tưởng đang muốn bắt đầu từ Thụy Căn. Xem có thể từ mặt bên tìm hiểu một chút về cách đối nhân xử thế và nội tình của Nga Ni Trần hay không, hoa hải đường, xem như là một lời dẫn là được rồi. Thường Thư Hân làm việc coi như cẩn thận, sau khi sắp xếp xong phòng làm việc, ông ta đưa đến tài liệu của Lý Tài Nguyên. Sau khi Hạ Tưởng xem qua một chút, lúc này quyết định. Xin chuyển cáo bí thư Ngả và thị trưởng Cổ, nếu như không có vấn đề gì, thì để Lý Tài Nguyên đảm nhiệm thư ký của tôi. Hả? Đến cả Thường Thư Hân đã vật lộn trong quan trường bao năm,
cũng bị cách làm dám trọng dụng một thư ký có tác phong cuộc sống của Hạ Tưởng làm cho kinh ngạc. Vốn ông đã cố gắng tự thuyết phục bản thân, đối với Hạ Tưởng đang còn trẻ như thế đã đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực, ông đã không còn kinh ngạc nữa, không ngờ, Hạ Tưởng còn dám tiên phong, đến cả Lý Tài Nguyên cũng dám trọng dụng sao. Thường Thư Hân vốn cho rằng sau khi ông mang tài liệu của Lý Tài Nguyên đến, phó thị trưởng Hạ xem qua rồi sẽ ném sang một bên, tuyệt đối không ngờ được, phó thị trưởng Hạ ngay tại chỗ quyết định muốn dùng Lý Tài Nguyên. Tài của ông trước nay rất tốt, khẳng định không nghe nhầm. Thường Thư Hân mới không ngốc đến mức hỏi lại một lần nữa, là cấp dưới, để cho lãnh đạo lặp lại mệnh lệnh là điều kiêng kỵ lớn nhất, ông vội đáp lại một tiếng, xoay người đi, vừa đi đến cửa, lại vỗ trán quay người trở lại. Coi trí nhớ của tôi này, phó thị trưởng Hạ, vừa rồi có người đưa đến một tấm thiệp mời, quên mất đưa cho anh. Thường Thư Hân đi rồi, Hạ Tưởng trong tay cầm tấm thiệp mời do Nga Ni Trần đích thân ký tên, trên mặt lộ vẻ cười nhạt. Tấm thiệp mời quá nhanh, Nga Ni Trần không phải là nóng vội, là đợt sóng thăm dò thứ hai. Đi hay là không đi? Hạ Tưởng nhẹ nhàng gấp tấm thiệp mời lại, để sang một bên, động tác của hắn đã biểu lộ rõ quyết định của hắn. Bây giờ không phải là lúc tiếp xúc với Nga Ni Trần, Nga Ni Trần cũng chưa chắc muốn thật lòng tiếp xúc với hắn, chẳng qua là muốn xem cách xử lý công việc của hắn mà thôi. Nhất động không bằng nhất tính, cứ chờ đã rồi tính tiếp. Hạ Tưởng đã dùng thời gian 2 tiếng đồng hồ, trước tiên làm quen một chút hoàn cảnh làm việc và quy trình của các hạng mục công việc. Cho dù chính quyền làm việc đều có một trình tự quy định, nhưng quy định là chết, người là sống, cụ thể thực thi như thế nào? Liệu có phải nghiêm khắc dựa theo quy trình mà đi hay không, hoàn toàn nhìn theo sự yêu thích của nhân vật số 1. Nói cho cùng, phong cách làm việc của bộ máy chính quyền, do tính chủ quan cá nhân mang đến rất lớn, chính là nó chịu ảnh hưởng rất lớn từ tính cách của Cổ Hướng Quốc. Đương nhiên, với phong cách làm việc của toàn thành ủy mà nói, vẫn chịu ảnh hưởng của Ngả Thành Văn nhiều hơn một chút. Hạ Tưởng vẫn chưa hiểu lắm về tính cách của Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc, chỉ đơn giản mà tìm hiểu một chút. Dù sao cũng không gấp, còn nhiều thời gian. Tuy nhiên nghe nói Khâu Tự Phong vẫn chưa rời khỏi thành phố Lang, dường như việc trao đổi công tác của gã còn phải tiến hành 2 ngày, khiến Hạ Tưởng trong lòng không khỏi suy đoán, Khâu Tự Phong còn muốn ở thành phố Lang hoạt động một lượt, rốt cuộc ý đồ thực sự của gã là gì. Hơn 4 giờ chiều, thành ủy thành phố Lang đã tổ chức một cuộc hội nghị thường vụ, không hẳn là chính thức, gần như được xem là một cuộc họp chào đón trong nội bộ, cũng xem như là tụ họp gặp mặt. Trong cuộc họp, Hạ Tưởng xem như chính thức làm quen với toàn thể ủy viên thường vụ của thành ủy thành phố Lang, cũng chính là tầng quyền lực nòng cốt thực sự của thành phố Lang. Bí thư thành ủy Ngả Thành Văn, thị trưởng Cổ Hướng Quốc, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Lưu Nhất Lâm, 3 người trên Hạ Tưởng xem như đã có ấn tượng bước đầu, những người khác đều chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà bắt tay, bây giờ ngồi trong phòng hội nghị, lần nữa so sánh sơ yếu lý lịch của từng cá nhân, Hạ Tưởng gần như làm được đến mức trong lòng đã hiểu rõ. Nhân vật số 3 thành phố Lang, phó bí thư thành ủy Trương Anh Tịch 45 tuổi, mặt gầy, mắt nhỏ dài, trong lúc họp luôn mang bộ dáng uể oải, giống như có ý kiến với Hạ Tưởng, khi làm quen với Hạ Tưởng, chỉ hơi gật đầu, và nói một câu. Hoan nghênh, rồi không nói thêm một lời nào. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lữ Nhất Khả là một quan viên thuộc loại hình học giả, vừa nhìn rất giống một giáo sư đại học, cặp kính rất dày, diện mạo rất nho nhã. Nếu như không phải độ tuổi 48 của ông ta có chút lớn, hình tượng của ông ta không kém hơn bất kỳ một nam diễn viên nào đó trong nước, thậm chí còn có khí chất thi thư. Hạ Tưởng liền nghĩ, hắn cũng xem như đã trải qua không ít các bộ máy lãnh đạo, những ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Lang có liên quan, là có hình tượng tập thể tốt nhất mà hắn từng gặp qua. Lữ Nhất Khả hơi gật đầu với Hạ Tưởng, giọng điệu chậm chạp nhưng vô cùng rõ ràng mà nói. Đồng chí Hạ Tưởng thật sự là trẻ. Đến thành phố Lang tuổi cũng còn trẻ, vừa khéo có thể thoải mái mà thi triển một chút tay chân. Tuy nhiên vị trí địa lý của thành phố Lang đặc thù, phải chú ý một chút, có lúc không cẩn thận ném một hòn gạch thì rất có khả năng ném vào thủ đô hoặc là Tân Thành. Lời nói của Lữ Nhất Khả có ý khác, Hạ Tưởng hiển nhiên nghe ra, ý là nói không chừng chọc vào ai đó, đối phương sẽ có bối cảnh thâm hậu. Tuy nhiên Lữ Nhất Khả trước mặt mọi người chỉ rõ, cũng không biết ông ta có ý gì. Hạ Tưởng liền ha hả cười. Chủ nhiệm Lữ là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật hòa nhã dễ gần nhất mà tôi đã từng gặp qua, khiến người ta vừa gặp như gió mùa xuân đến. Gió mùa xuân cũng chưa chắc đã ấm áp. Lữ Nhất Khả liền tiếp một câu.
có một câu nói rất hay, tiết xuân xe lạnh. Lời của Lữ Nhất Khả vừa nói xong, Lộ Hồng Chiêm liền có chút không thể xem xét mà nhíu mày. Lộ Hồng Chiêm là chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng Công an, cũng là nhân vật rất có thực quyền trong các ủy viên thường vụ. Lẽ nào nói giữa Lộ Hồng Chiêm và Lữ Nhất Khả có hiềm khích với nhau? Hạ Tưởng chú ý đến chi tiết vẻ mặt không kiên nhẫn của Lộ Hồng Chiêm, trong lòng khẽ động. Hạ Tưởng cho rằng tiếp theo sẽ là Lộ Hồng Chiêm phát biểu, không ngờ, Lưu Nhất Lâm giành trước một bước, cô mang vẻ mặt cười yếu ớt, mở miệng liền nói ra một câu khiến Hạ Tưởng giật mình. Kỳ thực tối hôm qua, tôi và đồng chí Hạ Tưởng, đã gặp riêng nhau rồi. Chuyện Lưu Nhất Lâm và hắn gặp riêng với nhau, tuy Hạ Tưởng rõ không thể giấu nổi Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc, nhưng cho dù giấu không nổi cũng không cần phải nói ra trước mặt mọi người, hành động này của Lưu Nhất Lâm, là dụng ý gì? Chương 780, so chiêu, khó mà hồ đồ. Quả nhiên, giọng của Lưu Nhất Lâm không lớn, lại rất dịu dàng nhưng lời vừa thốt ra lại lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Trong tất cả mọi ánh mắt thì ánh mắt của Cổ Hướng Quốc là sắc bén nhất, đồng thời điều khiến Hạ Tưởng bất ngờ là Ngả Thành Văn thì thản nhiên nhìn Lưu Nhất Lâm một cái, sau đó thì quay đầu đi tỏ vẻ như chẳng thèm quan tâm. Lưu Nhất Lâm đang nghịch cây viết trong tay, thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ và tò mò vào cô ấy thì liền gật đầu cười một cái, và cũng không giải thích gì nhiều chỉ nói.